chương 386, cứ làm như vậy đi. Người cầm hoa hồng xanh chính là đối tượng tôi muốn xem mắt. Chấm ngoặc kép, đường khả hình thật có chút căng thẳng thở dốc một hơi, lúc này mặt đỏ lên, nhưng bây giờ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, từng bước từng bước đi về phía phòng cà phê lúc này rất náo nhiệt, nhìn một vòng về phía chỗ ngồi trước tấm bình phong nước chảy, rồi đến chỗ ngồi xa hoa hình tròn, khắp nơi đều là khách quý của khách sạn Á Châu đang ngồi. Khả hình nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, nhịp tim càng ngày càng kích động, nhìn vòng tròn màu trắng lóe ánh sáng màu xanh dương ở chính giữa phòng cà phê, rốt cuộc nhìn thấy có một người đàn ông, người mặc áo len cổ lọ màu trắng, quần tây màu đen, bên ngoài khoác áo khoác dài màu nâu phong cách lần, chiều cao gần 1m80, để mái tóc ngắn ca tính, khuôn mặt hết sức đẹp trai, nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, khoảng chừng 26 tuổi, đang đứng, nhìn về phía mình nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Mặt của đường khả Hinh trong chớp mắt đỏ bừng, đột nhiên xuất hiện ảo giác, cảm thấy đầu óc của mình choáng váng, mắt nhìn chằm chằm người đàn ông cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, lại có chút ngượng ngùng nhìn về phía mình vẫy tay một cái, cô lập tức thở vào một cái, tự nói với mình, bình tĩnh, phim thần tượng không phải diễn như vậy sao? Một người đàn ông rất trai đẹp, anh nhìn về phía mình vẫy tay, lúc đang xấu hổ cho rằng người khác đang gọi mình, lộ vẻ hoa si, đang muốn lên tiếng, đột nhiên người đàn ông này đi tới cô gái ở sau lưng, ôm cô gái. Đúng rồi, chính là như vậy. Đường khả hình lập tức đề phòng xoay người, liếc nhìn sau lưng trống không, cô đột nhiên sững sờ, lúc quay đầu lại, người đàn ông này cầm một đóa hoa hồng xanh trong tay, dơ về phía mình, cười có chút dịu dàng. Trời à, đường khả hình không thể tin nổi nhìn người đàn ông đẹp trai này, sẽ không thật sự đang chờ mình chứ. Khả hình, người đàn ông đẹp trai nhìn về phía đường khả hình, đột nhiên lễ phép thân mật gọi nhỏ. A, à, chấm ngoặc kép, đường khả hình đứng ở ghế dựa, chỉ ngây ngốc nhìn về phía người đàn ông kia, nghĩ, không thể nào đâu. Khả Hinh, người đàn ông kia gần như chắc chắn nhìn về phía cô, dịu dàng gọi nhỏ. "A." À, "Vâng." chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh miễn cưỡng mỉm cười, vội vàng hoang mang rối loạn đi tới trước chỗ ngồi, không dám nhìn người, mặt đã đỏ lên, tay chân cũng không biết để đâu, suy nghĩ nhã tuệ tìm loại cực phẩm này ở đâu cùng mình xem mắt. Anh thích mình sao? "Xin chào, tôi họ Tần, tên Chí Vĩ." là phó quản lý phòng ăn, nhã các. Chấm ngoặc kép, tần trí vĩ mỉm cười đứng lên, hết sức thân sĩ phong độ kéo một ghế tròn nói, mời ngồi. Đường khả hình không thể tin nổi nhìn về phía anh, bộ dáng hết sức hiền hòa, phong độ, nhiệt tình, giống như lập tức bị cuốn hút rồi, đúng thôi, mình sẽ phải tiếp xúc nhiều loại đàn ông thế này, giống như tổng giám đốc tưởng quá cao không thể leo tới, cô lập tức nở nụ cười, có chút xấu hổ nói cảm ơn. Chấm ngoặc kép, không cần khách sáo mời ngồi chấm ngoặc kép tần trí vĩ lại cười mời cô ngồi xuống vâng chấm ngoặc kép đường khả hình cũng không có khách sáo ngượng ngùng mỉm cười ngồi xuống tần trí vĩ cũng cười rực rỡ ngồi ở vị trí bên trái cô để tránh cho cô ngượng ngùng và hoang mang audio điện tử võ tấn bền đường khả hình ngẩng đầu lên cảm thấy anh rất tỉ mỉ cũng dịu dàng mỉm cười tưởng thiên lỗi đứng ở bên ngoài phòng cà phê trang nhã hít mắt, xa xa nhìn về phía đường khả hình ngồi ở đối diện người ta, vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng, anh diễu cợt nở nụ cười, lại di chuyển trong mắt, không vui nhìn về phía người đàn ông tuổi chừng 24 đến 25 ngồi đối diện cô, quần áo mới, vẻ mặt ôn hòa hiền hậu lễ độ, nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, cộng thêm một chút ngượng ngùng, càng lộ vẻ chân thành hấp dẫn người. Người này là ai vậy? Tưởng thiên lỗi nhìn về phía người kia, chớp mắt, không vui hỏi. Đông Anh lập tức xoay người, nhìn về phía người đàn ông trẻ thật sự đẹp trai có lễ phép, chợt cảm thấy nhìn quen mắt, hơi cố nhớ, lập tức nói, dường như anh ấy là. Phó quản lý phòng ăn, nhã các tên là Tần Chí Vĩ, tháng 2 năm nay mới có thể nhận chức, đi học ở học viện khách sạn Hoàng gia Anh Quốc, đạt thành tích ưu Việt, thì vào khách sạn chúng ta, trước mắt đã qua 3 cấp khảo hạch rồi, đoán chừng sang năm có thể bay lên quản lý rồi. Chấm ngoặc kép, trong mắt của tưởng thiên lỗi hơi híp do dự một lát, liền lạnh lùng nói, thật sao? Qua ngồi xem một chút, chấm ngoặc kép. À, chấm ngoặc kép, Đông Anh hơi sừng sốt, liền có chút ngượng ngùng nhắc nhở anh. Chấm ngoặc kép, Tổng Giám Đốc, người ta đang. Xem mắt, chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu lại nhìn về phía Đông Anh, nói, người ta xem mắt, tôi không thể đi qua ngồi sao. Tôi không có nói ngồi chung với cô ấy. Giọng nói thật không tốt. Đông Anh hoảng sợ đến mặt lập tức đỏ lên, vội vàng cúi đầu căng thẳng nói vâng vâng chấm ngoặc kép vẻ mặt tưởng thiên lỗi căng cứng xoay người lạnh lùng đi qua một số ghế dài phòng cà phê lúc nhân viên phòng ăn cung kính khom lưng anh đã đi tới chỗ ngồi bên cạnh đường khả hình dáng vẻ nghiêm nghị buông cúc áo tây trang ngồi cùng hướng với đường khả hình hai mắt thâm thúy sắc bén nhìn phía trước tần trí vĩ mới vừa muốn nói chuyện phiếm cùng khả hình lại thấy tưởng thiên lỗi đi tới hoảng sợ đến lập tức đứng lên cung kính khom lưng chào hỏi anh gọi nhỏ tổng giám đốc đường khả hình không khách khí nheo mắt nghiêng mặt nhìn anh tưởng thiên lỗi không có nhìn hai người này chỉ đáp nhẹ ừ ngồi đi chấm ngoặc kép vâng chấm ngoặc kép tần trí vĩ có chút căng thẳng nhìn anh một cái không khỏi cảm thấy có chút băn khoăn nhưng chỉ đành phải ngồi xuống nhìn đường khả hình miễn cưỡng mỉm cười đường khả hình cũng nhìn anh miễn cưỡng mỉm cười trong lòng suy nghĩ cái đáng chết kia chạy tới nơi này sát phong cảnh làm gì? Tưởng Thiên Lỗi giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, cũng không khách khí chút nào ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh tức giận xoay mặt đi. "Tổng giám đốc, anh uống gì không?" Đông Anh đứng ở sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, cẩn thận hỏi. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt đáp, "Cà phê." Chấm ngoặc kép. "Vâng, chấm ngoặc kép." Đông Anh tự mình đi vào trong quán cà phê thu xếp. "Cô muốn uống gì?" mặc dù tần trí vĩ cảm giác tưởng thiên lỗi ngồi không xa lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này liền nhìn đường khả hinh mỉm cười hỏi cô ăn cơm chưa chưa đường khả hinh nhìn tần trí vĩ dịu dàng lắc đầu một cái nói chưa chấm ngoặc kép vậy tôi gọi cho cô một ly cà phê blue mountain còn có mì hải sản italy rất nổi tiếng nơi này được không anh nhìn cô tự mình làm chủ theo như kinh nghiệm tốt chấm ngoặc kép quả thật đường khả hinh cũng thích ăn liền gật đầu Tần Chí Vĩ lập tức gọi phục vụ, chọn cho cô bữa trưa, lại chọn một phần kem tình lữ. Anh, ăn kem, đường Khả Hinh nhìn anh, có chút xấu hổ cười hỏi. Tần Chí Vĩ nhìn Khả Hinh, cười rực rỡ nói, đoán chừng cô không có ấn tượng với tôi rồi. Đường Khả Hinh nhìn anh, sửng sốt. Tần Chí Vĩ nhìn đường Khả Hinh thật sâu, nói, lần trước, cô đột nhiên đến phòng ăn chúng tôi, gọi một bàn lớn món ăn, nhưng chỉ một mình cô ngồi ở bên trong, cũng chỉ ăn kem, lúc ấy phần kem kia là tôi đưa vào. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình không thể tin nổi ngẩng đầu lên, nhìn anh, ánh mắt lập tức sáng lên, giống như nhớ có chuyện như thế. Cô đột nhiên cười một tiếng, vui vẻ nói, là anh sao? Trên khuôn mặt đẹp trai của tần trí vĩ lại nở nụ cười như ánh mặt trời, nói, đúng vậy. Lúc cô ngồi ở chỗ đó, ước chừng ăn ba ly kem tươi, nhưng tôi nhìn có chút tiếc nuối. Chấm ngoặc kép. Tại sao? Đường Khả Hinh lập tức bị anh lời nói, hấp dẫn, rất tập trung tinh thần nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, nâng máy tính bảng chuyên dụng đặt ở bàn cà phê, đặt ở trên đầu gối, rất tao nhã phong độ xem, nghe được câu này, hơi nghiêng mặt nhìn về phía người bên cạnh. Cô không biết sao, ở Tây Phương, kem là truyền thuyết Pandora. Tần Chí Vĩ cười nói, trong thế giới của con gái, phải có thần bí, vui vẻ, nhưng lúc cô giống như không vui vẻ, cô ăn nhưng vẻ mặt cũng không có biểu hiện gì chấm ngoặc kép. Đường khả hình nhớ tới tình huống lúc đó, liền ngượng ngùng mỉm cười. Cho nên hôm nay cố ý chọn một phần, chúng ta cùng ăn, bảo đảm cô sẽ vui vẻ. Chấm ngoặc kép, tần chí vĩ lại vui vẻ cười nói. Trong lòng của đường khả hình ấm áp, nhìn anh, biết ơn cười nói cảm ơn anh. Đừng khách sáo, tần chí vĩ đáp nhẹ, sau đó sẽ ngẩng đầu lên dịu dàng nhìn đường khả hình. Đường khả hình nhìn ánh mắt anh dịu dàng, mặt lại đỏ lên, có chút ngượng ngùng cúi đầu tưởng thiên lỗi nhắc mí mắt nhìn cô nhưng chấm ngoặc kép đường khả hình ngẩng đầu lên nhìn tần trí vĩ có chút ngượng ngùng nói hôm nay tại sao anh lại nghĩ đến cùng tôi à cùng nhau ăn ăn cơm chấm ngoặc kép tần trí vĩ nhìn bộ dáng đường khả hình xấu hổ liền nửa đua nửa thật nói đoán chừng cô cũng không biết chứ hình của cô đăng lên trang giao lưu của khách sạn chúng ta tỷ lệ click chuột rất cao tôi vẫn trải qua nghiêm khắc sàng chọn mới vào được à đường khả hình nhìn về phía anh kinh ngạc kêu lên không phải đâu người nào đăng vậy tưởng thiên lỗi nghe xong lời này ngón tay lập tức lướt nhẹ trên máy tính bảng mở trang giao lưu của công ty quả nhiên nhìn thấy hình nửa khuôn mặt bên phải của đường khả hình rất xinh đẹp xuất hiện ở trang đầu kết hợp với thân phận thư ký tổng giám đốc làm cho tỷ lệ click chuột cao đến thái quá anh à một tiếng nở nụ cười không biết nhưng tôi cảm ơn người kia, bởi vì kể từ sau khi cô đi khỏi ngày đó, đối với cô vẫn có ấn tượng rất sâu. Chấm ngoặc kép, tần chí vĩ nhìn đường khả hình, không che giấu tình cảm của mình chút nào. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, rốt cuộc quay mặt sang, liếc về phía người tuổi trẻ ở bên cạnh. Đường khả hình nghe lời này, lại đỏ mặt, nhìn anh, lúng túng nói anh. Anh nói như vậy, tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Thả lòng, đừng căng thẳng, hôm nay chúng ta chỉ đến gặp mặt, hy vọng sau này có thể có cơ hội hẹn hò với cô trước khi tôi tới phó quản lý lưu đã gọi nhiều cuộc điện thoại cho tôi sợ tôi khi dễ cô cô yên tâm sẽ không chấm ngoặc kép tần vĩ nghiệp lại nhiệt tình cười nói đường khả hình cũng khẽ mỉm cười có chút buông lỏng có chút thoải mái thậm chí cảm thấy có chút cảm giác an toàn cả người mình cũng bình tĩnh lại tưởng thiên lỗi ngẩng mặt nhìn bộ dáng cô đột nhiên hơi giơ tay đông anh nhẹ khom lưng dịu dàng hỏi tổng giám đốc anh có căn dặn gì? Tưởng thiên lỗi nghiêng mặt, ở bên tai của cô căn dặn nhỏ mấy câu nói. À, vẻ mặt đông anh liền thay đổi, kêu nhỏ một tiếng, kinh ngạc nhìn tưởng thiên lỗi. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi bình tĩnh nhìn cô, khẽ chấp hai mắt, giống như muốn cứ làm như vậy đi. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đông anh lại bất đắc dĩ nhìn anh. chương 387, lệnh điều động. Đường Khả Hinh và Tần Chí Vĩ hai người đang trò chuyện vui vẻ, nhất là nói tới kem tình lữ, đĩa kem tươi hình trái tim, hai người cầm muỗng, hào hứng ăn uống. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, nhìn về phía Đường Khả Hinh cầm muỗng, vừa ăn kem, vừa nhìn Tần Chí Vĩ, mặt cười híp mắt, sau khi nở nụ cười, mới nói, thật không biết có gì đáng cười. Chấm hỏi ngoặc kép. Đông Anh đứng ở một bên, nhìn Tần Chí Vĩ trẻ tuổi nhiệt tình, Khả Hinh chính là cô gái thanh xuân động lòng người, liền thuận miệng nói một câu, đều là người trẻ tuổi, không có sự khác nhau nói chuyện cùng một loại đề tài tự nhiên bao dung và hòa hợp chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nghe xong lời này sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đông anh đông anh khẽ cười nhìn về phía hai người trẻ tuổi cũng đang hoài niệm thời thanh xuân của mình đột nhiên nhìn thấy tưởng thiên lỗi rất không khách khí nhìn mình mặt của cô từ từ đỏ lên lập tức cúi đầu nói thật thật xin lỗi tôi xin lỗi chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi không lên tiếng lạnh lùng chuyển ánh mắt nhìn về phía đường khả hình lúc này mỹ ý của đường khả hình cũng đã tới cô nhìn hải sản trên đĩa tất cả đều là tôm và thịt cua cô vui vẻ mỉm cười nói dường như ăn rất ngon mau ăn hôm nay khách nhiều thức ăn mang lên tương đối trễ tần trí vĩ nhẹ nhàng đẩy cái đĩa về phía cô nói cô quá gầy ăn nhiều một chút được chấm ngoặc kép đường khả hình lập tức cầm đĩa lên nói vậy tôi bắt đầu đây Tần Chí Vĩ nhìn đường khả Hinh giống như thật đói bụng, ăn từng ngụm từng ngụm, ăn như hổ đói, liền có chút quan tâm hỏi công việc rất nhiều sao. Xem bộ dáng cô giống như rất vất vả. Ừm, cấp trên của tôi tương đối nghiêm khắc, đường khả Hinh há miệng ăn mì, nói. Con gái không cần làm việc ở bên ngoài. Quá cực khổ, tần Chí vĩ nhìn đường khả Hinh, thật lòng nói. Đường khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn tần Chí vĩ đang nhìn mình, khuôn mặt đẹp trai thật thà, cặp mắt sang rực, cũng rất giống như Trang Hạo Nhiên, liền mỉm cười, nói, từ trước tới nay tôi cũng có một mình, dường như cho tới bây giờ cũng không có người nào nói với tôi con gái không cần làm việc ở bên ngoài quá cực khổ. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe vậy, không khỏi hơi nhắc mí mắt, nhìn cô. Tần Chí Vĩ nhìn đường khả hình cười nói, không có người nào nói với cô sao? Không có, chấm ngoặc kép, đường khả hình cúi đầu, tiếp tục ăn mì sợi. Sau này, chấm ngoặc kép. Tần Chí Vĩ thật lòng nhìn đường Khả Hinh mỉm cười nói, nếu như chúng ta có thể làm bạn bè, tôi có cơ hội chăm sóc cô, mỗi ngày cô có thể ở nhà chơi và làm công việc mà cô thấy thích, đừng đi làm rất khổ cực. Đường Khả Hinh có chút giật mình ngẩng đầu lên, nhìn anh, đầu tiên miễn cưỡng mỉm cười, sau đó có chút không tin được, nói anh. Tại sao phải, đối với tôi, cái đó, chấm ngoặc kép, cái gì, Tần Chí Vĩ cảm thấy cô rất thú vị, là, cái đó, chấm ngoặc kép. Mặt của đường khả hình chợt đỏ bừng, nhìn Tần Chí Vĩ ô ô a à a à nói, đối với tôi tốt như vậy. Tưởng thiên lỗi bưng cà phê, uống một hớp nhỏ. Bởi vì tôi chưa từng gặp qua một cô gái nhỏ, rất hiên lặng một mình ăn ba ly kem thật to, vừa ăn, vừa nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, mắt trống rỗng, có chút bi thương, nhưng rất hiền lành. Chấm ngoặc kép, Tần Chí Vĩ nói xong, đã cầm thìa nhỏ lên, múc một chút kem ăn. Đường khả hình rất hiên lặng nhìn anh trong lòng có chút cảm động. Ăn mau đi, nếu qua giờ trưa, chút nữa bị chế bị mắng thì làm thế nào? Tần Chí Vĩ lại thúc giục cô. Ừ, chấm ngoặc kép, đường khả hình tiếp tục vui vẻ ăn mì. Tưởng thiên lỗi nhìn hai người bọn họ vui vẻ ăn mì, trên mặt lại hiện lên nụ cười khó hiểu. Quả nhiên, lúc này, trong hành lang quản lý dung nhanh chóng đi tới, nhã các kể cả ba trưởng kíp, nhanh chóng đi tới, nhìn về phía tần Chí vĩ, tức giận nói thì ra cậu ở nơi này. Chấm than ngoặc kép, tần trí vĩ sướng sờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía quản lý Dung, ngạc nhiên cười nói, đúng vậy, quản lý. Tôi, đang dùng bữa trưa, chấm ngoặc kép. Đường khả hình cũng có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía vị quản lý phòng ăn nhã các, suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì. Cậu không có nhận được tin nhắn sao? Quản lý Dung lạnh lùng nhìn về phía tần chí vĩ, hỏi. Tin, tin nhắn gì? Tần Chí Vĩ đột nhiên lấy điện thoại di động ra, mở màn hình ra xem, quả nhiên là quản lý gửi cho mình, phải nhanh chóng trở về phòng ăn, anh lập tức đứng lên xin lỗi, nhìn về phía quản lý cười nói, thật xin lỗi, quản lý, lúc này tôi không thấy tin nhắn, bởi vì hôm nay tôi nghỉ phép. Cho nên, chấm ngoặc kép, nghỉ ngơi cái gì, khách sạn bên Las Vegas đột nhiên thiếu người, muốn điều người từ khách sạn chúng ta, tên của cậu ở trong danh sách, tối hôm nay, sẽ phải hỏa tốc đi thôi. Lúc này, cậu còn còn ý định ăn cơm quản lý dung nhìn về phía anh tức giận nói las chấm ngoặc kép tần trí vĩ không thể tin nổi nhìn về phía quản lý giật mình nói las las vegas con người đường khả hình cũng chừng to nghĩ tới nơi xa như vậy có nên sai người ở chỗ này đến hay không đúng vậy las vegas chuyện hộ chiếu chúng tôi đã làm xong cho cậu mau nhanh chóng về phòng ăn trước mở cuộc họp video chấm ngoặc kép quản lý dung bắt anh lập tức đi ngay chờ một chút chuyện này chấm ngoặc kép tần chí vĩ nghe tin bất thình lình đột nhiên xin lỗi nhìn đường khả hình đường khả hình cũng nhìn tần chí vĩ mỉm cười an ủi nói không có chuyện gì nhưng chỉ đi một ít thời gian có thể trở về ngay chấm ngoặc kép đi ba năm sau khi trở lại tiếp tục khảo hạch đi thôi quản lý dung vẫy tay lạnh lùng nói ba năm chấm than ngoặc kép Lần này Tần Chí Vĩ phát điên, nhìn về phía quản lý Dung, nói: "Lâu như vậy." "Đúng rồi, không nên mất thời gian ở chỗ này, đi đi đi." Quản lý Dung nói xong, cũng đã nhanh chóng kéo Tần Chí Vĩ đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tần Chí Vĩ bị buộc bất đắc dĩ đi theo quản lý, lại quay đầu, xin lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh. Vẻ mặt Đường Khả Hinh cũng bất đắc dĩ nhìn về phía anh dần dần đi xa, đang suy nghĩ, tại sao lại đột nhiên muốn điều đến Las Vegas? đó không phải là phạm vi quản lý của trang hạo nhiên sao? Tại sao lại? Hai tròng mắt của cô nhẹ nhàng nhấp nháy, một ý tưởng kích chạy lên não, đột nhiên chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lung nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi ho nhẹ một tiếng, để cà phê xuống ly, nhắc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, đã sắp 1 giờ 30, liền đứng lên, muốn đi ra ngoài. Tưởng thiên lỗi, đường khả hình nhìn anh, gọi. Tưởng thiên lỗi dừng bước lại, xoay người nhìn về phía đường khả hình, hai mắt xẹt qua một chút nụ cười, hỏi có chuyện gì sao? Không phải là anh chứ, có nên ngây thơ như vậy hay không? Đường khả hình nhìn về phía người này, tức giận hỏi. Cái gì? Tưởng thiên lỗi giả bộ ngu nhìn về phía đường khả hình, nói, đừng nói chuyện ngây thơ với anh, ngây thơ bằng em ăn kem sao? Anh, chấm ngoặc kép, đường khả hình tức giận nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi lại không có để ý tới cô, xoay người bước đi ra ngoài, vẻ mặt Đông Anh cũng xin lỗi đi theo phía trước. Đường Khả Hinh vừa tức giận nhìn về phía anh, vừa ném tiền xuống, nhanh chóng đi theo. Tưởng Thiên Lỗi vừa đi về phía thang máy, vừa căn dặn Đông Anh nói, một chút nữa họp, nhất định phải trình lên công văn phê duyệt của thị trường. Chấm ngoặc kép. Vâng, Đông Anh gật đầu đáp. Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt đi vào thang máy, Đông Anh cũng nhanh chóng đi vào, tay bấm nhẹ phím số tầng lầu tổng giám đốc, thang máy chậm rãi khép lại hai người ở bên trong thang máy, đang muốn nói phương án nội bộ tập đoàn, nhưng không ngờ thang máy trong chớp mắt lại mở ra. Đường khả hình giống như nuốt than lửa đứng ở trước cửa, nóng mắt nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cũng im lặng nhìn về phía cô. Đông Anh nhìn cục diện này, ngay lập tức im lặng đi ra ngoài. Đường khả hình bước đi tới, cạch một tiếng, đóng cửa thang máy lại, một bước đứng ở trước mặt của tưởng thiên lỗi, tức giận thở mạnh, hỏi có phải là anh hay không? Cái gì có phải là anh?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh, ngạc nhiên hỏi. Đường Khả Hinh tức giận nhìn anh, nói: "Điều động tần trí vĩ đi, có phải là anh hay không?" Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, đôi tay cắm túi quần, nhìn về phía trước. Đường Khả Hinh nhìn thái độ của anh, thật muốn phát điên hét to: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh ấy chỉ xem mắt tôi thôi, có trêu chọc gì tới anh hả?" "Em thích cậu ta sao?" Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên nhìn Đường Khả Hinh, hỏi chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh, trực tiếp ngửa mặt nói. Tưởng thiên lỗi trầm mặt nhìn cô, hỏi thích cậu ta cái gì? Đường khả hình tức giận đến phổi cũng muốn nổ tung nói, tôi thích anh ấy trẻ tuổi, đủ đẹp trai, đủ nhiệt tình, đối với tôi đủ quan tâm. Không giống một số người, già giống như ông chú, trò chuyện có sự khác nhau, không đủ đẹp trai, không đủ cao. Không đủ cao. Tưởng thiên lỗi đột nhiên nóng mắt nhìn đường khả hình, nở nụ cười, nói, không đủ cao. Đúng vậy, không đủ cao, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nói thẳng. Để cho cậu ta ở Las Vegas đến hết đời, để xem có thể cao hơn mấy cm hay không. Sắc mặt tưởng thiên lỗi đột nhiên lạnh lẽo, xoay người đi, nói. Tôi cảnh cáo anh, lập tức hủy bỏ lệnh điều động này, nếu không, tôi không khách khí với anh. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình thật sự rất gấp gáp, cô không muốn tần trí vĩ bởi vì chuyện của mình mà ảnh hưởng tiền đồ của anh. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng. Anh chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhìn thái độ chết tiệt của anh, đột nhiên tức giận nói, "Tốt, anh đừng cho rằng tôi cũng chỉ có thể cầu anh." chấm than ngoặc kép. Cô không nói hai lời, liền trực tiếp đè xuống tầng trệt, không muốn nói nhảm với anh. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, sơ lên, trừng mắt nhìn cô, nóng nảy nói, "Đường Khả Hinh, chúng ta mới hôn môi bao lâu, anh đã không đủ đẹp trai, không đủ trẻ tuổi." có sự khác nhau với em rồi hả? Đường khả hình dùng sức hất tay của anh ra, mới ngẩng đầu lên nhìn anh, nói tôi và anh hôn môi còn chưa tới 24 giờ, anh cũng đã không chút do so dự nhào tới trong ngực người khác. Chấm than ngoặc kép, chương 388, không cho, không cho, rất nhiều không cho. Tưởng thiên lỗi nhất thời bất đắc dĩ nhìn cô. Anh buông tay, chấm than ngoặc kép, đường khả hình chợt hất tay của anh ra, muốn xoay người đi khỏi tưởng thiên lỗi lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô kéo tới trước mặt của mình cúi xuống nhìn cô nói mấy ngày nay trong đầu của anh luôn nhớ đến nụ hôn của em ở bệnh viện chấm ngoặc kép hai mắt đường khả hình nhanh chóng đỏ lên lại muốn dùng sức bỏ tay của anh ra tưởng thiên lỗi lại ôm cô vào trong ngực tay cạch một tiếng nhấn thang máy tầng chót anh làm gì đấy đường khả hình lập tức mở thân thể đánh mạnh lên người anh tưởng thiên lỗi mãnh liệt bá đạo ôm chặt đường khả hình, kiềm chế thân thể cô dẫy dụa, cúi xuống nhìn cô hỏi, anh và em có sự khác nhau như thế nào? Những lời em đã nói, anh đều nhớ tất cả, bao gồm ngày đó anh và em cùng đi mua quýt. em nói, nếu như có thể để cho các doanh nghiệp chúng ta trực tiếp liên hệ với nông dân trồng rau quả để thu mua, thật tốt biết bao. Như vậy, cuộc sống của bọn họ, ít ra tốt hơn một chút. Chuyện này, anh vẫn làm, ngày mai tổ đặc biệt nghiên cứu đã hoàn thành rồi. Đường khả hình đột nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi thật gấp gáp nhìn cô, nói, làm như vậy có sự khác nhau sao? Nếu như không phải do một ý tưởng của em, một chút tấm lòng cảm động anh, chấm ANS sẽ làm sao? Hai mắt đường khả hình đột nhiên tràn lệ, nhớ tới đêm hôm đó, lần đầu tiên anh bộc lộ suy nghĩ của mình, câu nói, về nhà gọi điện thoại cho tôi, vẫn in sâu ở trong óc của mình, như con sóng cuồn cuộn, nước mắt lăn xuống, cô vẫn cắn chặt răng, muốn tránh thoát ngược của anh. Khả Hinh, Tưởng Thiên Lỗi ôm chặt thân thể của cô, thật sâu gọi cô, cúi đầu xúc động nói anh rất nhớ em. Chấm ngoặc kép anh buông tôi ra, Đường Khả Hinh lại muốn đẩy anh ra, nghẹn ngào kêu nhỏ đừng nói với tôi những thứ này, tôi không muốn nghe. Tưởng Thiên Lỗi lại ôm chặt thân thể của cô, lại vội vàng nói hoa hồng xanh thích không? Đường Khả Hinh dừng lại, rơi lệ nhìn Tưởng Thiên Lỗi ngạc hỏi cái gì hoa hồng xanh. Tưởng Thiên lỗi nhìn khuôn mặt mềm mại của Khả Hinh, càng nhìn càng đau lòng, sâu kín nói bó hoa kia là anh tặng. Chấm ngoặc kép anh. Trong lúc nhất thời Đường Khả Hinh không tiếp nhận nổi, đột nhiên sững sờ, thân thể lại mềm nhũn. Tưởng Thiên lỗi nhìn cô, đột nhiên đau lòng mỉm cười nói phải. Chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh đột nhiên nói không thốt nên lời, quay mặt đi, không lên tiếng. Tưởng Thiên lỗi lại ôm chặt cô dựa vào bên cạnh thang máy, cúi xuống, cụm nhẹ vào trán cô, chóp mũi xinh đẹp nhẹ nhàng chạm chóp mũi của cô, cảm giác đôi môi mềm mại cách môi mỏng mình không xa, lại sâu kín nói tối hôm qua, gửi hình cho em chỉ là muốn nói cho em biết, anh rất nhớ em. Không có ý gì khác, chấm ngoặc kép. Đường khả hình đột nhiên cười diễu cợt, cảm giác tối hôm qua mình uống rượu vô ích, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Tưởng thiên lỗi bưng mặt của cô, ở khoảng cách thật gần nhìn nhau, lại lúng túng vội vàng nói, anh chưa từng cố ý tìm hiểu ý nghĩa của loài hoa, nhưng Đông Anh nói với anh, hoa hồng xanh gần như là một loại lời hứa. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh nghe lời này, nước mắt lại từng viên lăn xuống. Anh hiểu, lời hứa trước kia giống như hạt bụi trong không khí, nếu như lời hứa làm cho em lo sợ, vậy chúng ta ở chung một chỗ đi. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lối lại bưng mặt của Khả Hinh, thở hồn hền, hai mắt xẹt qua căng thẳng và đau lòng, cũng không dám hôn môi của cô nữa. Đường Khả Hinh nói không ra lời, chỉ xoay mặt để cho nước mắt từng viên rơi xuống. Anh không biết làm như thế nào mới có thể trở lại lúc ban đầu, cho tới bây giờ đối mặt với tình yêu, anh cũng không có lòng tin, rất thấp thỏm. Chỉ sợ nói một câu sẽ làm cho em bị thương, chỉ sợ làm sai một chuyện, em sẽ đi khỏi anh. Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ mệt mỏi nói, trong khoảng thời gian này rất mệt mỏi, lúc mệt mỏi, không nhịn được nhớ đến em phát hiện thì ra tình yêu không phải cướp đoạt, bởi vì lúc em ở bên cạnh anh, anh rất thoải mái và hạnh phúc, cảm giác này cần rất dụng tâm mới có được, không thể dùng bất kỳ thủ đoạn gì và tiền bạc đổi lấy. Chấm ngoặc kép, trái tim đường khả hình chợt vỡ vụn, phản chiếu vết tích tình yêu còn sót lại trong quá khứ, vẫn chiếu lấp lánh. Cô đột nhiên không biết vì sao, đau lòng, rất đau, chợt đè chặt trái tim, nói không ra lời, chỉ có quắp khóc, khóc thật khổ sở, thật khó chịu, thật đáng thương khả hinh tưởng thiên lỗi ôm lấy thân thể của cô nhìn nét mặt cô khổ sở gấp gáp hỏi em làm sao vậy nơi nào không thoải mái đường khả hinh nghe tiếng gọi nhẹ nhàng cô càng cảm thấy trái tim đau đớn khó chịu níu chặt quần áo trước ngực ngửa mặt nhìn về phía trước nước mắt từng viên lăn xuống khả hinh chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi rất đau lòng nhìn cô nói em nói cho anh biết nơi nào không khỏe nói cho anh biết chấm than ngoặc kép Đường khả hình thật khổ sở run rẩy, bật khóc, nói thân thể của tôi. Đã từng bị thương, tôi đứng ở trong mưa, sốt cao 40 độ, tôi không ngừng nghĩ tới một người, nghĩ tới nếu như lúc đó anh ấy xuất hiện một phút, quan tâm gọi tên của tôi một chút, có thể. Trong tương lai thật dài, anh ấy làm sai chuyện gì, tôi đều sẽ chọn tha thứ cho anh ấy. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn cô. Nhưng cuối cùng vào lúc tôi cần anh ấy nhất, anh ấy lại không biết đi đâu biến mất rất việt tình rất tàn nhẫn chấm ngoặc kép đường khả hình níu chặt quần áo đau đến khó chịu khóc nói tôi không biết làm thế nào để tha thứ cho anh ấy tha thứ hết lần này tới lần khác lại bị thương nữa hay không sốt cuộc tôi còn yêu bao nhiêu bản thân tôi cũng không biết chấm ngoặc kép nước mắt từng viên lăn xuống tưởng thiên lỗi đau lòng ôm cô đau lòng xin lỗi cúi xuống cụng nhẹ vào chán cô thở dài một cái nói thật xin lỗi chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh khóc nói: Tôi không muốn nghe gì cả. Tôi đã vứt bỏ tình yêu của mình, nó bay tới nơi nào tôi cũng không biết nữa. Trái tim của tôi, nỗi khổ sở của tôi, tất cả tất cả mọi thứ của tôi, tất cả ném cho thời gian. Tôi không có hơi sức xen vào nữa. Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên lỗi nghe lời này thật lo sợ, lại vội vàng ôm lấy cô, căng thẳng nói: Khả Hinh, em đừng như vậy. Chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh xoay mặt, rơi lệ nhìn về phía trước, không biết nên nói gì chỉ cảm thấy mệt mỏi thật sâu. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi bưng mặt của cô, đau lòng nhìn cô, hỏi em vẫn yêu anh sao? Vẫn yêu sao? Tôi không biết, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh mệt mỏi nói. Tưởng thiên lỗi nhìn trong tròng mắt cô mệt mỏi thật sâu, không nói chuyện gì, đột nhiên cúi xuống, hôn mạnh đôi môi hồng mềm mại của cô. Đường Khả Hinh không có từ chối, cũng không có nghênh hợp, mặc cho nước mắt từng viên xẹt qua gương mặt trắng nõn tưởng thiên lỗi rời khỏi nụ hôn kia lại vội vàng nhìn cô chấm than đường khả hinh không lên tiếng chỉ sững sờ nhìn về phía trước lúc này cửa thang máy chợt mở ra một luồng gió lạnh nhào vào tưởng thiên lỗi đón gió lạnh lẫm liệt nhấn thang máy dừng lại tầng lầu nhìn đường khả hinh trong ánh mắt kia mênh mông và không còn hơi sức anh đột nhiên thở nặng nề nói tốt đường khả hinh sâu kín chấp đôi mắt đẫm lệ nhìn anh tưởng thiên lỗi lạnh nhạt nhìn đường khả hinh nói, nếu em không còn yêu anh, anh sẽ buông em ra. Anh không điều cầu ta đi, anh để cho cậu ta ở khách sạn này, từng bước thăng tiến, để cho em cùng với cậu ta sống thuận lợi. chấm than ngoặc kép. Đường Khả Hinh không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi không nói hai lời, đi ra thang máy, đưa lưng về phía người bên trong thang máy, vô cùng thản nhiên nói, em đi đi. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn về phía bóng lưng của anh, nước mắt rơi xuống, do so dự một lát, nhưng vẫn vươn tay nhẹ nhàng bấm nút thang máy xuống tầng lầu một, ánh đèn sáng lên. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên, thoáng qua một chút đau lòng. Đường khả hình mệt mỏi đè xuống nút đóng cửa, ánh đèn sáng lên, cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Một tay nắm lấy cánh cửa thang máy. Tưởng thiên lỗi xoay người, trong chớp mắt nắm chặt cửa thang máy, nhìn về phía đường khả hình, không thể tưởng tượng nổi đau lòng nói, thật đi à. Đường khả hình ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía anh tưởng thiên lối cắn chặt răng hai mắt chợt nổi lên hơi nước nói em cô gái này sau này chấm ngoặc kép đường khả hinh nhìn về phía anh bất đắc dĩ nghẹn ngào nói còn muốn giữ lại người chân thành một chút đừng chơi trò hề này nữa chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi sững sờ nhìn về phía đường khả hinh đường khả hinh nhìn về phía anh hai mắt xẹt qua một chút đau thương nhưng mềm mại và dịu dàng anh đột nhiên mỉm cười, không chắc chắn nhìn về phía cô. Đường khả Hinh lại bất đắc dĩ nhìn anh, tay lại nhẹ nhàng buông xuống. Trong lòng tưởng thiên lỗi thoáng cảm động, chợt đi vào thang máy, lập tức ôm cô mang ra ngoài, đứng ở tầng thượng, đón trời xanh mây trắng, đón lẫm liệt gió, bưng mặt của cô, nhìn đôi mắt cô đẫm lệ, biết cô gái này đã tha thứ cho mình một lần nữa, trong trong lòng đau nhói, lại cúi xuống, hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của cô. Đường khả Hinh nhắm lại hai mắt, nước mắt rơi xuống. Gió, mặc dù lẫm liệt, mặc dù rét lạnh, nhưng ánh mặt trời cũng đang chiếu vào trên người của hai người, bọn họ giống như một đôi tình nhân ở giữa trời đất, cho dù là ích và Adam, cho dù bị người đời khinh bỉ, nhưng đây là số mệnh, cho dù là số kiếp, có một cô gái tình nguyện vạn tên xuyên tim. Anh cảm thấy cô trầm luân, lại một lần nữa hiến dâng ra tim của mình, hai mắt xẹt qua ấm áp, giọt lệ lóe lên dưới bầu trời xanh, bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đón gió đón ánh mặt trời lại quý trọng mút nhẹ môi của cô không giống với nụ hôn trong quá khứ cô cảm nhận được chậm rãi mở ra hai mắt nhìn anh anh bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn cô cưng chiều mỉm cười lại cúi xuống nhẹ nhàng mút cánh môi của cô rất dịu dàng rất cưng chiều trái tim của cô lại mềm mại đôi tay không nhịn được nắm nhẹ cánh tay to lớn của anh vào lúc này tưởng thiên lỗi cảm giác toàn bộ thế giới vui vẻ vây quanh bưng mặt của cô, sau khi dịu dàng hôn, đột nhiên đầu lưỡi cuồng nhiệt xông vào trong môi của cô, cùng với đầu lưỡi nhỏ của cô quấn lấy, khi mút được hương ngọt ngào trong chớp mắt, anh nở nụ cười cảm động, thậm chí hấp dẫn gảy nhẹ đầu lưỡi của cô, lại mút liếm. Đường khả hình không cách nào ngăn cản bá đạo và thâm tình của anh, đón nhận nụ hôn của anh, cùng anh đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy, cảm giác anh hơi thở truyền tới khí nóng, nhào về phía mình, cảm xúc đột nhiên dâng trào, đôi tay không nhịn được đưa ra ôm cổ của anh, dường như muốn đón lấy chiều cao của anh. Tưởng thiên lỗi lại ôm eo nhỏ của cô, để cho cô cả người bay lên, cưng chiều hôn môi của cô. Đường khả hình không nhịn được cười. Tưởng thiên lỗi cũng cười, cúi xuống, lại hôn mạnh lên môi của cô. Nụ hôn này thỉnh thoảng kéo dài thật dài, thỉnh thoảng ngắn ngủi trong chớp mắt, giống như kéo dài thật lâu thật lâu, cho đến khi hai người đem tịch mịch, khổ sở tách ra trong khoảng thời gian này tất cả đều hôn đủ, mới dừng lại, nhìn nhau. Tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn hai mắt đường khả hình vẫn ngấn lệ, liền vươn tay quét nhẹ giọt lệ, nói, đừng khóc. Sau này anh sẽ không để cho em khóc, chấm ngoặc kép. Đường khả hình ở khoảng cách thật gần nhìn nổi đau xót trong tròng mắt của tưởng thiên lỗi, vẫn có chút không tin, nghẹn ngào nói, anh thật. Trở về sao? Tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình, vốn muốn nói mình không hề rời khỏi, nhưng vẫn phối hợp lời của cô, cưng chiều cười nói, đứa ngốc, anh đã trở về chấm ngoặc kép đường khả hình cảm thấy đau lòng đưa hai tay ra nhón hai chân lên ôm cổ của anh khóc kêu to anh xấu xa anh rất xấu em hận anh chết đi được tưởng thiên lỗi lại không nhịn được nở nụ cười cảm động ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô hôn nhẹ tóc cô hít mùi thơm nơi cổ của cô bay ra mới sâu kín nói hận anh đi chỉ cần em không rời khỏi anh em giết anh cũng được chấm ngoặc kép đường khả hình lập tức buông hai tay ra nước mắt lăn xuống nhìn anh, đánh mạnh lên bờ vai của anh. Tưởng thiên lỗi nắm bàn tay nhỏ bé, đặt ở bên môi, hôn nhẹ. Nước mắt đường khả hình lại lăn xuống, nhón chân lên ôm anh, làm nũng khóc nói, sau này, không cho tùy tiện rời khỏi em. Tốt, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cười đáp. Đi đâu, cũng phải nói với em một tiếng. Tốt, chấm ngoặc kép. Mỗi ngày, em muốn kiểm tra tin nhắn điện thoại. Tốt, chấm ngoặc kép. Mỗi buổi tối, em đều muốn hỏi anh ở đâu, anh phải trả lời em rõ ràng. Tốt, chấm ngoặc kép. Không thể tùy tiện nhìn bất kỳ một cô gái nào. Tốt, anh vốn không thích nhìn phụ nữ. Chấm ngoặc kép. Em bị cảm, anh phải ở bên giường chăm sóc em, mua thuốc cho em, rót nước cho em, dỗ em ngủ. Tốt, anh có thể ngủ chung với em. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lối có chút ngượng ngùng, cúi đầu tao nhã nở nụ cười. Đường khả hình rơi lệ nhìn anh. Tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, nhìn cô, lại bưng mặt của cô nói, đứa ngốc, nói đùa với em thôi, anh tôn trọng tất cả ý nguyện của em, chỉ cần em vui vẻ, cái gì cũng được. Chấm ngoặc kép, đường khả hình lại cảm thấy cười vui vẻ, đưa hai tay ra ôm anh. Tưởng thiên lỗi thở vào một cái, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của cô, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời xanh mây trắng, xúc động nói, chỉ mong. Mãi mãi bên nhau, chấm ngoặc kép, chỉ cần anh ở bên cạnh em, trời mưa, gió lốc, động đất, ngày tận thế, em cũng không sợ. Đường khả hình nhìn anh, rất cố chấp nói. Tưởng thiên lỗi nhìn cô bé ngốc này, lại cảm tính mỉm cười, hôn mạnh lên môi của cô. Được rồi, đừng hôn nữa, đến giờ làm việc, em sắp tới trễ. Chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình hơi hồng, cúi đầu nói. Tưởng thiên lỗi nâng nhẹ cầm của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hồng hồng mềm mại, nói, không phải chỉ có một người đàn ông, sau khi em cùng với anh ta sống chung, không muốn em vất vả nữa. Chấm ngoặc kép, đường khả hình dịu dàng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cũng dịu dàng nhìn cô, nhưng không có nói gì, ngàn vạn lời cũng không cần nói, ôm nhẹ thân thể của cô, cùng với cô cùng đi ra thang máy. Đường khả hình đầu tựa vào lồng ngực nóng bỏng của anh, nghe trái tim của anh đập thình thịch, lại đưa ra đôi tay ôm hông của anh. Tưởng thiên lỗi ôm nhẹ cô đi vào thang máy, nâng nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, mới nói tối hôm nay, anh đón em tan việc, đi ăn cơm với em, hả? Ừm, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh mỉm cười đáp nhẹ. Tưởng thiên lỗi cười, đúng lúc này, cảm thấy điện thoại di động chấn động, anh lấy ra nhìn, là điện thoại của Như Mạt, sắc mặt thu lại. chương 389, cười giống như nhiều năm trước. Ai vậy? Đường khả Hinh nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi. Tưởng thiên lỗi nhìn số di động, nhìn trong chốc lát, vẫn quyết định dơ máy trong về phía đường khả hình nói, như mạt. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên sững sờ, nhìn số điện thoại của như mạt trong điện thoại di động, lại không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn anh. Trên mặt tưởng thiên lỗi hiện lên nụ cười không tự nhiên, nhưng ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái, cắt đứt cuộc gọi. Đường khả hình lập tức nhìn anh, không có vui vẻ, lại dâng lên một chút cảm giác có lỗi. Tưởng thiên lỗi lại bước lên trước, ôm nhẹ thân thể của cô, hôn nhẹ lên tóc của cô. Đường khả hình không lên tiếng, chỉ vùi mặt vào lồng ngực của anh, hai mắt nhắm lại. Nhà họ tần. Phòng ngủ sang trọng yên tĩnh, chính giữa không trung rũ màn lụa màu vàng, kiểu hình tròn, rất mộng ảo, đèn thủy tinh chiếu xuống, ánh sáng trói mắt, sáng đến đáng sợ. Hôm nay trong nhà tổ chức tiệc, như mà nói rõ tình huống với Tô Thủy Kỳ, Thủy Kỳ liền cho phép cô trở về một ngày, đêm đó phải quay lại, lại phái hai người y tá cùng đi. Điện thoại di động nhẹ nhàng để xuống như mặt mặc váy dài cúp ngực màu trắng, bên ngoài khoác lông thú trắng như tuyết, ngồi ở trước hương trang điểm hoa lệ, nhìn khuôn mặt mình tái nhợt, còn có cặp mắt xinh đẹp mộng ảo, mặc dù nổi lên hơi nước vẫn có thể thấy giọt lệ nhớ nhung sâu sắc một người đàn ông. Tâm vé máy bay màu xanh dương, giấu ở trong túi sanen. Cô lại nhìn mình trong kính, suy nghĩ có phải anh bởi vì mệt mỏi mà muốn buông tay đoạn ái tình này hay không? Cửa chậm rãi đẩy ra. Như mặt lập tức tỉnh thần, nhìn về phía tần vĩ nghiệp mặc tây trang màu xám cho, gương mặt nặng nề lạnh lùng đi vào, tay dơ về phía sau nhẹ đóng cửa lại, đè xuống khóa tâm. Cô lập tức đứng lên, nhìn về phía anh, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói, đã về. Đã về rồi, chấm ngoặc kép. Tần vĩ nghiệp không lên tiếng, chỉ chậm rãi buông lỏng cúc áo tây trang. Như mặt lập tức đi tới, nhận lấy tây trang anh cởi ra, ôm nhẹ vào trong ngực, đi về phía đầu kia chiếc giường, dắt trên giá áo gỗ đỏ, cảm giác có bóng đen vượt lên trước mặt, cô mỉm cười xoay người, nhìn Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười nói, tối hôm nay, trong nhà có tiệc, có thể phải uống rượu, anh không cần nghỉ ngơi một chút. Hai tròng mắt thâm thúy của Tần Vĩ Nghiệp, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Trên mặt như mặt hiện lên một chút không tự nhiên, nhìn anh, vẫn kéo ra một nụ cười. Tần Vĩ Nghiệp nhìn vẻ mặt cô, đột nhiên mỉm cười, lại đến gần một bước, cúi đầu, nhìn cô hỏi có phải. Về nhà, cảm thấy rất không tự nhiên hay không không có không có a à, chấm ngoặc kép như mặt lập tức có chút căng thẳng cười nói trên mặt tần vĩ nghiệp hiện lên thay đổi nhìn cô nói so với cái nhà này bệnh viện làm cho cô thoải mái hơn chứ muốn gặp người nào bất cứ lúc nào có thể gặp chấm ngoặc kép sắc mặt như mặt lập tức tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn anh tần vĩ nghiệp nhìn như mặt đột nhiên mỉm cười nói ngày hôm qua vợ nhỏ của chủ tịch lưu ở bên ngoài đột nhiên mang thai để cho tôi nghĩ ra biện pháp ném cô ta xuống biển chấm ngoặc kép trái tim như mặt ầm một tiếng vỡ vụn tần vĩ nghiệp nhìn cô hai mắt hiện lên lạnh lẽo nói cô sợ à hai mắt như mặt xoay tròn lập tức thở mạnh một cái nói không có không có không có chấm ngoặc kép tần vĩ nghiệp lại khẽ mỉm cười đưa hai tay ra nắm nhẹ bả vai của cô nói chỉ nói đùa với cô thôi tôi là thị trường làm sao lại làm chuyện phạm pháp như mạt cảm giác mình giống như bị rắn cắn chấn động mạnh tần vĩ nghiệp nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhìn vẻ đẹp hiếm có của người vợ này nói khuôn mặt thật đẹp nếu như không tìm được trái tim cấy ghép có phải cô muốn chết hay không không như mạt hoảng sợ đến cả người bắt đầu chợt run rẩy đến lúc đó cô không chết mẹ cũng khóc chết bà còn trông cậy có cháu nối dõi tông đường đấy chấm ngoặc kép tần vĩ nghiệp nhìn cô cười hai mắt như mặt hiện lên nước mắt hoảng sợ. Tần Vĩ Nghiệp nhìn vẻ mặt cô, đột nhiên hỏi cô sợ cái gì? Tôi sợ mới đúng, nếu như cô chết, sau này còn ai diễn trò với tôi? Như mà thở nặng nề một cái, chợt lui người về phía sau, tay nắm chặt một góc bàn trang điểm. Mắt tràn lệ, sắc mặt của Tần Vĩ Nghiệp lạnh lẽo, nói hôm nay Ủy viên Trương và Thủ tướng cùng buộc tôi ký công văn phê duyệt dự án khách sạn dưới nước. Cô không phải không biết tôi ký rất không tình nguyện nhưng tưởng thiên lỗi anh ta lợi hại, anh ta có thể xây dựng quan hệ với ủy viên trương. Cho dù tần vĩ nghiệp tôi là quan chức cấp cao, cũng đánh không lại bàn tay âm hiểm độc ác của anh ta che giấu ở trong bóng tối. Chấm than ngoặc kép. Nói xong, ánh mắt anh giống như giã thú đáng sợ trong bóng tối, thoáng qua ánh sáng tàn nhẫn, vung tay lên, tát mạnh như mặt một bà tai chí mạng. A, à, chấm ngoặc kép, một tiếng thét chói tai, cả người như mạt ngã về phía bàn trang điểm, đầu cúi trước gương, tay chống ngã vô số mỹ phẩm. Bộp 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 lăn xuống trên mặt đất. Tần Vĩ Nghiệp lại nắm chặt cánh tay như mặt, kéo mạnh cả người cô lên, tức giận nhìn cô, giống, nói. Lần này ở bệnh viện, có lên giường với anh ta hay không? Chấm than ngoặc kép. Không có, không có, không có, chấm ngoặc kép, như mặt rơi lệ, hoảng sợ run rẩy lắp bắp nói. Không có, ánh mắt Tần Vĩ Nghiệp cứng rắn, lập tức ra lệnh, vào đi chấm than ngoặc kép đừng chấm ngoặc kép nước mắt như mạt lăn xuống nhìn tần vĩ nghiệp phan xin bật khóc thu hồi tiếng rên rỉ của cô tôi không muốn nghe chấm than ngoặc kép tần vĩ nghiệp tức giận xoay người cửa ầm ầm mở ra hai nữ bác sĩ nữ và một y tá mang theo dụng cụ tinh vi mang khẩu trang màu trắng đi vào nhìn về phía tần vĩ nghiệp lạnh lùng gọi thị trường chấm than ngoặc kép kiểm tra thân thể của cô ta thật kỹ cho tôi rốt cuộc có bị người phá hay không? Chấm than ngoặc kép, tần vĩ nghiệp lạnh lùng vô tình nói. Không cần, chấm ngoặc kép, má trái như mặt sưng đỏ, nước mắt lăn xuống nhìn về phía tần vĩ nghiệp, bật khóc, nói em cầu xin anh, vĩ nghiệp, nể tình vợ chồng, không nên đối xử với em như vậy. Không cần, đừng để người khác đối với em như vậy, em không có làm chuyện có lỗi với anh, em không có. Chấm ngoặc kép, kiểm tra, tần vĩ nghiệp quát lớn. Vâng hai nữ bác sĩ nhanh chóng tiến lên, nắm thân thể mềm mại của Như Mạt, kéo cô vào phòng tối. Như Mạt sụp đổ khàn giọng kêu to, vĩ nghiệp, không, không nên đối xử với em như vậy, em cầu xin anh. Chấm ngoặc kép, tần vĩ nghiệp lạnh lùng đứng ở một bên, không lên tiếng. Trong phòng tối truyền đến tiếng kêu thê thảm, còn có tiếng khóc Như Mạt buông tôi ra. Buông tôi ra, tôi cầu xin mọi người, không nên đối với tôi như vậy. Chấm ngoặc kép. Vẻ mặt người giúp việc run rẩy đứng ở ngoài phòng ngủ, nghe tiếng thét này, hoảng sợ đến hai mắt nổi lên hơi nước, người giúp việc hầu hạ như mặt lần trước, bởi vì hoảng sợ, nói mấy câu ra ngoài, buổi tối liền bị đánh cho gần chết, hơn mấy tháng không xuống giường được. Cô thở hổn hển, muốn chạy trốn, nhưng biết, chỉ cần mình quay người lại, có lẽ cả đời cũng không rời khỏi nhà họ Tần. Thời gian từng giờ từng giờ đã qua. Hai người nữ bác sĩ mở cửa đi ra, lấy khẩu trang xuống nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp nói, thị trường, đã kiểm tra xong, đầy đủ không tổn hao gì. Tần Vĩ Nghiệp hơi ngẩng mặt, đáp tốt. Y tá đem như mặt sụp đổ khóc giống đi qua, ném lên giường. Đừng dùng sức giày vào cô ta như vậy, nếu như chết rồi, trò chơi này sẽ chơi không vui rồi. Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng nói. Vâng, ba người đồng thời lên tiếng trả lời, liền đi ra ngoài. Như mà thoi thóp nằm ở trên giường, hai mắt hiện lên nước mắt, nhìn về phía trước. Tần Vĩ Nghiệp xoay người, nhìn bộ dáng của cô muốn chết, di chuyển bước chân, từng bước từng bước đi về phía cô. Như mặt nhìn thấy vẻ mặt u ám của anh, chợt giật mình, chậm rãi dẫy dụa, ngồi dậy, đắp chăn che ở trên người, không dám nhìn anh. Mới vừa, xảy ra chuyện gì, Tần Vĩ Nghiệp đột nhiên ngồi ở trên giường, vươn tay chạm nhẹ mặt của cô, hỏi. Nước mắt lăn xuống, như mà thở gấp gáp, vội vàng cuồng cuồng lắc đầu, nói, không có không có xảy ra cái gì chấm ngoặc kép cô tính nói cho người nào tần vĩ nghiệp mỉm cười hỏi không muốn nói cho người nào chấm ngoặc kép vẻ mặt như mạt hoảng sợ đến run rẩy khủng hoảng thở gấp gáp nói tần vĩ nghiệp nghe vậy xoay mặt suy nghĩ một chút thì ra trên gương mặt lịch sự nho nhã lại hiện lên vẻ u ám nói nói cho tưởng thiên lỗi đi anh ta sẽ phẫn nộ lên sẽ xé tôi ra cô muốn nói với anh ta không chấm ngoặc kép không, không nói, chấm ngoặc kép, nước mắt như mạt lăn xuống, run rẩy nói. Tần Vĩ Nghiệp quay đầu sang nhìn cô, lại cười khẽ nói thế nào. Cô cũng sợ tôi xé anh ta, cho nên mới không nói hả. Chấm ngoặc kép, không, không phải, chấm ngoặc kép, như mạt vội vàng nói. Tần Vĩ Nghiệp tức giận trừng mắt, vung lên tay, bộp một tiếng, tát mạnh trên mặt của cô. Như mặt lệch mặt, nước mắt lăn xuống, váng đầu ù tai, mặt bỏng rát muốn ngất đi. Tốt nhất không nên nói lung tung, nếu như cô nói lung tung, anh ta muốn xé tôi, tôi cũng sẽ xé anh ta, đem tất cả chuyện tốt nhà họ tưởng làm nhiều năm trước, tố cáo cho truyền thông, tôi muốn nhà bọn họ sụp đổ. Sự nghiệp lung lay, chấm ngoặc kép, tần vĩ nghiệp âm u nhìn cô. Như mặt không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu, nước mắt càng không ngừng lăn xuống, tuyệt vọng sụp đổ, không thốt nên lời. Tiếng gõ cửa vang lên. Tần Vĩ Nghiệp lập tức quay mặt sang, nhìn về phía cánh cửa kia, vẻ mặt mới vừa u ám từ từ trầm xuống sau đó hiện lên nụ cười lịch sự cùng ôn nhu, đứng lên đi về phía cánh cửa kia. Như mặt lập tức lau khô nước mắt, nhẹ nghiêng người nằm ở trên giường, run rẩy kéo chăn, che ở trên người, nhanh chóng đè xuống cảm xúc hoảng sợ, để cho mình chậm rãi nhắm mắt lại. Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười mở cửa, thấy mẹ mặc sườn xám màu xanh lá cây, đứng ở trước mặt của mình, quan tâm cười hỏi, như mặt ra sao trở về thân thể có khó chịu hay không không có việc gì rất tốt mẹ vào xem một chút chấm ngoặc kép tần vĩ nghiệp mỉm cười đỡ mẹ đi vào nghiêng người liếc mắt nhìn người giúp việc ngoài cửa người giúp việc lập tức giật mình nắm chặt thuốc mỡ giống như kem trong tay sự thực là thuốc trị tiêu sưng giảm đau giấu ở phía sau cúi đầu không dám lên tiếng tần vĩ nghiệp hài lòng đỡ mẹ đi vào như mạt chấm ngoặc kép bà tần đau lòng đi tới bên giường ngồi xuống nhìn vẻ mặt như mà chậm thiếp đi, gọi nhỏ khá hơn chút nào không. Như mà chậm rãi mở mắt, nhìn bà Tần, mỉm cười nói, mẹ. Con không sao, có vĩ nghiệp ở một bên chăm sóc con, con rất tốt, chấm ngoặc kép. Vậy thì tốt, gần đây vĩ nghiệp quá bận rộn, luôn lơ là với con. Chấm ngoặc kép, bà Tần nhìn con dâu, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, luôn ảo tưởng có một ngày, con trai khôi phục năng lực đàn ông bình thường, sinh cháu trai cho nhà họ Tần không có việc gì, anh ấy bận việc nước, quan trọng hơn nhiều so với con. Như mạt mỉm cười nói, khó được con hiểu rõ chuyện lớn, vĩ nghiệp sẽ ứng cử ủy viên, không thể bỏ qua công lao trước vị phu nhân này. Chấm ngoặc kép, ba Tần thật lòng cầm tay của cô nói, có thể gả cho anh ấy là phúc phận của con. Chấm ngoặc kép, như mạt dịu dàng mỉm cười nói, có lẽ là phúc phận đấy, có lúc quên ở bên cô ấy, vì không làm núng. Tần Vĩ Nghiệp ngồi ở bên cạnh vợ, ôm nhẹ cô, hôn chán của cô. Như mặt khẽ nhắm hai mắt, giống như rất hưởng thụ nụ hôn này. Nhìn các con ân ái mẹ rất vui vẻ, 5 giờ tiệc mới bắt đầu, khó được các con cùng ở nhà. Vậy cùng nhau nghỉ ngơi đi, chấm ngoặc kép, bà Tần nói xong, liền đứng lên, mỉm cười đi ra ngoài. Tần Vĩ Nghiệp ôm vợ, thấy mẹ mới vừa đi khỏi, liền thả như mặt ra, lạnh lùng gọi, vào đi. Người giúp việc lập tức run rẩy cầm thuốc mỡ đi tới bôi mặt mũi cho cô ấy thật tốt nếu như có người nhìn thấy cô ấy có chút xương đỏ tôi chặt gãy xương cô tần vĩ nghiệp nói xong người đã đi ra ngoài người giúp việc nghe cửa vang ầm một tiếng lập tức bật khóc nhìn về phía khuôn mặt như mạt khổ sở rơi lệ mình cũng không nhịn được rơi lệ nghẹn ngào nói phu nhân gọi điện thoại cho tưởng tiên sinh nhé nếu như không hôm nay cô lại khó qua chấm ngoặc kép như mạt nằm ở trên giường dưng dưng nhìn phía trước nhớ tới người đàn ông mình yêu nhất vào mùa xuân cùng mình nằm ở trong trăm khóm hoa ôm nhau ngọt ngào hôn khi đó anh cười thật dịu dàng và hạnh phúc trái tim tuyệt vọng vỡ nát nước mắt lăn xuống nói không chấm ngoặc kép tại sao người giúp việc đau lòng nhìn cô hỏi như mặt giống như nhìn thấy thiên lỗi đứng ở dưới ánh mặt trời đang mỉm cười hạnh phúc vẫn tay với mình nói gặp lại trong lòng cô đau nhói sâu kín nói bởi vì tôi muốn anh ấy hạnh phúc tôi muốn anh ấy cười, như nhiều năm trước, chấm ngoặc kép, chương 390, dương hành lý lớn. Thang máy nhanh chóng trượt xuống lầu 1. Tưởng thiên lỗi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của khả hình, vẫn còn đang nhìn cô thật sâu. Mặt của đường khả hình có hơi hồng, cũng lộ nụ cười ngọt ngào. Tưởng thiên lỗi nhìn cô, nâng nhẹ bàn tay nhỏ bé, đặt ở trên môi của mình hôn, lại đưa một cái tay khác, dùng ngón cái sở nhẹ đôi môi sưng đỏ của cô, đến nay vẫn để ý chuyện Trang Hạo Nhiên cùng với cô nằm ở trên một cái giường, mới có thể hôn môi, liền có chút không vui nói, rốt cuộc, đêm hôm đó hai người có hôn hay không? Giọng nói ghen tuông, đường khả hình nhìn anh, bất đắc dĩ cười cười. Rốt cuộc có hay không có, tưởng thiên lỗi lại nặng giọng, nhìn cô hỏi. Lòng của đường khả hình không khỏi căng thẳng, nhìn anh, có chút bất đắc dĩ cười nói, em thật sự không biết. Chấm ngoặc kép, không biết. Tưởng Thiên Lỗi đọc xong ba chữ này, lại có chút bất đắc dĩ nhìn cô, nói, "Đừng thành thực như vậy, em có thể nói cho anh biết." "Không có." Phốc, Đường Khả Hinh không nhịn được cười. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô thẹn thùng và dịu dàng, cảm xúc lại dâng lên, chậm rãi tiến lên, nâng nhẹ mặt của cô, muốn hôn cô. "Đừng, một chút nữa có người đi vào thì làm thế nào?" Đường Khả Hinh xoay mặt đi, nắm nhẹ cánh tay của anh. Suy nghĩ kỹ lại một chút, lúc ấy các người có hôn hay không chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi lại bá đạo bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nói nếu như hôn thì sao đường khả hình nhịn cười nhìn anh nếu như hôn anh sẽ muốn lại gấp trăm lần chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình nói xong cũng đã cúi xuống cùng với cô triền miên cuồng nhiệt hôn đôi tay ôm nhẹ hông của cô vô cùng thâm tình triền miên quấy lấy đầu lưới cô ư hát chấm ngoặc kép Thân thể Đường Khả Hinh dần dần nóng lên, trên mặt cũng đỏ ửng. Tưởng Thiên Lỗi cảm giác trăm ngàn lần cũng hôn không đủ, cũng hiểu được thời gian không nhiều lắm, nhanh chóng kết thúc nụ hôn, nói anh muốn là người đàn ông đầu tiên hôn em, cũng muốn là người cuối cùng. Đường Khả Hinh nghe lời này, khẽ mỉm cười, lại không khỏi nhớ tới đêm hôm đó, ở trong bóng tối người nào đó bá đạo kiềm chế hôn, hơi mất hồn. Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, trong mắt hơi híp, lập tức hỏi, nói ngoại trừ anh ra, còn có tên chết tiệt kia hôn không nhớ nổi, còn có người khác hôn em không? Đường khả hình lập tức ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi, bật cười, nói, không có. Chấm ngoặc kép, có, hay không có, tưởng thiên lỗi bắt trước trang hạo nhiên nói. Không có, không có, đường khả hình đột nhiên mỉm cười, phát hiện sau khi khuôn mặt mình bị phá hủy, tại sao trở nên rất thành thật, đưa hai tay ra, ôm cổ của anh, nhón chân lên, Hôn trên môi anh, mới nói, em chỉ cho anh. Chấm ngoặc kép, nghe lời này. Tưởng thiên lỗi đột nhiên hài lòng cười ngọt ngào, ôm lấy thân thể của cô, lại cúi xuống, hôn nhẹ trên môi của cô. Thang máy đinh một tiếng, sắp tới lầu một, đường khả hinh nhanh chóng đẩy tưởng thiên lỗi ra, chỉnh sửa tóc ngắn một chút, ho khan một tiếng. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, mỉm cười. Cửa thang máy mở ra, lại là đại sảnh náo nhiệt, khách lui tới khắp nơi. Đường khả hình quay đầu nhìn tưởng thiên lỗi, hai mắt dịu dàng xẹt qua một chút ngọt ngào. Tưởng thiên lỗi đứng ở bên trong thang máy, cũng dịu dàng nhìn về phía đường khả hình, đột nhiên mỉm cười, dịu dàng nói, đi đi. Tối hôm nay anh tới đón em. Đường khả hình suy nghĩ một chút, luôn có chút không an. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, tối hôm nay anh nhất định sẽ tới đón em. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, nói rất chắc chắn. Đường khả hình nhìn vẻ chắc chắn trong hai tròng mắt anh, liền mỉm cười, phát hiện hình thức thật sự rất quan trọng, nói tốt. Em chờ anh. Cửa thang máy nhẹ nhàng đóng lại. Đường khả hình đứng ở bên ngoài thang máy, vẫn có cảm giác thật lo lắng, lại không thốt nên lời, đôi tay xoắn suýt vào nhau, thở mạnh một cái, mới cất bước đi về phía trước, vừa đi vừa cảm giác nụ hôn mới vừa rồi vô cùng hư ảo, giống như chưa từng xảy ra, mặc dù có ngọt ngào, nhưng thân thể nhẹ tênh, một chút yêu sầu len vào trái tim, phát hiện ước hẹn cũng làm cho mình hoảng sợ bất chi bất giác, cô đã đi ra phía sau vườn hoa, đứng ở trước đài phun nước dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu lên, nhìn bọt nước văng khắp nơi, đột nhiên phát hiện, mình lại chìm vào vòng nước xoáy, hai mắt nhấp nháy, không muốn suy nghĩ nhiều, mới xoay người đi khỏi, lại phát hiện chuông điện thoại di động vang lên, cô ngạc nhiên cầm điện thoại di động lên, thấy là tưởng thiên lỗi gọi tới, trong lòng không khỏi ấm áp, ngọt ngào nhận điện thoại, đáp nhẹ alo. Chấm ngoặc kép, một chút nữa anh sẽ đi họp chấm ngoặc kép, giọng nói trầm trầm của tưởng thiên lỗi truyền đến. Đường khả hình cầm điện thoại di động, dừng ở tại chỗ, nghe giọng nói này, đột nhiên mỉm cười, hốc mắt đỏ bừng, nghẹn ngào ứng, vâng. Chấm ngoặc kép, em trở về làm việc, không nên quá vất vả, tưởng thiên lỗi nói xong, nghe tiếng của đông anh nói sắp vào cuộc họp, liền xoay người đi khỏi. Đường khả hình cầm điện thoại di động, đứng ở bên cạnh đài phun nước, nhớ lời anh mới nói, trong lòng có chút kiên quyết, muốn cùng anh trải qua mọi chuyện. Cao ốc văn phòng Hoàn Á, không khí vẫn sinh động náo nhiệt, đều đang bàn về đám cưới của Tào Anh Kiệt và Trần Mạn Hồng, Tào đại phó tổng đã đợi không kịp, phát kẹo cho mọi người khắp nơi, không biết vui mừng đến cỡ nào, giống như ngày mai sẽ kết hôn. Đường Khả Hinh cũng lộ ra nụ cười ngọt ngào, đi vào thang máy, tay vẫn nắm điện thoại, nhấn nút lên tầng lầu tổng giám đốc, nghĩ tới tối hôm nay, sau khi tan việc, Tưởng Thiên Lỗi sẽ tới đón mình, có thể đi chỗ nào ăn cơm đây? Trong lòng của cô lại giống như mèo cào, ngọt ngào mềm mại, cầm điện thoại di động lên, đậy nắp mặt, cười xấu hổ. Thang máy đinh một tiếng, mở ra. Đường Khả hình đi ra thang máy, thấy mọi người vẫn náo nhiệt, cô cũng tràn ngập nụ cười, vội vã đi khỏi trở về phòng làm việc, nhìn bó hoa hồng xanh của mình, đúng lúc này, thấy Tiêu Đồng từ văn phòng tổng giám đốc đi ra, nhìn mình cười nói cô đã đến rồi, vừa đúng, tổng giám đốc có chuyện tìm cô. Tốt, đường khả hình lập tức thu hồi điện thoại di động, trong chèo đáp, vừa đi, vừa hỏi, anh ấy họp xong rồi hả? Họp xong rồi, tiêu đồng mỉm cười đi trở về phòng thư ký. Đường khả hình nói xong, người đã nhẹ nhàng đẩy cửa chính phòng tổng giám đốc, lập tức nhìn thấy trang hạo nhiên mặc áo sơ mi và quần tây, kéo hai cái dương lớn, đến cạnh ghế salon, kéo dây kéo, mở ra. Tổng giám đốc, chấm ngoặc kép, đường khả hình ngây ngốc nhìn anh, hỏi anh mua hai dương lớn làm gì vậy? Trang hạo nhiên đứng lên, nhìn về phía đường khả hình, cười rất đáng yêu nói, không phải cô nói, tối hôm nay, phải đến nhà tôi thu dọn hành lý cho tôi sao? Tôi nghĩ, nhà tôi không có dương lớn, cô không tìm được, có thể gấp gáp không để vào được bao nhiêu quần áo hay không? Vì đây là cô quan tâm, tôi mới tự mình đến câu lạc bộ mua hai cái. Xem đi, khá lớn chứ, cho cô mặc sức đóng đầy chứ. Đường khả hình lập tức sướng sờ, Nhìn bộ dáng trang hạo nhiên đầy nhiệt tình, mới nhớ tới chuyện sáng sớm hôm nay, cô không biết nên làm sao mới phải, trong lòng bắt đầu có chút do dự. Nhìn đi, trang hạo nhiên đứng ở một bên, nhìn dương hành lý, cười nói có đủ lớn hay không? Nếu như không đủ, tôi lại đi mua cái cực lớn. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình đáp nhẹ một tiếng, miễn cứng cười cười, mới đi đến bên cạnh dương hành lý, nhìn hai cái dương màu xanh dương đậm thật lớn mở ra, thật sự rất lớn có thể để rất nhiều rất nhiều đồ, trong lòng của cô khẽ lay động, nhớ tới Trang Hạo Nhiên bởi vì tình cảm của mình và tưởng thiên lỗi, mà nhiều lần làm bạn, càng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên vội vàng nói, "Tổng giám đốc, tôi nhất định sẽ rất chăm chỉ làm việc, học rượu đỏ thật tốt, tuyệt đối sẽ không để cho anh thất vọng. Bởi vì tôi tuyệt đối không hâm mộ đàn ông người khác mà không sống, không làm việc." À, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, kỳ ngạc nhiên liền ngẩn người đáp. Thật, anh phải tin tưởng tôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi cũng nhất định sẽ làm việc, cố gắng học tập, tranh giành cuộc so tài rượu đỏ lần này, lấy được thành tích tốt. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên yên lặng nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh có chút áy náy nhìn Trang Hạo Nhiên, nói thật xin lỗi, tối hôm nay. Tôi có chuyện, không có cách nào đi đến nhà của anh giúp anh. Cũng không có biện pháp giúp anh thu dọn quần áo. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, thật lâu, rốt cuộc hai mắt xẹt qua nụ cười hiểu ý. "Thật, thật xin lỗi." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh cúi đầu, thở dài một cái. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, lại mỉm cười, nhìn cô ngoắc ngoắc tay, nói "Tới đây đi." Đường Khả Hinh nghe vậy, chậm rãi di chuyển bước chân đi tới trước mặt của anh, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên cúi xuống, nhìn thật sâu hai mắt cô, xẹt qua một chút đỏ đỏ, đoán chừng mới vừa khóc nhưng hai mắt lộ ra một chút ánh sang kiên quyết, môi mềm tươi đẹp mà đầy đặn, liền mỉm cười, nói, biết rồi. Chấm ngoặc kép, đường khả hình xin lỗi ngẩng đầu lên, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói anh. Biết cái gì? Biết cô ngốc, hiện tại đã mấy giờ rồi, lúc này mới đi làm. Trang Hạo Nhiên nhắc tới cổ tay nhìn thời gian, đã ba giờ, liền trợn mắt nhìn cô, nói, còn nói muốn làm việc thật tốt. Mặt của đường khả hình ửng đỏ, cúi đầu. Trang hạo nhiên nhìn bộ dáng cô, liền làm bộ nghiêm túc nói, mau đi ra. Cô phải làm một đống chuyện. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn Trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên lại im lặng nhìn cô. Vậy tối nay, một mình anh, chấm ngoặc kép. 30 năm trước, rất nhiều thời gian, tôi cũng một mình. Trang hạo nhiên khẳng định cười nói với cô. Đường khả Hinh không dám lên tiếng, khẽ cắn môi dưới, cúi đầu. Bà cô ơi, tôi thật sự phải làm việc. Trang hạo nhiên nhìn cô, nở nụ cười nói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn đứng tại chỗ, bất động. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn cô, đột nhiên đôi tay nắm chặt bả vai của cô, xoay người của cô, đẩy cô ra phòng làm việc, nói, đi mau. Làm việc cho tốt, học tập tốt, mỗi ngày tiến bộ. Đường khả hình lại xoay người, nhìn trang hạo nhiên, đột nhiên không nhịn được nói, tối hôm nay tôi. Chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên nhìn cô thật sâu, nghiêm túc rất bình tĩnh nói, trên thế giới này, xung quanh của chúng ta không có ai, trái đất vẫn quay như thường. Đường Khả Hinh nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, khẽ mỉm cười, nói chúng ta vẫn luôn một mình. Cô đơn là tất nhiên, mặc kệ cô lựa chọn như thế nào, nếu sợ cô đơn, có lẽ sẽ đổi lấy càng nhiều cô đơn hơn. Cố lên đi, tôi tin cô. Rốt cuộc anh nói gì? Tôi chỉ muốn chấm ngoặc kép tôi không cần cô làm bạn, tối nay cố gì sẽ nói chuyện phiếm với tôi đến suốt đêm. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên khẽ mỉm cười, đẩy nhẹ cô đi ra ngoài, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng đóng cửa. Tổng Giám Đốc, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhào tới. Cửa đã đóng chặt, tay của Trang Hạo Nhiên đè chặt cánh cửa, im lặng không lên tiếng, điện thoại vang lên, anh lấy điện thoại di động ra, nhận máy, đáp, ừm. Tổng Giám Đốc, nhà hàng Tây Lệ, trên đỉnh núi, ghế dài đã đặt xong rồi, bảo đảm trời chiều xuống, có thể nhìn thất lá phong đỏ rực khắp núi. Tiêu đồng cười nói, Trang hạo nhiên dừng lại một lát, mới chậm rãi nói, hủy bỏ đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 391, thiên sứ đang hát. Đường khả hình một mình nặng nề lặng lẽ đi trở về phòng thư ký, nghĩ tới lúc đi khỏi Trang hạo nhiên nói câu, trên thế giới này. Xung quanh của chúng ta không có ai, trái đất vẫn quay như thường, trong lòng hơi căng thẳng, cô có chút áy náy ngồi tại chỗ, có chút yếu mềm không còn hơi sức mở tài liệu ra. Tiêu Đồng ngồi ở phía sau, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Đường Khả Hinh, có chút mất mát, nở nụ cười. tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký Ti Lan nhìn về phía Khả Hinh, cười nói, Khả Hinh, Lauren Tiên Sinh tìm cô ở lầu một. Đường Khả Hinh nghe xong, biết là chuyện hầu rượu, ngay lập tức đứng lên, nói tốt, tôi lập tức đến ngay. Cố lên. Ti Lan nói xong, liền cười đi trở về chỗ ngồi. Đường Khả Hinh đóng sách lại, chỉnh sửa đồng phục một chút, ngay lập tức đi ra ngoài. Lão đại của chúng ta, đối với Khả Hinh thật rất tốt. Có một thư ký nhìn về phía bóng lưng nhỏ nhắn của đường Khả Hinh biến mất ở cửa, mới có chút hâm mộ cười nói. Ti Lan mở tài liệu ra, mỉm cười nói, cô hâm mộ cũng không được, cô có thiên phú rượu đỏ sao? Cô có thể một người một ngựa giải quyết ủy viên trương và thủ tướng sao? Con bé này là thật rất chịu khó, ngay cả tôi có lúc cũng không thể không bội phục dũng khí của cô ấy. Lão đại giao cho cô ấy tất cả công việc, cô đều có thể yên lặng hoàn thành thật tốt, giống như không cần ngủ, không cần nghỉ ngơi, không cần ăn cơm. Lúc này Nhã Ni mới cầm bút lông chim màu hồng, quay đầu nhìn về phía Tiêu Đồng, tò mò hỏi: "Tiêu Đồng, lão đại của chúng ta không phải ngồi máy bay tư nhân trở về Anh Quốc sao?" "Ừ", Tiêu Đồng lại mở tài liệu ra, chuẩn bị làm việc vậy làm sao mua hai cái dương cô cười hỏi tiếp anh luôn đi xa nhất cũng chỉ có một túi hành lý tiêu đồng nghe lời này không biết làm sao trả lời cô không biết à ti lan nhìn nhã ni cười nói đó là chuẩn bị cho khả hình tôi hôm nay đi ra ngoài chính là nhanh chóng làm thị thực cho khả hình lúc trước đã làm vẫn chưa xong lão đại muốn cùng khả hình trở về anh quốc nhã ni lập tức kinh ngạc hỏi chuyện này chấm ngoặc kép tiêu đồng đột nhiên ngẩng đầu lên Nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, "Chuyện này đã qua, hành trình của Khả Hinh đã hủy bỏ, lão đại tiếp tục trở về Anh Quốc, nhưng tôi không hy vọng mọi người nhắc ở trước mặt của Khả Hinh, bọn họ có lý do, được không?" Mọi người nhìn nhau, đồng thời mỉm cười xoay người, tiếp tục công việc. Tiêu Đồng nhìn tất cả đồng nghiệp, rất nghe lời, liền khẽ mỉm cười, tiếp tục công việc. Đại sảnh hoàn á, bởi vì đồng nghiệp đi làm, chỉ có vài người khách Trung Quốc đang nhanh chóng đi lên về phía trước. Đường Khả Hinh đi ra thang máy, cất bước nhanh thêm một chút, mới vừa muốn đi về phía trước, vẫn không tự chủ bị bóng lưng một người đàn ông phương Tây hấp dẫn, nhìn sang, người đàn ông tuổi chừng 50, người mặc tây trang màu đen của chuyên gia hầu rượu đẳng cấp cao nhất, đang đưa lưng về phía mình, ngẩng đầu lên nhìn đài phun nước, giống như bức tượng, giống như sẽ không động. Ông ấy tới tìm mình. Khả Hinh dừng bước chân, nhìn bóng lưng kia, liền có loại cảm giác này. Quả nhiên Người đàn ông trước mặt, trong chớp mắt, xoay người lại nhìn về phía đường khả hình, hai tròng mắt sáng người có hồn, phát ra ánh sáng mãnh liệt, trên khuôn mặt uy nghiêm không lộ ra hiền hòa và thân thiện. Trái tim của đường khả hình không nhịn được run lên, dừng bước chân nhìn về phía người đàn ông trước mặt, nhất thời không nói ra lời. Ông ta nhìn về phía đường khả hình, cô gái nhỏ nhắn dừng ở trong hành lang, không chút nào thu hút sự chú ý, trạng thái tinh thần giống như sợ hãi, không trang điểm, một cơn gió lất phất thổi đến, tóc ngắn lướt nhẹ, thậm chí thấy nơi khóe miệng có vết sẹo màu hồng, hai mắt thâm thúy của công khẽ nheo một cái, lại dùng giọng nói hết sức không vui, chậm rãi gọi, "Đường Khả Hinh." Âm thanh này phát ra một luồng lạnh lẽo, xuyên vào trái tim của người ta. Hai mắt Đường Khả Hinh nhanh chóng nhấp nháy, bước nhanh đi về phía người đàn ông kia, rất cung kính gật đầu, "Đáp vâng, tôi là Khả Hinh. Xin chào, tôi mới vừa nhận được thông báo của Lauren tiên sinh." gọi tôi xuống cùng đi hầu rượu. Chấm ngoặc kép, người đàn ông trước mặt, lạnh lùng nhìn về phía cô, im lặng không lên tiếng. Lúc này, rốt cuộc có một cô gái Trung Quốc vẻ mặt dịu dàng từ bên trong vườn hoa đi vào, người mặc đồng phục hoàn cầu màu bạc, nhìn về phía đường khả hinh mỉm cười nói, thư ký đường, chào cô, tôi là hứa linh thuộc bộ phận rượu của hoàn cầu, vị này là Vitus Tiên Sinh. Là giám khảo cuộc so tài của chúng ta lần này, cũng là giáo sư trường học Bóc Đô Rét nổi tiếng, hôm nay ông ấy đích thân dẫn cô đi hầu rượu. Đường khả hình nhất thời khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông. Vitus nhanh chóng nhìn về phía đường khả hình, hai mắt thâm thúy lại bắn ra một chút ánh sáng không vui, dùng giọng nói hết sức cứng rắn, lại nhanh chóng khẳng định, nói cô. Không xứng làm một chuyên gia hầu rượu, bài học hôm nay, hủy bỏ. À, đường khả hình lập tức, kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía ông, có chút hoảng sợ nói, tại sao? không có lý do gì trong chớp mắt vitus xoay người xài bước đi vào vườn hoa đường khả hình kinh hãi lập tức thật căng thẳng đuổi theo vitus ông ngẩng đầu bước chân nhanh chóng đi về phía trước cũng chạy về phía trước đi tới trước mặt của ông gấp gáp hỏi xin ngài chờ một chút vitus dừng bước lại nhìn cô trên mặt vẫn không có biểu lộ gì tại sao tại sao ngài cảm thấy tôi không xứng làm một chuyên gia hầu rượu đường khả hình thật căng thẳng nhìn ông hỏi tôi. Tôi, tôi làm không đủ tốt ở điểm nào, xin ngài chỉ điểm một chút, chấm ngoặc kép. Vitus nhìn thái độ của đường khả hình, liền ngửa mặt nhìn cô, hỏi, nói cho tôi biết, ở trong mắt cô, vườn nho bóc đô như thế nào. Đường khả hình xứng sờ tại chỗ, hồi tưởng các kiến thức học được từ trên sách vở, cùng hình ảnh xem ở trên sách giáo khoa, ngay lập tức thật căng thẳng nhìn ông nói là. Vào mùa hè cây nho xanh biên biếc, kiểu ruộng bậc thang, hoặc kiểu từng nhánh đường nhỏ, nối thẳng về phương xa, lộ ra sức sống mạnh mẽ, vào mùa đông, tuyết rơi đầy trời, tất cả cây nho sẽ trổi dậy mạnh mẽ để bảo vệ rễ cây, mùa thu. Xuân, mùa xuân, chấm ngoặc kép, lúc cô nói chuyện, chán toát mồ hôi lạnh, nhưng không có từ ngữ để nói tiếp. Vitus lạnh lùng nhìn về phía đường khả hình, nói, không nói ra. Đường khả hình không có chú ý, ngẩng đầu lên nhìn ông, đỏ mặt nói tôi. Tôi bởi vì chưa từng đi vườn nho, cho nên, chấm ngoặc kép. Vitas lạnh lùng nhìn đường khả hình, nói cho nên, cô hiểu bất quá cũng chỉ là một đống rác rưởi người khác ném ra ngoài cửa lớn. Đường khả hình nhất thời ngẩng đầu lên, có cảm giác rất thất bại nhìn ông. Một cô gái 23 tuổi như cô, dựa vào cái gì mà tranh vị trí với chuyên gia hầu rượu Pháp 60 tuổi trở lên. Ông lạnh lùng nói xong, cũng đã xài bước đi về phía trước. Đường khả hình đứng tại chỗ, Nghĩ đến câu nói mới vừa rồi của ông, cô hiểu, cũng chỉ là một đống rác rưởi người khác ném ở ngoài cửa lớn. Hai tròng mắt của cô mãnh liệt chớp lóe, đột nhiên mặt lộ vẻ tức giận bất bình, bước nhanh đuổi kịp Vitus, lập tức đi tới trước người của ông, ngẩng đầu lên nhìn ông, cắn chặt răng nói: "Tại sao ngài nói như vậy?" Vitus cúi xuống, im lặng nhìn cô. Hứa Linh cùng đi phía sau, nghe Đường Khả Hinh hỏi câu nói này, cô lập tức thật căng thẳng nhắc nhở nói: "Thư ký Đường, không thể nói chuyện vô lễ." Đường Khả Hinh lại buồn bực một hơi, ngẩng đầu lên, cũng nghiêm túc nhìn ông, nói tất cả kiến thức tôi đã học trước đây đều rất chăm chỉ, không phải là rác rưởi tôi nhặt ở trên đường. Cho dù là người dạy tôi hay sách dạy tôi, bọn họ cũng rất chân thành và nghiêm túc, tôi cũng rất chân thành và nghiêm túc. Tại sao nói tôi học được là những thứ rác rưởi người khác ném ở ngoài cửa lớn? Hứa Linh có chút căng thẳng nhìn về phía Vitus. Vitus nghe Đường Khả Hinh nói vậy, hai mắt lại hiện lên một chút không sao cả. Đường Khả Hinh nhìn vẻ mặt của ông, lại căng thẳng gấp gáp nói, mỗi người đều có ý kiến và suy nghĩ của riêng mình, tôi không thể nói ra ý kiến và suy nghĩ của mình sao. Vitus trầm ngâm trong chốc lát, mới nhàn nhạt, nhạt nhìn cô nói, vậy cô nói cho tôi biết, cô hiểu được được kiến thức do người ta dạy và sách vỡ dạy cho cô sao. Tôi, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời đường Khả Hinh không biết nói sao. Ngay cả kiến thức cơ bản nhất cô cũng không có học được. Vitus nói xong, người đã bước đi rốt của kiến thức cơ bản nhất là cái gì? Đường Khả Hình xoay người nhìn về phía Vitus kêu to tôi muốn biết. Vitus nhưng không có để ý tới cô nữa chỉ bước đi về phía trước. Đường Khả Hình còn muốn theo đuổi, Hứa Linh lại cầm cổ tay của cô. Đường Khả Hình gấp gáp nhìn cô nói tôi muốn biết nguyên nhân ông ấy từ chối tôi là cái gì, lý do hôm nay ông ấy tới tìm tôi là cái gì, tôi đều muốn biết. Hứa Linh nghiêm túc nhìn cô nói, hôm nay ông ấy phụ trách tới chỉ dẫn cho cô, không phải đã nói rồi sao? Nhưng ông ấy, chấm ngoặc kép, đường khả hình thở gấp gáp, nhìn cô nói, nhưng ông ấy gần như không biết tôi, tại sao lại đột nhiên đưa ra kết luận như vậy? Hứa Linh mỉm cười nói, ông ấy không biết, một người phải đi dạy một học trò không biết, học trò của ông ấy trải rộng toàn thế giới, khác với Lauren Tiên Sinh, Lauren Tiên Sinh vẫn phục vụ ở trong ngành khách sạn. Nhưng ông ấy gần như dốc hết kiến thức cả đời, giảng giải cho học trò của ông ấy. Học trò của ông ấy không chỉ là chuyên gia hầu rượu hoặc thợ nấu rượu, còn có phòng ăn nổi tiếng, thậm chí là ông trùm của tất cả khách sạn Âu Châu, Châu Mỹ, Á Châu, ông ấy cũng sẽ tự mình chỉ dạy. Bởi vì đêm qua Lauren tiên sinh và ông ấy bình phẩm rượu thì có đề cập đến cô, thỉnh cầu ông ấy ra mặt đích thân chỉ điểm cho cô, hôm nay ông ấy mới tới. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình nhìn cô, đột nhiên sững sờ, nói, nhưng... Tại sao ông ấy tới, lại không để ý tới tôi. Hứa Linh cũng có chút không hiểu nhìn cô, cười nói, tôi cũng không rõ, ông ấy là người có chút cổ quái, lời nói, việc làm đều khác với mọi người, nhưng ông ấy cũng giống như Lauren tiên sinh, nhìn thấu chỗ sâu nhất của linh hồn rượu đỏ. Sâu nhất linh hồn, đường khả hình nghĩ đến mấy chữ này, đột nhiên có chút gấp gáp nghĩ, chẳng lẽ tôi không có sao. Trước tiên cô bình tĩnh, đừng căng thẳng, chấm ngoặc kép, hứa Linh cười nói, mặc dù ông ấy cứ đi như vậy, nhưng ngày mai, cô có thể tự mình đi tìm ông ấy. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Hứa Linh, hỏi, ngày mai, tôi còn có thể đi tìm ông ấy sao? Không phải ông ấy đã hủy bỏ tôi sao? Hứa Linh nhìn bộ dáng khéo léo đáng yêu của Khả Hinh, liền mỉm cười nhắc nhở cô, ở trong mắt cô, trường học rượu đỏ là như thế nào? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh lại không trả lời được, chỉ ngây ngốc nhìn Hứa Linh. Hứa Linh nhìn Khả Hinh, Mỉm cười nói, có thể ở trong mắt cô, thầy giáo nói thế nào, học sinh nghe thế ấy chứ." Đường Khả Hinh nhìn cô. Hứa Linh nhìn Khả Hinh rất dễ thương, hiền lành, liền đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm bả vai cô, mới chân thành nói, thử dùng cách của mình, mở ra cách học của cô, đi tìm ông ấy, xem có phát hiện mới hay không. Ông ấy đuổi tôi ra ngoài thì làm thế nào?" Đường Khả Hinh có chút lo sợ. Hứa Linh không nhịn được cười, nói, nếu như cô không đi làm như vậy, có thể tương lai, cô sẽ thật buồn bực, bởi vì đây là một lỗ hỏng khổng lồ. Đường Khả Hinh nghe lời này, không lên tiếng. Cố lên, hứa Linh cười cười, đi khỏi. Tôi làm sao tìm được ông ấy? Đường Khả Hinh hỏi tiếp. Dùng cách của mình, hứa Linh cũng không quay đầu lại, nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh đứng ở dưới ánh mặt trời, nhìn về phía bóng dáng lạnh nhạt của hứa Linh, chỉ đành phải khẽ cắn răng, mang theo tâm tình thấp thỏm lo lắng đi vào đại sảnh suy nghĩ phải dùng phương pháp gì đi tìm ông ấy. Cô đang suy nghĩ, ngay lập tức đi vào thang máy, nhấn tầng lầu tổng giám đốc. Văn phòng tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên ngồi ở trước bàn làm việc, mở tài liệu ra, đang chăm chú xem sản phẩm rượu đỏ đoạt huy chương vàng trên thế giới, hai mắt lộ ra một chút tán thưởng và vui vẻ. Tiếng gõ cửa vang lên. Anh vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, chăm chú xem tài liệu sản phẩm rượu đỏ đoạt huy chương vàng lần này tiếng gõ cửa lại vang lên. Trang hạo nhiên tiếp tục xem thành phần trưng cất sản phẩm rượu đỏ đoạt huy chương vàng, lạnh nhạt đáp vào đi. Đường khả hình nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liếc về phía trang hạo nhiên đang ngồi ở trước bàn làm việc xem văn kiện, sau đó nhìn thấy hai dương lớn vẫn mở ra ở đó, hết sức rõ ràng, cô có chút ngượng ngùng đi vào, nhàn nhạt, nhạt đi tới trước mặt của anh, gọi nhỏ tổng giám đốc. Chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên chớp mắt, ngẩng đầu lên, nhìn thấy khả hình, liền lộ ra nụ cười, yên lặng nhìn về phía cô. Mới vừa rồi, tôi, tôi, tôi đi gặp Vitus tiên sinh, chấm ngoặc kép, đường khả hình yếu ớt nói những lời này. Ánh mắt trang hạo nhiên sáng lên, nhìn về phía cô, có chút kinh ngạc nói, ông ấy tới. Phải, chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút lo lắng nói. Trang hạo nhiên nhìn vẻ mặt cô như vậy, liền hỏi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đường khả hình thở dài một cái, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh nói nhưng ông ấy vừa nhìn thấy được tôi ngay lập tức từ chối tôi tôi không hiểu lý do bị ông ấy từ chối ba lần tôi rất không hiểu chấm ngoặc kép trang hạo nhiên nghe lời này chớp mắt một cái mới cười nhìn đường khả hình tôi tôi làm thế nào đường khả hình không có cách nào chỉ đành phải ngẩng đầu lên nhìn về phía trang hạo nhiên ngây ngốc hỏi trang hạo nhiên trầm tĩnh nhìn về phía cô nói khả hình mỗi người chúng ta đều đang không ngừng bị phủ nhận để phát triển. Đường Khả Hinh nhìn anh. Không nên hỏi tôi làm thế nào, tự cô nghĩ biện pháp một chút, bởi vì Vitus. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vô lực cười nói, tôi thật không còn cách nào với ông ấy, ông ấy là một người rất kỳ lạ, trao đổi vô cùng khó khăn. Người bình thường cũng nói với ông ấy không được mấy câu, bình thường Tổng Giám Đốc Tưởng cũng lười lên tiếng, bởi vì chuyện của Hoàn Cầu, tôi có thể tán gẫu hai câu, nhưng chỉ là hai câu. Chấm ngoặc kép. À, đường khả hình muốn khóc nói, vậy tôi. Chấm ngoặc kép. Vậy cô phải cố gắng lên. Trang hạo nhiên cười nói, cô biết có bao nhiêu người, muốn tôn ông ấy làm thầy không? Học trò của ông ấy, tất cả đều là nhân vật có xuất than lợi hại. Đường khả hình cúi đầu, chán nản nói, tôi làm sao có thể làm học trò của ông ấy. Dũng cảm một chút, tự suy nghĩ biện pháp đi. Hôm nay tôi rất bận, cô đi ra ngoài trước đi. Trang hạo nhiên lại xem tài liệu chai rượu gin này. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn thái độ anh có chút lãnh đạm, cũng không biết có phải do tối nay mình không có giúp anh hay không. Đoán chừng cũng không phải vậy, hay là cô lại ngẩng lên đầu nhìn về phía anh, liền lầu bầu hỏi, hứa tiểu thư bảo tôi ngày mai đi tìm ông ấy một chút. Chấm ngoặc kép, ừ, Trang Hạo Nhiên cũng không ngẩng đầu lên. Vậy làm sao tìm được? Phòng làm việc của ông ấy ở nơi nào? Nhà của ông ấy ở nơi nào? ông ấy sẽ không tức giận tôi đi tìm ông ấy sao? Đường Khả Hinh có chút căng thẳng hỏi. Lúc này Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía cô nói, tôi đột nhiên rất hâm mộ cô. À, đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn về phía anh, có chút không còn hơi sức suy nghĩ hôm nay tại sao mọi người nói chuyện với mình đều kỳ quái như vậy. Cô không hâm mộ mình sao? Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép, đường Khả Hinh nhìn anh, chớp hai mắt trong thế giới của cô có rất nhiều câu hỏi, mà một số câu hỏi đang chờ cô mở ra, trong quá trình mở ra, cô có thể thu hoạch rất nhiều, tôi cũng đã từng giống như cô. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên mỉm cười nhớ lại năm tháng còn trẻ, tựa vào trên ghế da đen bóng, nhìn trời xanh mây trắng phía ngoài cửa sổ, nói, tò mò rất mạnh, dấu chấm hỏi rất nhiều, sau đó tôi rất hưng phấn, bởi vì tôi biết, tôi sẽ luôn chiến thắng bọn chúng, thời gian thử thách trôi qua, thoải mái tràn đầy sinh lực. Nhưng thời gian càng lâu, vị trí càng cao, phải gánh vác cái gì không giống nhau, cái loại hiểu rõ hương vị cuộc sống có rất nhiều dấu chấm hỏi, liền có chút biến chất, ban đầu còn thèm muốn đi trên đường đón lấy ánh mặt trời, nhiệt tình khiêu chiến, có lẽ người trẻ tuổi có rất nhiều dấu chấm hỏi. Nhìn thế nào, tôi cũng cảm thấy bọn họ đáng yêu. Chấm ngoặc kép, có chút tịch mịch, đường khả hình yên lặng nhìn Trang Hạo Nhiên nói lời này, hai mắt lộ ra một chút tiếc nuối. Trang Hạo Nhiên suy nghĩ kỹ một lát, Mới quay đầu nhìn về phía đường khả hình mỉm cười nói Phải quý trọng dấu chấm hỏi trong thế giới của cô đi Cố gắng lên, lần này tôi không giúp cô được Đường khả hình khẽ cắn môi dưới Có chút điềm đạm đáng yêu nhìn anh Trang hạo nhiên học bộ dáng cô Hơi nheo mắt lại, cũng điềm đạm đáng yêu nhìn cô Đường khả hình đột nhiên mỉm cười, cúi đầu Bà cô ơi, tôi thật sự rất bận Trang hạo nhiên nhìn về phía cô, cười nói Đường khả hình gật đầu một cái im lặng xoay người, nhưng không có đi ra ngoài, mà đi tới trước cái dương, không người xuống, kéo nắp một cái dương, đóng lại, kéo dây kéo lên, nhấc nó lên, để qua một bên, lại kéo một cái khác. Trang hạo nhiên im lặng nhìn cô. Đường khả hình cất hai cái dương xong, mới xoay người, nhìn về phía anh, nheo mắt mỉm cười, có chút tinh nghịch nói, thật ra mới vừa tôi đi vào thấy hai dương lớn, tôi thoáng có cảm giác, cho rằng anh muốn dẫn tôi đi Anh Quốc. Trang hạo nhiên nhìn cô, mỉm cười một cái đường khả hinh không lên tiếng lúc này mới xoay người đi ra ngoài kéo nhẹ cửa ra trang hạo nhiên đột nhiên ngẩng mặt muốn mở miệng gọi cô cửa nhẹ nhàng đóng lại trang hạo nhiên nhìn cánh cửa kia đột nhiên mỉm cười bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiếp tục xem tài liệu đường khả hinh yên lặng đi trở về phòng thư ký nghĩ tới lời của trang hạo nhiên nói lúc này liền ngồi trở lại vị trí của mình mở máy vi tính ra nhanh chóng gõ tên trường học rượu đỏ Vitus, trong máy vi tính lập tức nhảy ra ngoài một đống tài liệu, cô mở một cột phía trên nhất, lập tức thấy Vitus nghiêng người đứng ở trước một cây nho, mặc áo bành tô màu đen, rất long trọng cung kính nhìn về phía trước. Cô nhìn ánh mắt thâm thúy của ông, nhớ câu nói của ông hôm nay, trong lòng tự nhiên có chút tức giận bất bình, nhưng vẫn vô cùng không cam lòng, nghĩ, rốt cuộc. Ông có yêu thích tôi không? Cô khó hiểu nhìn người trong máy vi tính, chậm rãi xem sơ yếu lý lịch cá nhân của ông, một giáo sư rượu đỏ đẳng cấp, đồng thời là chủ của ba trang trại nho ở Bóc Đô, ở các nơi trên thế giới, có rượu đỏ trường học của mình, mà bản thân ông vẫn nhận chức giảng dạy uy tín lâu năm hơn 20 năm qua có, chưa từng đi khỏi. Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, lại mở trang trại nho nổi tiếng trong máy vi tính, mỗi lâu đài, vườn nho, cây nho, các nơi không khỏi lộ ra vẻ trang nghiêm, không khí cũng trang nghiêm, phát hiện có chút không ổn, Cô lại quay trở lại xem hình của Vitus, cảm giác có chút không giống với những trang viên khác. "Đang xem cái gì?" Tiêu Đồng vừa muốn cầm tài liệu mới đưa vào cho Trang Hạo Nghiên ký, nhìn Khả Hinh đi ra ngoài một lát, lại trở lại, nhìn về phía cô, tò mò hỏi. Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn hình trong máy vi tính, còn có bộ dáng phong độ của Vitus nói, "Đang xem trai già." Chập, Tiêu Đồng cười nói, "Trai già, văn phòng tổng giám đốc chúng ta có một người." Tổng giám đốc chúng ta mới không già, rất đẹp trai." Đường Khả Hinh nói xong, đưa mắt nhìn chằm chằm Vitas trong màn hình. Thời gian từng giờ trôi qua. Cuối mùa thu bầu trời xanh, càng xanh hơn, nhưng theo trái đất chuyển động, trời chiều nhanh tới sớm, cũng sáng rất sớm, ngoài cửa sổ sóng biển thẳng xô bờ, trời chiều dần dần buông xuống mặt biển, quét qua vệt sáng vàng cuối cùng chiếu sáng khắp cả vùng đất, lập tức mở đi. Đường Khả Hinh xem tài liệu, dần dần nhập thần lại quên mất thời gian. Đồng hồ treo trên tường đã 6 giờ 30 rồi. Mọi người biết cá tính của cô, cũng không có gọi cô đi khỏi trước, cô vẫn ngồi ở trong phòng làm việc u ám quên mở đèn, nhìn nội dung và tài liệu trên màn hình, đang chăm chú thì điện thoại di động trên bàn vang lên. Cô không có nghe được, tiếp tục xem tài liệu trang viên. Điện thoại di động tiếp tục vang. Vẫn không có ai nghe. Reng reng reng. chấm ngoặc kép Điện thoại bàn đột nhiên vang lên thật ồn ào. Đường Khả Hinh giật mình, nhìn điện thoại bàn, lúc này mới ngẩng đầu lên, thấy xung quanh phòng làm việc đều tối om, cô thở dài một hơi, mới cầm điện thoại lên, đáp: "Alo." Chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi không nói nên lời, đứng ở nơi đại sảnh, cầm điện thoại di động, thở dài một cái, mới vừa rồi mình còn căng thẳng, bật cười nói: "Anh nói, em vẫn còn ở phòng làm việc." Đường Khả Hinh nghe tiếng Tưởng Thiên Lỗi, lập tức từ đất nước xa xôi quay về thực tế, ngây ngô đáp, đúng vậy. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe giọng nói ngây ngô, không nhịn được cười nói, không phải em. Quên mất ước hẹn của chúng ta, cho nên vẫn còn ở phòng làm việc chứ. Đường khả hình chợt nhớ tới mình có hẹn với tưởng thiên lỗi, lập tức xin lỗi nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em. Em xem tài liệu quá nhập tâm, rất xin lỗi. Chấm ngoặc kép, đây là báo ứng sao. Tưởng thiên lỗi nghe lời cô, đột nhiên cười hỏi. Cái gì? Chấm ngoặc kép, đường khả hình ngạc nhiên hỏi. Bởi vì anh thất hẹn với em rất nhiều lần, cho nên hôm nay em cố ý thất hẹn với anh. Tưởng thiên lỗi hỏi. Không phải, thật sự là quên mất mà. Không nên tức giận, anh ăn cơm rồi sao? Đường khả hình vội vàng hỏi. Dĩ nhiên chưa ăn, anh đang ở đại sảnh chờ em hai tiếng rồi. Đường khả hình, tưởng thiên lỗi hơi tức giận, anh chưa bao giờ chờ người. Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép đường khả hình cầm điện thoại không nhịn được cười còn không xuống cho anh tưởng thiên lối uy hiếp nói không xuống anh không đưa em đi ăn cơm đường khả hình không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào tưởng thiên lối cũng đứng tại chỗ cúi đầu mỉm cười một lát dịu dàng nói xuống đây đi anh rất đói bụng được chấm ngoặc kép đường khả hình lên tiếng trả lời lại đột nhiên nghĩ đến cái gì nói nhưng anh phải ở đại sảnh chờ em sao nếu không thì thế nào Tưởng thiên lỗi cầm điện thoại di động hỏi. Không được, người ta nhìn thấy không tốt. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nhanh chóng trả lời. Tưởng thiên lỗi không nói nên lời, cầm điện thoại di động, không lên tiếng. Anh nói địa điểm phòng ăn ở nơi nào, em tự đón xe đi qua. Đường khả hình vừa dọn dẹp tài liệu, vừa nói. Em nghe đây, tưởng thiên lỗi mạnh mẽ nói, chúng ta không thể làm mấy cái chuyện, mấy giờ, ở đâu v, v, sau đó một trong hai người không đến đúng giờ quá dày vào người, em trực tiếp đến cửa sau của khách sạn, xe của anh ở bên kia chờ em, cứ như vậy. Điện thoại cúp máy. Đường Khả Hinh cầm điện thoại, hơi dừng lại một lát, nghĩ tới lời nói của anh, đột nhiên mỉm cười, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc, nhắc túi sách, cầm điện thoại di động lên, chạy như bay ra bên ngoài. Trời chiều ơi, mì núp ở chỗ sâu biển khơi, làm sao biết, sinh linh trên địa cầu đang vì tình cảm mà bỏ ra bao nhiêu. Có một cô gái, nhân lúc bầu trời còn một chút màu xanh, mặc áo len cổ lọ màu đen, dương quần jean màu xanh, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, sách theo túi sách, hướng đường lá phong đỏ thật dài, chạy như bay, cô vừa đón gió lạnh, thở hồn hển chạy, vừa căng thẳng suy nghĩ, nếu anh có chuyện gì, không đợi mình, hoặc điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt duyên phận giữa bọn họ. Trong lòng của cô xẹt qua một chút khủng hoảng, nắm túi sách chạy thật nhanh về phía trước, ở lá phong bay xuống, đi hết con đường này, thấy hàng rào sau khách sạn đang ở phía trước, cô đột nhiên mỉm cười, thở phù một luồng khí trắng, chạy bay về phía trước, đi ra cửa sau, nhìn xung quanh, không nhìn thấy chiếc Rolls Royce màu bạc. Lòng của cô hoảng hốt, khuôn mặt lập tức tái nhợt, không nhịn được nghẹn ngào gọi to tưởng thiên lỗi. Ngoặc kép, xung quanh đều là xe cộ lui tới, ánh đèn đường chiếu sáng lối đi bộ vắng vẻ. Anh lừa em, chấm than ngoặc kép, hai mắt đường khả hình lập tức đỏ bừng kêu to trước mặt xe cộ vẫn nhanh chóng, di chuyển hai bên, phương hướng ngược lại lái tới mang đến mang đi từng trận gió lạnh. Đường khả hình sách theo túi sách, vẻ mặt đau lòng mất mát ngã tại chỗ, hai mắt nổi lên nước mắt, vừa muốn nước nở khóc giống, lại thấy phía trước mặt một chiếc xe hơi lái khỏi đường cái, nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, liền thấy đối diện đường cái, một người đàn ông mặc tây trang màu đen kẻ sọc, áo sơ mi màu xanh nhạt, vạt áo trước cài kim cài màu vàng, phát ra ánh sáng tôn quý và bá đạo, anh hai mắt nhìn mình, khuôn mặt dịu dàng đau lòng. Nước mắt lăn xuống, đường khả hình không thể tin nổi, đón giá rét gió, nhìn về phía tưởng thiên lỗi đứng ở đường cái đối diện, đang mỉm cười nhìn mình, cô đột nhiên sững sờ, vội vàng run rẩy đứng lên, lau khô nước mắt, không có nằm mơ, nhìn người nọ ở phía đối diện, trong lúc bất chợt cô không chú ý điều gì, nhắc túi sách xông về phía trước thật nhanh. Vừa lúc đó, một chiếc xe giống như cổ máy thời gian chạy như bay tới, ánh đèn màu vàng lóe sáng nhấn còi tin 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 đường khả hình cũng không chú ý bay về phía trước chạy đường khả hình cẩn thận chấm than ngoặc kép bởi vì lo lắng cho cô tưởng thiên lỗi muốn chạy thẳng tới phía trước lại thấy một chiếc xe thể thao lái tới anh lập tức dừng bước chân cũng đã nghe được âm thanh thắng gấp cùng tiếng chửi rủa lại căng thẳng quay đầu cũng đã thấy khả hình kích động ở trong dòng xe cộ xe thắng gấp ở bên chân rơi lệ chạy tới mình cô không muốn sống hả chấm than ngoặc kép, rất nhiều tài xế thỏ đầu ra mắng. Đường khả hình vẫn không để ý chút nào, chỉ kích động chạy về phía trước. Trái tim đang mềm mại. Anh đau lòng đứng tại chỗ, nhìn cô gái ngốc này. Đường khả hình chạy đến đường cái đối diện, lập tức nhào vào trong ngực của anh, ôm cổ của anh, khóc nói, em cho rằng. Anh sẽ không tới. Tưởng thiên lỗi ôm chặt cô gái trong ngực, nghĩ tới mới vừa cô bất chấp tất cả xe cộ lui tới, nhào về phía mình, trong lòng đau nhói, hôn nhẹ tóc cô, mới thở dài một cái, muốn trách cứ, lại không đành lòng nói tại sao không đến. Không nhìn thấy người, thì chậm chút, em đừng gấp gáp, mới vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, em biết không? Đường khả hình lập tức buông lỏng tưởng thiên lỗi ra, nhìn anh, nước mắt lăn xuống, nói em mặc kệ. Em sợ chậm một giây, lại không nhìn thấy anh. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, đột nhiên thở dài một hơi, xúc động, nâng mặt của cô, kích động hôn trên môi của cô. Đường Khả Hinh mỉm cười, lại nhào vào trong ngực của anh, hưởng thụ lồng ngực ấm áp của anh tỏa ra hơi nóng. Lạnh không? Tưởng Thiên Lối cúi đầu, nhìn cô. Ừm, Đường Khả Hinh gật đầu một cái. Vậy đi thôi. Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lối ôm nhẹ Đường Khả Hinh, đi về phía trước. Xe của anh đâu? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh, dịu dàng hỏi. Tưởng Thiên Lối cúi xuống nhìn cô, hai mắt xẹt qua một chút dịu dàng, cúi đầu hôn nhẹ môi mềm mại của cô mới nói đi hẹn hò muốn xe làm gì đường khả hinh vừa nghe lập tức mừng rỡ cười ngọt ngào ngẩng đầu lên nhìn anh rất vui vẻ nói chính thức ước hẹn sao không phải chỉ ăn cơm sao đó là đương nhiên hẹn thư ký đường rất khó khăn anh đợi hai tiếng còn chưa có ai để cho anh đợi hai tiếng lá gan của em thật ghê gớm chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi vừa đi về phía trước vừa véo nhẹ cằm của cô lại hôn nhẹ trên môi của cô dịu dàng cảm tính nói. Trong lòng của đường khả hình giống như rót mật, cười. Tưởng thiên lỗi nhìn cô vui vẻ như vậy, tim của mình cũng lập tức tràn đầy, liền nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô, mười ngón tay đang nhau, nắm chặt đi về phía trước. Chờ một chút, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên làm núng dừng lại, nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nghi ngờ nhìn cô. Điện thoại di động, giao ra đây, em rất sợ nó reo đường khả hình vươn tay về phía tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi dịu dàng nhìn đường khả hình thật sâu nói nhanh như vậy muốn tuyên bố quyền sở hữu với anh rồi hả ừm đường khả hình gật đầu không cho chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi trêu chọc cô tiếp tục đi về phía trước em muốn chấm than ngoặc kép đường khả hình lập tức nhào tới trước từ trong túi anh móc ra điện thoại di động màu đen màn hình lớn vui vẻ nắm ở trong tay tưởng thiên lỗi mỉm cười quay đầu lập tức ôm cô vào trong ngực, hôn nhẹ trên môi của cô, cảm xúc dâng trào, không kiềm chế được xông vào đầu lưỡi, nhẹ nhàng mút đầu lưỡi nho nhỏ của cô, mới cảm tính nói khẽ nếu cầm điện thoại đi, cũng đem người đi đi. Em không muốn, chấm ngoặc kép, đường khả hình rất ngọt ngào đáp. Không muốn, vậy buổi tối hôm nay không để cho em về nhà. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại hôn trên môi của cô, trêu chọc cô, cười nói. chương 392, rất ngọt đêm mùa thu có chút nặng nề, giống như không khí lạnh lẽo áp xuống. Phố xá sầm uất, không chút nào không bị ảnh hưởng, khắp nơi ánh đèn màu xanh, hồng, cam và đèn đường màu vàng chiếu sáng lấp lánh, nơi xa thân cây tương tư quấn bóng đèn nhỏ nhấp nháy nhiều màu sắc, bên đường một dòng sông nhỏ đã bắt lên bong tàu, nhà hàng tây bày ghế salon màu đỏ thẫm và bàn ăn ở trên sàn tàu, đặt bình sứ trắng nho nhỏ cắm hoa hồng màu đỏ thẫm, cây tương tư lay động bong hoa, rơi một chút rơi vào trên bàn ăn, khách ngồi tại chỗ, mỉm cười nâng ly, ăn cơm, đầu kia quán rượu chuyển đến tiếng hoan hô xem bóng. Trên đường, người đến người đi. Chú hề McDonald vẫn lộ ra khuôn mặt tươi cười ngàn năm, nhìn người đi đường qua lại, phân phát tờ quảng cáo. Một cửa hàng boutique nào đó đi ra ba cô gái thanh xuân khả ái, mặc áo khoác ngoài vừa dày vừa nặng, không ngừng thổi khí trắng, thật vui vẻ nắm tay nhau, cùng nhau đi về phía trước. Tưởng thiên lỗi và đường khả hình tay trong tay, Mười ngón tay nắm chặt đi ở trên đường, nhìn người đi đường lui tới mới phát hiện, hạnh phúc thật sự bình thản. Hai người nhìn nhau, không nhịn được cười. Một mùi vị kem tươi truyền đến. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, quả nhiên thấy Kentucky và McDonald đối lập nhau ở xa xa, ánh đèn hai nhà phòng ăn cũng chiếu sáng rực rỡ, liền tò mò cười hỏi, tại sao nơi có McDonald, nhất định phải có Kentucky. Tưởng Thiên Lỗi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn về phía hai phòng ăn khách hết sức đông đúc đã nói từ các chiến lược tiếp thị liên quan đã có một bên làm nghiên cứu thị trường hơn nữa loại hình ăn uống đều cơ bản giống nhau vì vậy một nhà khác cùng mở theo sẽ giảm bớt rất nhiều chi phí đường khả hình nghe vậy không khỏi mỉm cười tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn cô nở nụ cười nhàn nhạt liền hỏi em cười cái gì em cảm thấy kiếp trước bọn họ là oan gia giống như ngươi và tổng giám đốc người ở bên ngoài nhìn thấy các người giống như Kentucky và McDonald yêu thương lẫn nhau mới phải, lại đánh cho anh chết tôi sống. Chấm ngoặc kép, đường khả hình thật lòng nói. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, ngược lại từ chối cho ý kiến, im lặng. Tại sao không nói chuyện, đường khả hình ngạc nhiên nhìn anh. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi không lên tiếng, chỉ dắt bàn tay nhỏ bé của cô, tiếp tục đi về phía trước. Này, đường khả hình lập tức nắm chặt tay của anh, dừng chân, gọi anh. Tưởng Thiên lỗi dừng bước chân, quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, hỏi: "Nếu như có một ngày anh và cậu ta nhất định phân ra cao thấp, em lựa chọn ủng hộ người nào?" Đường Khả Hinh nghe lời này, nở nụ cười, di chuyển bước chân, muốn đi về phía trước. Tưởng Thiên lỗi lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô trở về trước mặt, cúi đầu nhìn cô, mỉm cười hỏi: "Rốt cuộc sẽ ủng hộ người nào?" "Nếu như em và mẹ của anh rơi xuống nước, anh muốn cứu người nào?" Đường khả hình nhìn tưởng thiên lỗi, khéo léo cười hỏi. Tưởng thiên lỗi cao mày nhìn cô, nói, ở trong mắt em, anh và Trang Hạo Nhiên, có khó lựa chọn như vậy sao? Trong cảm nhận của em, anh giống như cậu ấy. Có người không vui. Đường khả hình không nói nhìn anh, đột nhiên cúi đầu mỉm cười. Tưởng thiên lỗi nhìn cô chầm chầm, hơi coi trọng vấn đề này, nghiêm túc hỏi, nói. Em sẽ ủng hộ người nào? Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi hai mắt phát ra vẻ nghiêm túc, cô đột nhiên mỉm cười, nói, nếu như khi đó, em cùng Tổng Giám Đốc Trang làm chung, có thể em sẽ ủng hộ anh ấy. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi có chút không thể tưởng tượng nổi đáp án này, nhìn cô. Đường khả hình lại nhìn anh, thật lòng nói, bởi vì, em không muốn lựa chọn phản bội. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô. Đường khả hình nhìn vẻ mặt của anh, liền tinh nghịch xoay người, đứng ở trước mặt của anh, Nheo mắt nhìn anh nở nụ cười. Tưởng Thiên lỗi nhịn cười, cố ý xoay mặt, không để ý tới cô. Đường Khả Hinh nhìn thái độ của anh, liền làm bộ như rất phóng khoáng nói, anh không vui, được rồi. Chúng ta đổi, chấm than ngoặc kép. Tưởng Thiên lỗi nghe lời này, xoay đầu lại, nghi ngờ nhìn cô. Đường Khả Hinh nhìn anh cười nói, em sẽ làm cấp dưới của anh, sau đó em và anh ấy yêu nhau. Ngày nào đó xảy ra chuyện gì, em ủng hộ anh, em ở bên anh ấy như thế nào tưởng thiên lỗi lập tức nhìn cô mới vừa muốn phát tác đường khả hình cũng đã cười ha ha nói em muốn đi mua kem người cô lập tức muốn chạy về phía trước chấm cổ tay bị người nhẹ nhàng nắm lại cô nắm dây túi sách mỉm cười xoay người nhìn về phía anh tưởng thiên lỗi dịu dàng nhìn cô nói nhiều năm như vậy có phải đã quen một mình hay không đường khả hình có chút không hiểu nhìn anh Tưởng thiên lỗi nhìn cô gái ngốc này đứng ở dưới tàng cây tương tư, bộ dáng hiền lành và ngây ngô liền mỉm cười, mới nói, bây giờ em và anh đang yêu nhau, nếu như muốn đi làm chuyện gì, đừng làm một mình. Chấm ngoặc kép, đường khả hình có chút xứng sở nhìn anh. Tưởng thiên lỗi cười vươn tay véo nhẹ bóp cầm của cô, liền buông cổ tay cô ra, một mình im lặng đi qua bên cạnh cô, một mình đi về phía trước. Lại đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cô, dịu dàng hỏi, xin hỏi thư ký đường muốn ăn kem của kentucky hay của mcdonald đường khả hình vẫn im lặng nhìn tưởng thiên lỗi đứng ở giữa đường rất tao nhã và đẹp trai vẻ mặt nhìn mình càng lộ ra rất cưng chiều trong lòng của cô chợt ấm áp mỉm cười nói em muốn kem tươi kentucky kem tươi dâu tây chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nghe xong liền gật đầu một cái lại xoay người sải bước nghiêm nghị đi về phía cửa kính kentucky muốn đẩy nhẹ ra nhưng anh đẩy không ra liền sững sờ đứng ở nơi đó, ngẩng đầu lên nghiên cứu. Đường Khả Hinh không nhịn được bật cười. Có hai nữ sinh mười mấy tuổi từ bên trong đi ra, đẩy cửa ra, nhìn dáng vẻ đẹp trai của ông chú Tưởng Thiên Lỗi, trong trước mắt ngây người, nghĩ tới trên thế giới này, tại sao có ông chú đẹp trai như vậy. Tưởng Thiên Lỗi ho nhẹ một tiếng, mới kéo cửa, đi vào Kentucky, sau đó thấy rất nhiều người đứng xếp hàng, anh cũng hết sức phong độ và thân sĩ, đôi tay cắm túi quần. Nhìn hoàn cảnh xung quanh một vòng Rất có nhẫn nại xếp hàng Đường khả hình từng bước từng bước Đi tới trước cửa Kentucky Cách cửa kính nhìn tường thiên lỗi hỉ vào chiều cao Ở trong đám người rõ ràng rất đẹp trai Tư thế đứng yên rất nghiêm nghị phong độ Làm cho người của phòng ăn ngạc nhiên nhìn về phía anh Trong lòng của cô lại hiện lên trận trận ấm áp Hai mắt không biết vì sao hồng nhuận Thời gian trôi qua một lúc Suốt cuộc đến lượt tường thiên lỗi Chỉ thấy anh đứng ở trước quầy Ngẩng đầu lên nhìn tấm bảng phía trước mặt, nữ nhân viên Kentucky nhìn anh, lập tức sững sờ, quên hỏi anh muốn mua gì. Tôi muốn một ly kem tươi dâu tây, chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi nói xong, cũng đã móc ví ra, từ bên trong rút ra 100 đồng, đưa cho cô gái kia. "À, anh chờ một chút." Nhân viên phục vụ lập tức cầm lấy 100 đồng bỏ vào trong máy tính tiền, lập tức xoay người, cầm ly lên, múc đầy một ly kem, ở phía trên đầu ly kem tưới một chút dâu tây mới vui vẻ đưa tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, cười nói kem tươi dâu tây của anh. Chấm ngoặc kép. Cảm ơn, Tưởng Thiên Lỗi lễ phép cảm ơn, nhận lấy kem tươi dâu tây, liền ngẩng đầu lên, im lặng nhìn về phía cô gái trước mặt, hai mắt quen chăm chú và bình tĩnh. Mặt cô gái trong chớp mắt đỏ bừng, cúi đầu, không biết nói cái gì. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô, liền có chút nghi ngờ, lại lễ phép gọi nhỏ, "Tiểu thư." "Tiểu thư?" Gọi đến tiếng thứ hai, cô gái mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, tim đập mạnh, mặt đỏ tới mang tai, cười đáp, vâng. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn về phía cô, cười nói cô. Quên thối tiền cho tôi, tôi đưa cho cô 100 đồng. Cô phải thối lại tôi 93 đồng. Chấm ngoặc kép chấm. À, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô gái lập tức từ trong máy tính tiền, rút ra 93 đồng, đỏ mặt đưa tới trước mặt của tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nhận lấy, nói tiếng cảm ơn, liền cầm ly kem kem tươi dâu tây, xoay người đi ra ngoài. Rất đẹp trai, chấm ngoặc kép, người phục vụ kia sững sờ, ánh mắt nhìn bóng lưng tưởng thiên lỗi to lớn cao ngạo, khẽ cắn môi dưới, nói nếu như có thể cùng anh ấy yêu một ngày, tôi chết cũng chấp nhận. Chấm ngoặc kép, đường khả hình đứng ở ngoài cửa, nhìn tưởng thiên lỗi đang cầm ly kem tươi đi ra, nhìn mình, im lặng cười cười, cô cũng cảm động ngọt ngào nở nụ cười, nói nhỏ có phải người ta lại quên thối lại tiền cho anh hay không? Ừ, tưởng thiên lỗi đưa ly kem tươi cho cô. Quỷ hẹp hòi, đường khả hình cười nhận lấy ly kem tươi. Anh rất coi trọng, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn đường khả hình, dừng lại một lát, mới nghiêm túc nói, một số vật gì đó có phải là của anh hay không? Nếu là của anh, anh điều khiển nó, sau đó sử dụng nó. Chấm ngoặc kép, anh nói xong, trực tiếp đem 93 đồng, thả vào trong lọ tiền lẻ của một người ăn xin nhỏ ở bên cạnh. Đường khả hình nhìn anh, sau khi tưởng thiên lỗi để tiền xuống, mới đứng lên, nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, cười nói, ăn nhanh lên, sắp tan rồi. Chúng ta ăn chung, đường khả hình lập tức cầm ly kem, đi lên trước, muốn múc một muỗng cho anh ăn. Anh không muốn, thời tiết lạnh như vậy, anh không ăn. Tưởng thiên lỗi mỉm cười từ chối, tiếp tục đi về phía trước. Ăn đi mà, thật sự rất ăn ngon, chúng ta cùng nhau chia sẻ mà. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình múc lên một chút kem, theo sau, muốn đưa tới trên môi anh. Không muốn, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cười kiên quyết đi về phía trước. Đường khả hình đột nhiên tức giận đứng tại chỗ, một mình ăn từng ngụm từng ngụm kem. Tưởng thiên lỗi đi về phía trước, cảm giác bên cạnh không có tiếng động, chỉ đành bất đắc dĩ xoay người nhìn đường khả hình một mình không vui ăn kem, đột nhiên mỉm cười, khẽ thở dài, chỉ đành phải xoay người, từng bước từng bước đi tới trước mặt cô, im lặng nhìn cô. Đường khả hình cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn kem, cô quen ăn cái gì muốn cùng chia sẻ với người khác, cô giáo mẫu giáo dạy như vậy. Thật không có cách nào với em. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói xong, đột nhiên vươn tay, nắm nhẹ bả vai gầy nhỏ của cô, khom người xuống, hôn nhẹ ở trên môi của cô. Ư mờ hát, chấm ngoặc kép, mặt của đường khả hình đỏ lên, kêu nhỏ. Tưởng thiên lỗi lại cười rất hấp dẫn, mút kem ngọt ngọt lạnh lạnh trong môi mềm mại của cô, mới bưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngón cái nhẹ nhàng quét lên bờ môi cô, hài lòng và cưng chiều nói, rất ngọt. Chấm ngoặc kép, đường khả hình ngây ngốc đứng tại chỗ. Người khác cũng đã mỉm cười đi về phía trước. mươi 393, đôi nam nữ ngồi ở đầu hẻm. Thời gian càng ngày càng muộn. Phố xá sầm uất lại càng ngày càng nhiều người, bên đường nhà hàng Trung Quốc, nhà hàng Pháp, còn có nhà hàng Nhật, bắt đầu đông đúc, bên kia quán rượu, tiếp tục có người cao giọng hò hét hai người dắt tay đi về phía trước thật đói bụng em muốn ăn món gì tưởng thiên lỗi quay đầu nhìn đường khả hinh, mỉm cười hỏi đường khả hinh đôi tay quấn cánh tay tưởng thiên lỗi suy nghĩ một chút liền chỉ vào nhà hàng tây trên bong tàu cười nói đi đến đó ăn đi đừng chiều theo anh em muốn ăn thì ăn cái đó chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhìn cô mỉm cười nói đường khả hinh lại ngẩng đầu lên nhìn anh bật cười nói, có phải cảm thấy em nhất định muốn ăn hàng quán hoặc ăn vặt ven đường mới được hay không? Không phải ý này, tưởng thiên lỗi rất nghiêm túc trả lời cô. Thật ra e thật thích ăn hàng quán. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cười nói, nhất là nhã tuệ, lúc tâm trạng không tốt, đến đó ăn sáng, uống bình rượu trắng, vừa ăn, vừa phát tiết bất mãn đối với xã hội này. Vậy thì đi ăn, anh ăn cùng em, tưởng thiên lỗi nói xong, liền muốn ôm nhẹ cô đi về phía trước đường khả hinh lại nắm chặt cánh tay của anh nhìn anh cười nói nhưng anh chiều theo em anh không phải là anh nữa tưởng thiên lỗi nhìn cô liền có chút hứng thú nghe đề tài này đường khả hinh ngẩng đầu lên nhìn anh cười ngọt ngào nói em thích xem anh làm bất cứ chuyện gì sau đó đem tất cả ý thích của anh chia sẻ lại cho em em sẽ không cần thích nữa chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi mỉm cười nhìn cô chậm rãi nói bị anh thu phục nhanh như vậy sao đây không phải là thua phục, đây là chia sẻ. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cười ngọt ngào. Chấm ngoặc kép, anh luôn có một loại ma lực, để cho người khác đi theo anh. Trong đầu của tưởng thiên lỗi thoáng qua một giọng nói khác, nói qua những lời này, anh hai mắt ngưng tụ. Đường khả Hinh nhìn ánh mắt anh, trong lòng có chút ảm đạm nhưng vẫn cười hỏi có phải. Nhớ tới người nào hay không? Tưởng thiên lỗi xin lỗi nhìn cô, vừa muốn giải thích. Em hiểu, Lúc em mới vừa đi chung với anh, em cũng nhớ tới người kia, đây là một loại không tự chủ. Chấm ngoặc kép, đường khả hình mỉm cười đi về phía trước. Tưởng thiên lỗi lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cả người cô trở lại, rất để ý hỏi em nhớ tới người nào. Đường khả hình im lặng ngẩng đầu lên, nhìn anh, có chút áy náy cười. Nói cho anh biết, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đột nhiên cao giọng hỏi. Đường khả hình nhìn bộ dáng của anh, khẽ mỉm cười, xoay người muốn rời khỏi. Tưởng thiên lỗi lại nắm chặt bả vai của cô, nhìn về phía cô, gấp gáp nhìn thẳng nói, đường khả hình. Tình yêu giữa chúng ta, như mặt nhất định sẽ ở trong thế giới của chúng ta trong một đoạn thời gian. Mà anh không phải cố ý, anh cũng không muốn cố cô ấy, bởi vì anh tin tưởng. Anh sẽ không có bao nhiêu cơ hội, nhớ tới cô ấy. Chấm ngoặc kép, hai mắt đường khả hình xẹt qua một chút đau, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn cô, nói tin tưởng anh, mới vừa rồi, thật sự là không cố ý. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình nhìn anh, đột nhiên cười. Tưởng thiên lỗi nghi ngờ nhìn cô. Một người đã từng chấp nhận vì anh lao vào biển lửa, làm sao anh có thể dễ dàng quên mất. Đường khả hình cười nhìn anh, lại nói anh đi về phía em đã rất không dễ dàng. Mặc dù có một ngày, em sẽ giống như chị ấy, em cũng không ngại. Chấm ngoặc kép. Sẽ không giống như với cô ấy chấm ngoặc kép. Em biết rõ, đường khả hình khẳng định cười nói, bởi vì em là em, mặc dù có một ngày, em rời khỏi anh, em tin khi đó anh nghĩ đến, nhất định sẽ là em. Chấm ngoặc kép. Tại sao chúng ta phải nói đến chuyện tách ra? Chẳng lẽ em không có lòng tin đối với anh như vậy sao? Tưởng thiên lỗi đột nhiên thật kích động nhìn cô, nói, bây giờ chúng ta không phải đang yêu sao? Không phải sao? Ngoặc kép chấm. Chấm ngoặc kép, đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn tưởng thiên lỗi đột nhiên kích động, chợt mỉm cười, lại tinh nghịch nói, hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé. Em để cho anh toàn tâm suy nghĩ đến em, chấm ngoặc kép chấm. Tưởng thiên lỗi nhìn cô, nghi ngờ hỏi, trò chơi gì? Trò chơi duyên phận, chấm ngoặc kép, đường khả hình cười nói. Tưởng thiên lỗi cao mày nhìn cô. Đường khả hình nhìn đường phố phía trước nói, đường phố trước mặt có ngã rẽ, một hướng bên trái, một hướng bên phải, anh đi bên trái, em đi bên phải, xem chúng ta đi tới đi lui ở trong phố xá sầm uất này có thể tìm về đối phương hay không chấm ngoặc kép anh không muốn tưởng thiên lỗi nói rất chắc chắn thế nào đường khả hinh nhìn tưởng thiên lỗi thật lòng nói anh không có lòng tin sao đối với duyên phận giữa chúng ta không có lòng tin sao em cầm hoa hồng đứng ở dạp chiếu phim chờ anh còn không có bao lâu chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nhìn cô nếu như em biết anh sẽ xuất hiện ở tương lai, em sẽ đứng ở nơi đó chờ cả đời. Đường khả hình nhìn anh, rất bình tĩnh nói. Tưởng thiên lỗi im lặng nhìn cô. Bắt đầu đi, đường khả hình mỉm cười dắt anh, bước nhanh đi về phía trước, trải qua đám người đông đúc ở bên cạnh, đi tới ngã rẽ đầu đường, nhìn xung quanh hai bên đường phố vẫn náo nhiệt và tủ kính phát ra ánh sáng, người người đông đúc. Em đi bên phải, anh đi bên trái, chúng ta không thể quay đầu, cứ đi về phía trước, xem có thể tìm được đối phương hay không đường khả hình nói xong ngay lập tức xoay người tưởng thiên lỗi mặt ngó bên trái trong lòng của tưởng thiên lỗi không khỏi hoảng hốt nhưng mặt nói đường khả hình không nên như vậy chấm than ngoặc kép đường khả hình đứng ở sau lưng anh hai mắt xẹt qua một chút dịu dàng và đau lòng lại cười nói em đối mặt tất cả khiêu chiến em đi nha nếu người nào như xoay người chính là không tuân theo quy tắc trò chơi Phạt không thể gặp đối phương 3 tháng. Ngoặc kép chấm. chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi không nói nên lời, nhưng mặt Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng anh cô đơn, hai mắt kiên định nhấp nháy, nhẹ nhàng di chuyển bước chân về phía sau, từng bước từng bước lui về phía sau, cuối cùng biến mất ở trong đám người. Tưởng Thiên Lỗi đứng tại chỗ, cảm giác sau lưng không có tiếng động, anh hai mắt thoáng qua một tia đau lòng, muốn xoay người lại nhưng nhớ tới quy tắc trò chơi, chỉ đành phải cất bước đi về phía trước nhưng bởi vì cô không có ở bên cạnh, toàn bộ thế giới lập tức chống trải, anh thở dài một cái, tâm trạng không vui, vừa đi về phía trước, vừa tức giận nói anh biết ngay, anh biết ngay, anh không có biện pháp với em mà. Chấm than ngoặc kép, anh xài bước xài bước đi về phía trước, dựa theo trí nhớ mới vừa đi dạo phố, lại chuyển sang trái, trở về phương hướng mới vừa rồi, lại nghĩ đến nếu như đường khả hình không đi đường này, càng chạy càng xa thì làm thế nào. Anh đột nhiên dừng bước chân, nhớ tới đường khả hình mới vừa nói nếu như em biết anh sẽ xuất hiện ở tương lai em sẽ đứng ở nơi đó chờ cả đời anh đột nhiên giật mình lập tức xoay người đi qua biển người đông đúc chạy thẳng phía trước kêu to đường khả hình chấm than ngoặc kép người xung quanh tới lui đông đúc không có ai đáp lại anh tưởng thiên lỗi lại di chuyển bước chân chạy thật nhanh về phía trước chạy qua từng dòng người cuối cùng chạy về giao lộ lúc này đứng tại chỗ nhìn con đường trống trải bên kia chỉ có ánh đèn tủ kính nhấp nháy nhiều màu sắc tim của anh chấn động mạnh một cái biết cô ở trừng phạt mình mới vừa rồi nhớ tới một người khác trong lòng của anh nặng nề gọi anh không phải cố ý anh không phải cố ý chấm than ngoặc kép anh nhìn về phía phương hướng đường khả hinh đi khỏi thật nhanh chạy về phía trước vừa chạy vừa kêu to đường khả hinh hôm nay náo nhiệt khác thường thật nhiều người thật nhiều người đang vui cười tưởng thiên lỗi gấp đến độ sắc phát điên chạy qua từng đám người bên cạnh thậm chí va chạm bả vai người ta, cũng không kịp nói xin lỗi, tiếp tục chạy về phía trước, kêu to, anh sai rồi. Đường khả hình, anh không phải cố ý nhớ tới cô ấy, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nghe nói, kiếp trước 500 năm ngoái đầu nhìn lại, đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua. Tưởng thiên lỗi hối tiếc chạy qua sáu người đông đúc, chạy xa hơn rồi vòng trở lại, dọc theo đường lúc đến, lại điên cuồng chạy về phía trước, vừa chạy vừa kêu to, đường khả hình. Chấm than ngoặc kép không có ai đáp lại. Bóng dáng anh vội vã, gấp gáp thoáng qua bên ngoài nhà hàng Tây, cũng đang nghe được một bài hát, đôi nam nữ ngồi ở đầu hẻm, do ban nhạc nhà hàng biểu diễn cho mọi người thì dừng bước lại, không thể tin nổi xoay người. Tất cả đều là nhạc công người Mỹ, thật là nhẹ nhàng trình diễn bài hát vui vẻ, mà trước khán đài có một cô gái để tóc ngắn chạm vai, mặc áo len cổ lọ màu đen, quần jean màu xanh dương, ném áo khoác màu đen trong tay, tay cầm microphone dựng đứng cố định, mỉm cười theo âm nhạc mà lắc lư qua lại. Khách trong phòng ăn còn có đoàn người lui tới, dối rít đi tới rào chắn bên hồ sen, cuồng nhiệt vỗ tay, phối hợp với cô. Cô muốn làm gì? Tưởng thiên lỗi thở hổn hển hơi xoay người, cách bong thuyền hồ sen nho nhỏ, ngạc nhiên nhìn về phía cô. Đường khả hình nắm microphone, theo nhịp địa, cười ngọt ngào, dùng giọng đặc biệt ngọt ngào, lắc lư cái đầu, tinh nghịch hát khẽ la, la lá la la, la là la la la, la 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 la, là là lá la, đôi nam nữ ngồi ở đầu hẻm ôm nhau thật chặt, ngồi tại chỗ không cử động, thời gian giống như không ảnh hưởng đến bọn họ, thật là cảm động, thật là cảm động, chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Hay, khách xung quanh cùng mọi người đều vỗ tay. Vẻ mặt tưởng thiên lỗi mới vừa còn nặng nề, nghe bài hà nhẹ nhàng này đột nhiên mỉm cười. Đường khả hình cũng nhìn thấy tưởng thiên lỗi, lại vẫn rất chăm chú theo âm nhạc, ngọt ngào hát la, la lá la la, la 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 ngồi ở đầu hẻm đôi nam nữ kia, trên mặt không lộ vẻ gì, đèn đường từng ngọn từng ngọn tắt ngấm, bọn họ trước sau vẫn không nói nửa câu, lật là cảm động, thật là cảm động, chẳng lẽ đây chính là tình yêu. Bum bum bum, để cho người ta vừa khóc vừa cười nắm bắt không được, để cho người ta bay bỗng, để cho người ta rơi xuống đáy cốc, a à, Chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Đường khả hình cố ý kéo dài âm thanh, nắm chặt hai quả đấm, chìm đắm kích động cười ngọt ngào vừa hát, vừa nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, không nhịn được cúi đầu, nở nụ cười, không có cách nào với cô, thở dài một cái, cuối cùng chỉ đành phải lắc đầu. Đôi nam nữ ngồi ở đầu hẻm kia, tiếng cười chưa bao giờ ngừng lại, giáo viên mời lên sân khấu tự giới thiệu về mình, cũng không thấy người kia mất tự tin, thật là can đảm, thật là can đảm, tôi nghĩ đây là tình yêu. La, la lá la la, la, la lá la la, tôi nghĩ đây là tình yêu. Chấm ngoặc kép, đường khả Hinh lắc lư người, xinh đẹp ngọt ngào cười hát xong câu cuối cùng đột nhiên dừng lại nhìn về phía tưởng thiên lỗi tưởng thiên lỗi cũng dịu dàng nhìn về phía cô âm nhạc dừng lại ban nhạc sau lưng và tất cả mọi người đều vỗ tay cho khả hình nghĩ một giọng hát trong trẻo như vậy rất khó được muốn cô hát tiếp một bài khách xung quanh cũng vỗ tay muốn cô hát tiếp một bài trong tiếng hoan hô hai tay cô nắm microphone nhìn về phía tưởng thiên lỗi không xa dịu dàng cười nhẹ nhàng nói hôm nay là ngày tôi rất vui vẻ, bởi vì tình yêu tôi chờ đợi từ trước đến giờ, rốt cuộc đã trở về bên cạnh tôi. Chấm ngoặc kép. Tất cả khách nghe lời này đều im lặng nhìn về phía cô. Đường khả hình nhìn về phía tưởng thiên lỗi, hai mắt chợt đỏ bừng, mỉm cười nói cảm ơn anh xoay người, bởi vì... Cho dù anh đi bao xa, em cũng sẽ luôn ở tại chỗ chờ anh. Chỉ cần anh không buông bỏ em, chấm ngoặc kép, hai mắt tưởng thiên lỗi nhấp nháy, nổi lên hơi nước đường khả hình thở dài một cái nén nước mắt nhìn về phía khách khứa kích động nghẹn ngào cười nói hôm nay tôi bài hát này tặng cho người tôi yêu nhất trong đời anh rất cao rất đẹp trai có chút bá đạo có chút trung tình hiện tại đang yêu thích tôi nhưng lại nhớ tới bạn gái trước anh ấy có thật xấu xa hay không đúng vậy chấm than ngoặc kép rất nhiều nữ tân khách tức giận bất bình nói nam tân khách cũng cười không dám lên tiếng tưởng thiên lỗi càng thêm bất đắc dĩ cười nhìn về phía cô Đường khả hình chớp mắt, lại thâm tình nhìn về phía anh, cầm microphone nói, nhưng làm thế nào? Lúc này số mạng để cho anh đi tới bên cạnh em, cho dù tiếp nhận khổ sở nhiều hơn nữa, chỉ cần anh ở bên cạnh em, em tiếc nuối, em bất đắc dĩ, em mất mát, so với hạnh phúc khi anh ở bên cạnh im em may mắn hơn chị ấy quá nhiều. Em tin, anh sẽ thoát khỏi mê cung tình yêu, đi về phía Amy. Em yêu anh, tưởng thiên lỗi. Em yêu anh, em sẽ dốc hết tất cả lòng mình để cho anh vui vẻ thật vui vẻ. Anh vui vẻ, là hạnh phúc lớn nhất trong đời em, em chấp nhận, ở trong đêm tối, dùng linh hồn của mình làm một ngôi sao trên bầu trời, mãi mãi bên anh. Em yêu anh. Ồ, oh, chấm than ngoặc kép, tất cả tân khách đều vỗ tay, vì ủng hộ cô gái nhỏ dũng cảm tỏ tình. Lúc này mặt của đường khả hình có hơi hồng nhìn về phía mọi người, kích động giơ tay nói, mời các vị tránh ra một chút để cho bạn trai tôi tới đây, cho mọi người nhìn xem, anh ấy có đẹp trai hay không tất cả tân khách cùng đám người dối rít xoay lại nhìn thấy một người đàn ông cao 1m90, đẹp trai nghiêm nghị, đang thâm tình mà cảm động nhìn về phía cô gái trước mặt. Xin mời bạn trai của em tới đây một chút được không? Đường khả hình nắm microphone, nhìn về phía anh, dịu dàng gọi. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía đường khả hình, đột nhiên mỉm cười, đang do dự, tất cả mọi người cuồng nhiệt nhìn về phía mình, anh không cách nào, hơi lúng túng mỉm cười, cất bước đi về phía trước. À, chấm ngoặc kép mọi người lại rối rít vỗ tay đường khả hình đứng trước microphone nhìn tưởng thiên lỗi đi tới mình cô đột nhiên mỉm cười nước mắt lăn xuống tưởng thiên lỗi đi từng bước đi lên bong tàu hai mắt hiện lên dịu dàng thâm tình đi tới trước mặt cô nhìn cô chằm chằm tiếng vỗ tay lại cuồng nhiệt vang lên mọi người nói bạn trai tôi có đẹp trai hay không đường khả hình nắm chặt cánh tay của anh mặt nhìn mọi người cười hỏi đẹp trai chấm than ngoặc kép tân khách kêu to tưởng thiên lỗi ngượng ngùng cúi đầu cười có cao hay không đường khả hình lại nhìn về phía mọi người hỏi cao chấm than ngoặc kép tân khách lại hô lớn hơn mọi người hỏi anh ấy bạn gái có xinh đẹp không đường khả hình cười nói bạn gái xinh đẹp không tân khách cười kêu to tưởng thiên lỗi không nhịn được mỉm cười dịu dàng nhìn đường khả hình đang nở nụ cười ngọt ngào nói xinh đẹp rất xinh đẹp chấm ngoặc kép anh có yêu em hay không đường khả hình nhìn anh đột nhiên hỏi yêu tưởng thiên lỗi nhìn cô dịu dàng nói sau này chỉ muốn một mình em đúng không nước mắt đường khả hình lăn xuống hiện tại chỉ muốn một mình em chỉ muốn một mình em chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi lại khẳng định nhìn cô đau lòng nghẹn ngào nói đường khả hình mỉm cười nước mắt lại chảy xuống bạn gái rất xinh đẹp rất đáng yêu hát rất ngọt ngào ở trước mặt mọi người cô ấy đi chấm than ngoặc kép có người đứng dậy kêu lên đúng hôn 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 chấm than ngoặc kép tất cả mọi người cũng rối rít vỗ tay đường khả hình đột nhiên đỏ mặt tưởng thiên lỗi nghe mọi người vỗ tay cũng không còn cách nào nhìn đường khả hình cười nói xem đi em tạo ra hoàn cảnh ở dưới làm sao dọn dẹp làm sao dọn dẹp đường khả hình lặng lẽ suy nghĩ những lời này suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên nhìn anh nói không bằng chúng ta chạy đi hả tưởng thiên lỗi nhìn cô kêu nhỏ đi thôi chấm than ngoặc kép đường khả hình lập tức nắm tay tưởng thiên lỗi chạy như bay ra bên ngoài kêu to chúng ta vì tình yêu đi đến chân trời chấm ngoặc kép ôi đừng đi chấm than ngoặc kép tân khách cười kêu to tưởng thiên lỗi và đường khả hình một đường chạy như bay về phía trước vừa chạy vừa nghe tiếng kêu gọi ở sau lưng cũng không nhịn được bật cười nhưng vẫn chạy nhanh về phía đầu kia phố xá sầm uất. Cho đến khi chạy tới trước một quảng trường điêu khắc mới thở hổn hển, ngừng lại cười. Lúc này, bầu trời rơi xuống cơn mưa nhẹ nhàng. A, à, tại sao trời mưa rồi? Đường Khả Hinh có chút hối tiếc nói, em còn không có chính thức hẹn hò nha. Tưởng Thiên Lỗi kích động nhìn bộ dáng mất mát của Đường Khả Hinh đứng ở trong mưa, trong lòng kích động nói, mặc kệ hẹn hay không, không quan trọng, nhưng có một chuyện nhất định phải làm à Đường Khả Hinh nhìn anh, Tưởng Thiên Lỗi nói xong, đột nhiên nắm chặt tay Đường Khả Hinh, chạy như bay về phía xe của mình ở trước mặt. Này, anh muốn làm gì? Đường Khả Hinh nhìn anh hỏi. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì, chỉ chạy đến trước xe của mình, dùng hộp điều khiển từ xa nhấn mở cửa xe. Đột nhiên ném Đường Khả Hinh vào chỗ ngồi sau xe. Này, chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lập tức ngã vào chỗ ngồi sau xe, mới vừa muốn dễ dụa ngồi dậy tưởng thiên lỗi cũng đã đè người xuống, đôi tay ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, hôn trên môi của cô. Ư chấm ngoặc kép, đường khả Hinh mở mắt, nhìn anh. Tưởng thiên lỗi không lên tiếng, chỉ thở hồn hển mút môi của cô, ngậm môi của cô, tay nhẹ nhẹ quét sau lưng cô, đột nhiên vuốt nhẹ dây áo lót của cô. Đường khả Hinh thở nhẹ, mặt lập tức đỏ lên, lại khẽ mở môi đỏ mỏng, cũng mút môi mỏng hấp dẫn của anh, chủ động đưa đầu lưỡi ra, tưởng thiên lỗi lập tức cùng với cô cuồng nhiệt quấy lấy chung một chỗ, lại dùng sức đè cô vào chỗ ngồi sau xe, thâm tình nóng bỏng hôn cô, tay cũng đã cách áo len, xoa nhẹ bộ ngực sữa của cô, hôn, điểm một cái ở trên môi của cô, trên mặt, trên cổ, nhẹ nhàng hôn vành tay. Đại não đường khả hình chợt sốc sách, tay nắm chặt bên ghế, nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn của anh. Tưởng thiên lỗi càng hôn càng nóng, càng hôn càng muốn có, tay vuốt nhẹ đùi đẹp thon dài của cô, cách áo len, hôn mạnh bộ ngực đầy đặn của cô, hít mùi thơm cơ thể thiếu nữ, mặt anh đột nhiên dính vào trước ngực cô, thở hồn hển nói tối nay. Thật không thể thả em về nhà. Chấm ngoặc kép chấm, chương 394, đừng về được không? Biệt thự trên đỉnh núi, ở dưới cơn mưa phùn, ánh đèn chiếu sáng mở ảo. Cửa phòng tắm lầu hai nhẹ nhàng mở ra, tưởng thiên lỗi t-shirt màu trắng tay ngắn, quần tây màu đen, cầm khăn lông lau nhẹ tóc ướt đẫm đi ra. Dưới lầu truyền đến từng trận mùi thơm. Tưởng Thiên Lỗi khẽ mỉm cười, nắm khăn lông, ném sang trên ghế dựa một bên, ra khỏi phòng, dọc theo cầu thang xoắn ốc màu trắng, từng bước từng bước đi xuống, dần dần nhìn thấy Khả Hinh đã thay T-shirt màu trắng có mũ đội đầu, váy ngắn màu đen, mang theo khăn quàng cổ màu hồng, đưa lưng về phía mình, trong phòng bếp Lộ Thiên, cầm cái muỗng, đang nếm thử mùi vị gì. Anh lặng lẽ đứng bên cạnh cầu thang, nhìn thân thể nho nhỏ của Khả Hinh hoạt động mỗi một phút mỗi một giây cũng ngọt ngào như vậy. Không nhịn được cười, cất bước đi tới phòng bếp. Đường Khả Hinh nhìn canh thịt bò trong nồi đất nhỏ đang nóng sôi lên sùn sụp, đậu mầm cũng cuốn ở một bên, bay ra mùi thơm ngọt ngọt. Cô khẽ mỉm cười, dịu dàng nói, vẫn là nấu cơm ở nhà mình, thoải mái hơn. Thật sao? Sau lưng một giọng nói truyền đến, cô mới vừa muốn quay đầu, lại phát hiện sau lưng ấm áp đã bị người dịu dàng ôm vào trong lòng. Cô khẽ mỉm cười xoay đầu lại nhìn tưởng thiên lỗi đã tắm xong tóc hơi ướt át rũ nhẹ xuống hai mắt lạnh lùng thường ngày xẹt qua một chút dịu dàng sống mũi cao thẳng kiên nghị môi mỏng hấp dẫn khẽ nhếch cười thật nhẹ nhõm và vui vẻ trong lòng không khỏi ấm áp bởi vì anh rất vui sướng đường khả hinh bật cười nói tắm xong rồi sao không lau khô tóc đi tưởng thiên lỗi từ phía sau lưng ôm chặt cô cúi xuống ở cổ cô nhẹ nhàng hôn mút mùi thơm của cô sau khi tắm cảm tính nói, vội vã xuống gặp em, sợ em lại chơi trò duyên phận với anh, không thấy. Đường khả hình không lên tiếng, tiếp tục cầm muỗng, múc nhẹ một chút canh nóng, nếm thử một miếng, mới hài lòng nói, mùi vị vừa vặn. Cô tắt lửa trước, sau đó mới cầm muỗng lên, múc nhẹ một phần nhỏ thịt bò, thả vào bên môi nhẹ nhàng thổi thổi. Tưởng thiên lỗi dịu dàng nhìn động tác nho nhỏ của cô cũng mê người như vậy, nở nụ cười. Có thể, nếm thử một chút, Đường khả hình đột nhiên cầm muỗng, xoay người, đưa tới bên môi tưởng thiên lỗi, mỉm cười nói. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô một cái, mới cúi đầu ăn miếng thịt bò, nhất thời cảm giác chất thịt mềm, mùi thơm nồng tràn, mùi thơm mầm đậu hết sức ngon miệng, trên mặt anh lộ ra tán thưởng, nhìn cô cười nói, ăn ngon. Chấm ngoặc kép, thật, lúc này đến đây em linh cảm, học làm thử, bình thường tổng giám đốc luôn nói với em, thức ăn là một loại ngôn ngữ không tiếng động, truyền tải tốt đẹp hơn chấm ngoặc kép, cô sướng sờ ở tại chỗ, lập tức quay đầu, thật cẩn thận nhìn tưởng thiên lỗi. Quả nhiên tưởng thiên lỗi không vui nhìn đường khả hình. À, chấm ngoặc kép, đường khả hình nhìn anh, ngây ngốc nở nụ cười, lại vội vàng xoay người, rác vừng lên, bào ngư xào. Bên hông bị người mạnh mẽ nắm lấy, cô ngẩng mặt lên, thật khổ sở nói, em sai rồi. Tưởng thiên lỗi ôm chặt đường khả hình, cúi xuống, cường thế nói, từ nhỏ đến lớn, anh thích cái gì cũng có thể lấy được, mà anh thích, không ai dám giành, anh làm việc cũng rất ít đưa ra quyết sách sai lầm, nhưng năm nay anh làm một việc sai lầm lớn nhất. Đường Khả Hinh sững sờ, quay đầu, nhìn anh, ngây ngốc hỏi, "Cái gì?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, có chút cứng rắn và không vui, thậm chí cảm thấy không hả giận nói, "Chính là đưa em đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên." Anh vừa nghĩ tới, liền có chút tức giận. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, đứng tại chỗ tưởng thiên lỗi vẫn không lên tiếng, rất buồn bực ôm vai, tựa vào tủ bếp bên cạnh. Đường khả hình lập tức quay đầu, nhìn anh, nhịn cười nói, anh nói như vậy, bên cạnh của anh có vô số thư ký, có vô số mỹ nữ, còn có một. Người vợ chưa cưới chưa thu xếp, cùng một người yêu, không phải em muốn nhảy lầu sao. Tưởng thiên lỗi quay đầu, nhìn cô, đường khả hình cầm đũa lên, gắp một miếng bào ngư, trộn hạt mè, đưa đến bên miệng của anh, nói, ăn đi tại sao cuối cùng anh không có cách nào với em vậy? Tưởng thiên lỗi nhìn cô. Bởi vì em yêu anh, đường khả hình nhanh chóng trả lời. Tưởng thiên lỗi không nhịn được cười, cười có chút bất đắc dĩ, có chút vui vẻ. Này, đường khả hình đem bào ngư đưa tới bên miệng của anh. Tưởng thiên lỗi vừa nhìn cô, vừa cúi đầu ăn bào ngư, rất thơm, lại ngọt ngào mỉm cười. Đường khả hình thấy anh nở nụ cười, ngay lập tức thở vào một hơi, xoay người, đem các món ăn gồm cả thịt bò hương cay, cùng đưa lên bàn ăn. Nói, tới đây, nhất định đói bụng rồi, cũng 8 giờ, ăn xong, em phải về nhà rồi. Tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ nhìn cô, nói, đừng về, ở lại với anh, căn biệt thự này là biệt thự riêng của anh, cho dù là ai cũng sẽ không tới được. Đường khả hình bới một chén cơm trắng, đặt mặt tưởng thiên lỗi, mới cười nói, không trở về, ngủ ở chỗ này à. Tưởng thiên lỗi lập tức, từ phía sau ôm chặt cô, bá đạo nói, ừm. Ngủ ở chỗ này, em ngủ với anh, tối nay anh ôm em ngủ, hả? Anh nói xong, đôi tay khẽ buộc chặt, người mùi thơm thân thể cô, tối nay cho dù như thế nào cũng không cho phép cô về nhà. Đường khả hình lập tức quay đầu, nhìn trong tròng mắt tưởng thiên lỗi lộ ra mạnh mẽ và cố chấp, đột nhiên mỉm cười, nói, anh nhất định muốn ôm em ngủ chung sao? Tưởng thiên lỗi không hiểu nhìn cô. Anh xác định, con đường tình yêu của anh đã dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Đường Khả Hinh nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ nhìn cô. "Em." chấm ngoặc kép. Đường Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi thật lòng nói, "Em biết rõ, có một số việc anh còn chưa có làm xong, cho anh một chút thời gian, nếu như tối nay anh thật sự ngủ chung với em, anh cũng không có đường quay lại." "Anh không có ý định quay lại." Tưởng Thiên Lỗi nhìn cô, nói, "Tin em đi, một lần dọn dẹp sạch sẽ tình yêu của anh xong rồi, chúng ta lại tới nói chuyện này." chấm ngoặc kép. Đường khả hình cười xoay người. Tưởng thiên lỗi lại ôm chặt cô, hờn dỗi nói, rõ ràng em không muốn ngủ chung với anh. Chấm ngoặc kép. Phốc. Đường khả hình không nhịn được bật cười, lại ấn anh ngồi xuống, sau đó đưa chén cơm và đôi đũa cho anh, nói, nhanh ăn đi. Nếu như anh thích, sau này mỗi ngày em tới nấu cơm cho anh ăn. Chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi cầm chén cơm, không cam lòng, không tình nguyện. Đường khả hình nhìn anh, không lên tiếng, chỉ gắp một phần nhỏ thịt bò, đưa tới trên môi anh, nói ăn đi. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng không lên tiếng, không để ý tới cô, tự mình gắp thức ăn ăn. Đường khả hình nhịn cười nhìn anh, cũng khẽ mỉm cười, tiếp tục cầm đũa lên, mình cũng ăn cơm. Không khí có chút không tốt, nhưng hai người thật đói bụng, thật im lặng ăn cơm, gắp thức ăn, thỉnh thoảng khả hình gắp một miếng thịt bò đưa tới, tưởng thiên lỗi cứng rắn gắp đi, cô ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, liền khẽ mỉm cười, không có lên tiếng, gắp thêm một miếng đưa đến trong chén anh. Tưởng Thiên lỗi dừng lại, nhìn Đường Khả Hinh khéo léo động lòng người, lại hiền lành, thông minh, dáng vẻ mềm mại, anh đột nhiên thỏa hiệp nhìn cô nói, "Được rồi, anh chịu thua." Anh lùi bước. "Hả?" Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh, ngây ngốc hỏi, "Cái gì?" "Tối nay anh không động vào em, chúng ta ngủ cùng nhau." Anh ôm em ngủ, cũng chỉ là ôm em ngủ. "Em đừng trở về." chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi lại giữ lại cô. Không được, đường khả hình trực tiếp từ chối, cười nói, hôm nay em còn có bài tập, Vitus tiên sinh rất khó. Tưởng thiên lỗi dừng lại một chút, nhìn đường khả hình, nói, Vitus. Ừm, em muốn học tập thật tốt với ông ấy, ông ấy là một thầy giáo rất tốt, mặc dù có lúc ông ấy nói chuyện em nghe không hiểu, nhưng em tin, mỗi người đều có lĩnh ngộ của mình, cho nên em quyết định phải học hết sách của ông ấy đưa ra, còn có kinh nghiệm hầu rượu của ông ấy chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh ăn cơm no rất nhanh, cũng biết Tưởng Thiên Lỗi ăn no, liền nhanh chóng dọn dẹp chén đũa, mang đi rửa chén. Tưởng Thiên Lỗi bất đắc dĩ ngồi tại chỗ, nhìn về phía trước, nghĩ tới một chút nữa cô phải trở về, khó tránh khỏi chán nản. Đường Khả Hinh vừa mới vừa nhắc tới Vitus, vừa nhanh chóng dọn dẹp chén đũa, cắt trái cây cho Tưởng Thiên Lỗi, đặt ở phòng khách, mới cởi bỏ tạp dề, mặc xong áo khoác ngoài Tưởng Thiên Lỗi mới vừa mua cho cô, nói em không có thời gian đi về trước nha, anh ngoan ngoãn ở chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta liên lạc. Chấm ngoặc kép, cô nói xong, thật sự có chút gấp gáp nhắc túi sách, đi ra phòng khách, kéo tay cầm cửa, đột nhiên cửa kính bị khóa lại, chợt xoay người lại, tưởng thiên lỗi đã đứng ở trước mặt của mình, hai mắt nóng bỏng nhìn mình, cô sửng sốt. Đừng đi, bây giờ anh đã bắt đầu nhớ em, tối nay ở lại với anh, anh muốn em, anh rất muốn em, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói xong, đôi tay đã bưng mặt của cô, hôn mạnh trên môi của cô. hát, chấm ngoặc kép đường khả hình thở nhẹ một tiếng, túi sách trong tay nhẹ rất xuống, nhưng vẫn theo bản năng nắm cánh tay của anh, muốn anh buông tay ra, lại bị anh mạnh mẽ ôm chặt mình, đầu lưới bị anh mạnh mẽ quấn lấy. cô thở nhẹ một hơi, hơi thở phập phồng, đôi tay không tự chủ muốn đẩy anh ra. Tưởng Thiên lỗi lại ôm chặt thân thể đường khả hình, lập tức bế cô lên, vừa cuồng nhiệt hôn cô vừa đi thẳng tới ghế salon màu trắng, đè cô ở trên ghế salon, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài của cô xuống, ôm thân thể gầy nhỏ của cô, thật dịu dàng triền miên. Này, chấm ngoặc kép, đường khả hình ngồi dậy, gọi nhỏ anh. Tưởng thiên lỗi lại thở hổn hển hôn mặt của cô, khẽ cắn vành tai của cô, ngậm nhẹ cầm của cô, tay xoa nắm giữa hai chân của cô, liều mạng mút thân thể cô, rất khát vọng và muốn có. Khi anh vuốt ve, cuối cùng đường khả hình bất đắc dĩ nằm trên ghế salon, nhắm mắt lại. Tưởng thiên lỗi cảm thấy đường khả hình thỏa hiệp, trong bụng mừng như điên, lập tức ôm chặt thân thể của cô, hôn nhẹ cô bả vai thơm mát lộ ra ngoài, tay đã xông vào ở trong ti sất cô, xoa nắn bộ ngực sữa của cô, khi chạm tới nơi co giãn này, anh thâm trầm thở dài một hơi, còn muốn tiếp tục gạt áo lót nho nhỏ của cô. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên. Đường Khả Hinh hơi mất hồn nhìn về phía điện thoại di động màu đen trên bàn trà nhỏ, sáng lên ánh sáng màu xanh dương, đang muốn nhắc nhở anh. Tưởng Thiên Lỗi đang nóng bỏng hôn môi mềm của cô, nắm lên điện thoại di động, điên cuồng ném tới đầu kia phòng bếp, vang một tiếng bốp. "A", à, Đường Khả Hinh căng thẳng nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi không nhịn được nữa, kéo dây khóa áo t-shirt của cô xuống, lại cúi đầu hôn nhẹ bộ ngực sữa của cô. Một điện thoại khác trên bàn trà nhỏ vang lên. Đường Khả Hinh đang mềm nhún, vô thức đưa tay, lấy điện thoại di động, nhận máy, thở nhẹ một cái, đáp, alo. Chấm ngoặc kép. Xin chào, tôi là người giúp việc của thị trưởng phu nhân, không biết cô có đang ở chung một chỗ với tưởng tiên sinh hay không, mời tiên sinh nghe điện thoại, tôi có việc gấp cần nói. Cầu xin cô, phu nhân của chúng tôi đã không chịu nổi. Người giúp việc khóc. Đại não của đường khả hình ầm một tiếng, cầm điện thoại di động, không còn hơi sức nhìn tưởng thiên lỗi chương 395, không cần. Điện thoại, chấm ngoặc kép, đường khả hình cầm điện thoại di động, yên lặng nhìn tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi cao mày, xẹt qua một chút nghi ngờ nhìn đường khả hình, dừng lại một chút, mới cầm điện thoại di động lên, ngạc nhiên ngồi thẳng người, đáp, ai đấy. Đối phương truyền đến một âm thanh run rẩy mãnh liệt, tưởng thiên lỗi nghi ngờ cầm điện thoại di động, liếc mắt nhìn số gọi điện tới, là một số điện thoại lạ hoắc, anh lại trầm giọng hỏi, ai đấy. Một không gian khách sảnh nho nhỏ xa hoa, truyền đến một âm thanh run rẩy mãnh liệt, có một thân thể nho nhỏ núp ở dưới cái bàn tròn nhỏ bên cạnh bụi cây vạn vế, hai tay nắm điện thoại di động, liều mạng run rẩy, nhưng bởi vì nghe được bên trong phòng phía sau lưng, truyền đến một tiếng kêu kịch liệt thảm thiết, "Đừng, em cầu xin anh, Vĩ Nghiệp, em cầu xin anh, em hứa với anh, em không dám nữa, em thật sự phát sinh bất cứ quan hệ nào với anh ấy, Vĩ Nghiệp không nên như vậy." A à một tiếng thét chói tai đáng sợ truyền đến, kinh khủng truyền đến, cả người tiểu ninh mãnh liệt run lên một cái, lại dũng cảm chịu đựng, nước mắt và mồ hôi cùng nhau chảy, nắm điện thoại di động, nghe được tiếng của tưởng thiên lỗi, cô cảm thấy kinh khủng lại cầu cứu kêu khóc lên, tưởng tiên sinh. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lập tức ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại di động, hai mắt khẽ ngưng tụ, ngạc nhiên kêu nhỏ tiểu ninh. Xảy ra chuyện gì? Đường khả hình nhìn vẻ mặt nặng nề của tưởng thiên lỗi, mình cũng dần dần kéo quần áo, có chút quan tâm ngồi dậy, suy nghĩ xem xảy ra chuyện gì. Không muốn, không muốn, ai cứu tôi, đừng tới, đừng tới, chấm than ngoặc kép, tiếng của như mạt trong phòng truyền ra. Tiểu ninh hoảng sợ đến cảm thấy run rẩy bật khóc, gọi thật xin lỗi, tưởng tiên sinh, tôi biết rõ không nên quấy rầy ngài, tôi hỏi thư ký lưu, mới biết điện thoại của đường tiểu thư, nhưng chuyện quá gấp gáp. Nói điểm chính, tưởng thiên lỗi đè xuống cảm xúc lạnh lùng nói. Thân thể tiểu thư của tôi không xong, cảm xúc cũng rất không tốt, tôi cầu xin ngài nói chuyện với cô ấy, tôi cầu xin ngài. Chấm ngoặc kép, tiểu ninh mới vừa nhìn thấy tần vĩ nghiệp dẫn mấy đàn ông đi vào, sau đó khoa cửa lại, cô và như mà chị em tình thâm, giống như biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, thật sự bị dồn ép bất đắc dĩ, cả gan gọi điện thoại của tưởng thiên lỗi, bất đắc dĩ không người nào nghe. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi cầm điện thoại di động, không lên tiếng, nhìn Đường Khả Hinh. Vẻ mặt Đường Khả Hinh cũng căng thẳng nhìn anh, giống như ý thức được xảy ra chuyện gì, liền gật gật đầu nói, mặc kệ xảy ra chuyện gì, giải quyết trước. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn cô một cái, liền chậm rãi vươn tay, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của Khả Hinh, liền có chút căng thẳng đáp vậy để cho như mặt nghe điện thoại. Tiểu Ninh vừa nghe Tưởng Thiên Lỗi đồng ý, liền gạt lệ run rẩy nhào tới, cầm điện thoại di động, liều mạng vỗ vào cửa kêu to, phu nhân. Điện thoại của tưởng tiên sinh, cô mở cửa ra. Điện thoại của tưởng tiên sinh, nhanh lên một chút, chấm than ngoặc kép. Bên trong phòng tần vĩ nghiệp nhanh chóng quay mặt sang, tức giận nhìn cánh cửa đóng kín. Như mặt nằm ở trên giường, trên mặt hoảng sợ run rẩy nhấc chăn lên, che lại váy ngủ bị rách thân thể đã lộ ra hơn phân nửa. Nước mắt từng viên lăn xuống nhìn về phía ba người đàn ông trước mặt, bọn họ đang chảy nước miếng nhìn mình, tay xé rách một tấm vải con, nắm chặt ở trong tay, nghe được điện thoại của tưởng thiên lỗi, cô đột nhiên sụp đổ thất thanh khóc giống lên. Tần Vĩ Nghiệp cắn răng nghiến lợi gọi, không cần có ngừng. Tối hôm nay, tôi muốn đoạt đi đêm đầu tiên của cô, nhìn cô và tưởng thiên lỗi còn có thể đi tới cùng nhau hay không? Chấm than ngoặc kép, không muốn, chấm ngoặc kép, như mặt lại kéo chăn lên, sụp đổ kêu to, mẹ. Cứu con, chấm than ngoặc kép, ba người đàn ông vừa nhận được ra lệnh, lập tức đè người xuống, xé chăn đắp lên trên người như mạt lập tức gần như nhìn thấy thân thể cô băng thanh ngọc khiết cuốn tại trên giường một người đàn ông nhanh chóng nhào lên mãnh liệt hôn cổ của cô tay còn lại xé vải ra a à, như mạt khàn giọng kêu gào tay kéo chặt một góc gối lớn tiếng sụp đổ kêu gào bi thống tiểu ninh cứu tôi chấm than ngoặc kép phu nhân chấm than ngoặc kép tiểu ninh đột nhiên cầm điện thoại di động nhìn vào phía trong phòng gào to thị trường tưởng tiên sinh và trang tiên sinh có chuyện quan trọng nói với phu nhân. Mời mở cửa ra, chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nghe tiếng kêu không tầm thường, ngay sau đó đứng lên, cầm điện thoại di động, hai mắt ngưng tụ, đé nén cảm xúc kỳ quái, nín thở chờ đợi. Tần Vĩ Nghiệp vừa quay đầu lại, nghe tiểu ninh sắp vạch trần mình, anh liền giận giữ chừng mắt, gầm nhẹ, dừng lại. Ba người đàn ông đang muốn cởi quần áo, nghe được Tần Vĩ Nghiệp khẽ gọi một tiếng, liền lập tức ngẩng đầu lên, có chút mất mát nhìn về phía anh. Như mặt run rẩy nằm ở trên giường, nước mắt rơi xuống, hai mắt sợ sệt kịch liệt run rẩy phát ra ánh sáng khác thường, thân thể cuốn ở một bên, nhanh chóng đổ mồ hôi lạnh, đè chặt một góc tim, ngón tay nhọn bấm vào trong thịt. Tần Vĩ Nghiệp lạnh lùng từng bước từng bước đi về phía trước cửa phòng, lại đưa mắt nhìn một chút, mới chậm rãi vươn tay, nắm chặt ổ khóa, nhẹ nhàng vặn một cái, lạnh lùng mở cửa. Tiểu Ninh thấy ánh mắt âm hiểm của Tần Vĩ Nghiệp giống như khát máu, cả người cô đang cầm điện thoại, chấn động mạnh một cái, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn anh. Tần Vĩ Nghiệp nhìn về phía Tiểu Ninh, mặc dù vẻ mặt kinh khủng dữ tợn, hơi nhắc mí mắt, nhìn điện thoại điện thoại trong tay run rẩy của cô còn đang nói chuyện, đột nhiên mỉm cười, lộ ra âm thanh ôn hòa thường ngày, nói tưởng tiên sinh tìm như mặt có chuyện gì. Tưởng Thiên lỗi đứng ở nơi này, nghe giọng nói của Tần Vĩ Nghiệp vẫn trầm ổn, liền nghĩ có phải tiểu ninh chuyện nhỏ làm to hay không. Tiểu ninh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía tần vĩ nghiệp, cố gắng giữ chặt chức năng giọng nói, rơi lệ nói tôi. Tôi không rõ lắm, chỉ là giống như tiên sinh có việc quan trọng nói với tiểu thư, hơn nữa trang. Tổng giám đốc trang cũng ở bên cạnh, chấm ngoặc kép, tần vĩ nghiệp hơi nheo mắt lại, nhìn về phía cô. Nếu không, ngài và trang tổng tán gẫu hai câu, tiểu ninh đánh liều lần cuối cùng, buông ống nói ra, đưa về phía tần vĩ nghiệp. Sắc mặt của tần vĩ nghiệp khẽ biến, nhìn về phía cô, hai mắt chợt hiện ánh lửa, nhưng vẫn đè xuống cảm xúc, mỉm cười nói, không cần, mang vào đi. Tiểu ninh nghe xong lời này, chợt thở vào nhẹ nhõm, mới vừa muốn đi vào, lại nhìn thấy ba người đàn ông vừa mặc quần áo vừa đi ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, nước mắt của cô nhanh chóng rơi xuống, chợt vọt vào, liếc nhìn như mặt đã gần như cuốn tại trên giường, kéo lấy ga giường, vẻ mặt sụp đổ, rơi lệ thất thường, cô chợt che miệng, nước mắt nhanh chóng lan ra, chạy lên giường, nhào về phía phu nhân muốn khóc nhưng không dám khóc, chỉ run rẩy hoảng sợ, đồng tình nắm chăn đắp lên trên người cô. Đè nén đau lòng khổ hận nức nở, quỳ gối trước mặt cô, cố gắng thông thả âm thanh, đưa điện thoại tới, nói phu. Phu, phu nhân, điện thoại của tưởng tiên sinh và tổng giám đốc trang. Bọn họ đột nhiên vội vã muốn tìm cô. Chấm ngoặc kép, như mà chậm rãi chuyển động hai mắt, nhìn về phía tiểu ninh quỳ gối trước mặt mình, cắn răng cúi đầu run rẩy rơi lệ, đưa điện thoại về phía mình, cô cũng giống như trải qua sống chết, rơi lệ, không còn hơi sức hư mềm, khổ sở cầm điện thoại, kêu nhỏ, alo. Như mà, giọng nói của tưởng thiên lỗi nhẹ nhàng truyền đến. Chỉ có yếu ớt mới đáng sợ nhất. Một câu nói hiện lên, như mà đột nhiên khổ sở giống như vạn tên xuyên tim, cầm điện thoại di động, muốn thất thanh gào thét, lại thấy tần vĩ nghiệp chợt đưa tay ra, giữ chặt cổ họng tiểu ninh, cô khiếp sợ rơi lệ ngẩng đầu nhìn về phía anh, tần vĩ nghiệp cũng lạnh lùng nhìn cô chằm chằm, cô lại mất hồn nhìn về phía tiểu ninh bị xiết cổ họng, dáng vẻ sắp hít thở không thông, nước mắt tuyệt vọng lăn xuống, nhưng vẫn khẽ nức nở, cố nén âm thanh, bình thản đáp, alo. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lối cầm điện thoại di động, nghe ra cô đau thương, liền căng thẳng quan tâm hỏi, chuyện gì vậy? Như mà run rẩy cầm điện thoại di động, nhìn về phía tần vĩ nghiệp giữ chặt cổ họng tiểu ninh, giống như trong chớp mắt, sẽ phải cắt đứt tánh mạng của cô, liền đè nén khổ sở lớn nhất, nghẹn ngào rơi lệ nói, không có. Không có, không có việc gì, em chỉ về nhà, trong lúc bất chợt cảm thấy trái tim không tốt, vĩ nghiệp, còn nói em không nên trở về, chúng tôi cãi nhau hai câu. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi bất đắc dĩ cầm điện thoại di động, khẽ thở một hơi, liền dịu dàng mỉm cười nói, giữa vợ chồng khó tránh khỏi gây gỗ nếu như không có chuyện gì nghỉ sớm ngơi một chút hả như mạt cầm điện thoại di động đột nhiên nói một câu tốt vậy để cho hạo nhiên tới đón em đi chấm ngoặc kép đây là ăn ý giữa hai người bọn họ mặc dù tưởng thiên lỗi không biết chuyện của như mạt và tần vĩ nghiệp nhưng anh hiểu được cái nhà kia cô có quá nhiều thời gian không muốn ở lại thậm chí hy vọng trái tim thỉnh thoảng gặp chuyện không may có thể nằm ở bệnh viện nhiều ngày anh nghe xong liền khẽ mỉm cười nói, được, anh để cho cậu ấy tới đón em. Đã muộn như thế, vẫn phiền anh quan tâm. Em không sao, chấm ngoặc kép, như mà cầm điện thoại di động, nước mắt lại nhanh chóng rơi xuống. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nắm điện thoại, không lên tiếng. Đường khả hình ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt cũng nghiêm túc lo lắng nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Nếu, nếu, nếu như không có chuyện gì, em cúp máy đây. Chấm ngoặc kép, như Mạt không dám nói nhiều, mặc dù trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng vẫn nhanh chóng cúp điện thoại. Tưởng Thiên Lối cầm điện thoại di động, nghĩ tới Như Mạt mới vừa cúp điện thoại, trong giọng nói lộ ra bị thương và hoảng sợ, còn có giọng nói của Tiểu Ninh hôm nay không tầm thường, anh có chút nghi ngờ, liền đứng tại chỗ, hơi suy tư một chút. Xảy ra chuyện gì sao? Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đứng lên, nhìn về phía anh hỏi. Tưởng Thiên Lối cầm điện thoại di động, chậm rãi xin lỗi xoay người. Nhìn đường khả hinh, không biết làm sao giải thích. Đường khả hinh nhìn vẻ mặt anh, hiểu ý mỉm cười, nói, không cần gấp gáp. Chấm ngoặc kép. Hả, tưởng thiên lỗi nhìn cô. Trên thế giới này, mỗi một chuyện đều có nguyên do. Chấm ngoặc kép, đường khả hinh nhìn anh, mỉm cười nói. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, liền nhìn đường khả hinh, đau lòng đi lên trước, ôm nhẹ cô vào trong ngực, hôn tóc cô, nói nhỏ cảm ơn em. Chấm ngoặc kép. Đường khả hình đột nhiên mỉm cười, ôm hông của anh, cảm thụ thân thể của anh tản mát ra hơi nóng, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh nói, đúng rồi. Suốt cuộc xảy ra chuyện gì, em nhìn vẻ mặt anh, giống như có chút không đúng. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cũng nghi ngờ nói, anh cảm giác, tối hôm nay, có chút không tầm thường. Chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe lời này, ngay lập tức nhìn anh, nói, nếu là vậy, vậy anh. Đi gặp chị ấy thôi. Tưởng thiên lỗi quay đầu, có chút kinh ngạc, nhìn cô, đáp nhẹ, hả? Đường khả hình nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào, nói, em cũng không phải là không hiểu chuyện, so với người khác có được thân thể khỏe mạnh hơn, có lúc khổ sở tai nạn, giúp đỡ người ta một chút. Ôm tâm bình tĩnh để cho mình nhẹ nhõm một chút, giải quyết tốt tất cả. Trên mặt tưởng thiên lỗi lộ ra một chút ngọt ngào và nụ cười an ủi, cúi xuống nhìn cô, cảm tính, dịu dàng hỏi, hào phóng vậy. Đường khả hình ngẩng đầu lên, nhìn anh, khẽ mỉm cười, nói, đúng vậy, thật hào phóng. Sau này nếu như em xảy ra chuyện, anh cũng phải hào phóng như vậy. Không được, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi ôm nhẹ cô vào trong lòng, hưởng thụ thân thể mềm mại của cô, để cho mình một chút an ủi, thân thể vừa nóng lên, cúi xuống, ở bên tai của cô nói, dù sao. Còn thời gian, chúng ta trước, chấm ngoặc kép, ai, đường khả hình lập tức đẩy anh ra, Chính đáng hợp tình cười nói, mặc kệ cuộc điện thoại kia có gọi tới hay không, em cũng sẽ không đồng ý với anh. Tưởng Thiên lỗi lại không vui nhìn cô. Cha của em đã nói, thân thể của con gái người ta rất quý giá, cần phải dè dặt, vẫn phải có. Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh mỉm cười một tiếng, cúi đầu cầm áo khoác ngoài mặc vào. Thật sao? Tưởng Thiên lỗi lại muốn đè xuống, hung hăng nói, anh xem rốt cuộc em có khả năng từ chối anh hay không? A, à, chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh lập tức nhắc túi sách, trốn tránh anh, cười kêu to, không nên tới, em kêu đấy. Kêu cái gì, tưởng thiên lỗi lập tức từ ghế salon đầu này, điên cuồng ôm đường Khả Hinh, nói kêu anh vô lễ với em. Đây là mưu đồ em thích nhất. Đừng, chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh cười lớn, nói buông em xuống, anh còn có việc phải làm, đưa em đi về trước đi. Anh sẽ nhốt em ở chỗ này, tưởng thiên lỗi lại ôm cô đè trên ghế salon cúi xuống hôn trên môi ngọt ngào của cô. Ưm um, chấm ngoặc kép, đường khả hình tay nắm một góc áo sơ mi của anh, mặt ửng đỏ đón nhận nụ hôn của anh. Sau một trận triền miên, đường khả hình vẫn nhẹ nhàng đẩy anh ra, cười nói, được rồi, thật phải đi rồi. Tưởng thiên lỗi không có cách nào, chỉ đành phải nhìn cô một cái, mới hơi thở dốc một hơi, ngồi dậy, cầm điện thoại của đường khả hình gọi. Đường khả hình nhắc túi sách, cười khẽ đi vào phòng bếp, đem trái cây cắt xong thả vào một bên, hỏi, gọi điện thoại cho ai. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, hai mắt đột nhiên ngưng tụ, không lên tiếng. Đường khả hình cũng tò mò nhìn anh. Tiếng chuông điện thoại của phòng tổng thống vang lên. Thời gian đã hơn 10 giờ, có một người nghỉ ngơi như thường ngày đã ngủ thiếp đi rất nhanh, đúng lúc này, nghe được điện thoại di động reo, anh cũng không muốn để ý. Nhưng điện thoại di động tiếp tục reo. Trên thế giới này, chỉ có hai người không thức thời tìm mình như vậy, một là Tưởng Thiên Lỗi, một là Đường Khả Hinh. Anh nhăn nhẹ lông mày, trên giường nệm trắng tinh vươn tay lục lọi bàn nhỏ gần mép giường, mò đến điện thoại di động của mình, mở đèn bàn, híp mắt, nhìn số gọi tới là Đường Khả Hinh, anh gào khóc một tiếng, tiếp điện thoại, liền bất đắc dĩ nói: "Bà cô ơi, cô không cần vào lúc này mới tới giúp tôi dọn dẹp quần áo chứ." Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi nhíu lại, nghe lời này, đầu tiên dừng lại một lát, nhìn Đường Khả Hinh trước mặt, đang cầm táo ăn, liền có chút hả hê nắm điện thoại, nói cô ấy không có thời gian tới dọn dẹp quần áo cho cậu, hiện tại cô ấy ở chỗ của tôi. Chấm ngoặc kép. Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên dán gối đầu, khẽ mở mắt. Đường Khả Hinh nghe lời này, liền ngạc nhiên hỏi, ai vậy? Giọng nói ngọt ngào ở đầu điện thoại bên kia truyền đến. Trang Hạo Nhiên nghe âm thanh này, hai mắt chợt lóe, không lên tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền Chương 396, số điện thoại của quý khách không liên lạc được. Tưởng Thiên Lối cầm điện thoại di động, khẽ mỉm cười, nói: "Thế nào?" Nói không ra lời. "Cậu lại thua rồi, đây giống như là lời của anh." Trang Hạo Nhiên đã hiểu, liền đột nhiên mỉm cười, hơi xoay người, nắm điện thoại, vẫn có chút buồn ngủ lim dim, nhưng vẫn rất khách khí, rất cung kính nói: "Tổng giám đốc Tưởng thân ái, ngài tìm tôi có chuyện gì?" Đêm hôm khuya khắc, anh tìm tôi sẽ khiến cho người khác hiểu lầm ở trong mắt rất nhiều người hai chúng ta là một đôi, anh biết không? Tưởng Thiên Lỗi tức giận trợn mắt một cái, hết cách với anh nói, mặc kệ bây giờ cậu có ngủ hay không, có một chuyện vẫn phải làm phiền cậu. "Ơ, anh có hơn 100.000 nhân viên, muốn phiền tôi, đây chính là một chuyện rất vinh hạnh." Trang Hạo Nhiên hơi tỉnh ngủ, liền muốn nói đùa. "Đến tần phủ đi đón như mạt." Chấm ngoặc kép, Tưởng Thiên Lỗi nói nhanh. Trang Hạo Nhiên chớp chớp mắt, rốt cuộc có chút nghiêm túc và lo lắng hỏi, như mặt xảy ra chuyện gì. Dường như tâm trạng có chút không tốt, giống như có chút ồn ào. Với vĩ nghiệp, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói. Trang hạo nhiên suy nghĩ trong chốc lát, nói, được rồi. Cực khổ, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi muốn cúp điện thoại, lại nhìn về phía đường khả hình ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt vẫn nghi ngờ, anh mỉm cười, nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên môi mình hôn, mới nói cậu có lời gì muốn với Khả Hinh không? Rốt cuộc ai vậy? Đường Khả Hinh vẫn mơ hồ. Trang Hạo Nhiên lại bật cười nói, không cần, Tổng Giám Đốc tưởng, các người. Đêm đẹp ở bên nhau đi, một mình tôi đi phục vụ cho ngài. Mấy phòng mấy thiếp, chịu khó để ý một chút. Cậu, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cảm thấy tức giận gọi anh. Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng cúp điện thoại, cầm điện thoại di động, nhìn cuộc trò chuyện kết thúc, ngón cái nhẹ nhàng lướt một cái, hơi suy nghĩ, mới khẽ cười, nhưng bây giờ phải rời giường, anh liền gào khóc một tiếng, nói tưởng thiên lỗi, kiếp trước anh có phải vợ tôi hay không? Kiếp này tôi lấy thân đền đáp có được không? Tôi buồn ngủ quá, chấm ngoặc kép. Anh vừa gào khóc không ngừng, vừa bò dậy rời giường, ngáp, đi vào phòng thay đồ, đổi một bộ tây trang màu đen, áo len trắng cổ chữ V, rồi đến phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, mới hơi tỉnh lại, cầm lên chìa khóa xe, đi xuống lầu. Đại sảnh khách sạn Á Châu Lúc này mới 10 giờ, một số khách mới bắt đầu sống về đêm, cho nên đại sảnh đang náo nhiệt. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành, hai tên đề tiện này ôm lấy mỹ nữ hấp dẫn của mình, từ trên xe thể thao đi xuống, cùng nhau cười xấu xa đi về phía trước. Đừng bóp eo của em, cô gái mặc váy da beo, đột nhiên nhìn Tô Lạc Hoành làm nũng nói. Vậy thì chờ lát nữa hôn ở trên giường, chấm ngoặc kép, Tô Lạc Hoành cúi xuống, ở bên tai của cô, mập mờ trêu đùa cười nói đã mấy ngày không có tìm em rồi. Chấm ngoặc kép, một cô gái khác mặc váy ngắn màu đỏ bó sát, khoác lồng thú áo khoác màu đen, tựa vào trong ngực lâm sở nhai, tay vịn ở trên lồng ngực của anh, làm nũng nói. Một ngày không thấy, như cách ba thu rồi, lâm sở nhai ôm lấy eo nhỏ của cô, véo cằm của cô, trêu chọc cô cười nói. Sao lại không thấy tào phó tổng, cô gái lại nhìn anh, cười hỏi. Đừng nhắc tới đồ vô dụng đó, sớm tiến vào phần mộ hôn nhân rồi, ngu xuẩn lâm sở nhai lại ôm lấy cô tiếp tục cười đi tới thang máy lúc này nhã tuệ mới tan việc mới vừa rồi cùng nhân viên mua sắm và quản lý đi kiểm kê đang lúc cô gấp gáp mặc áo sơ mi trắng váy ngắn màu đen khoác áo khoác ngoài thật dày màu xanh đen kéo túi sách đi về phía trước thì lại thấy lâm sở nhai ôm một cô gái hấp dẫn sang bên này cô đột nhiên sững sờ dừng bước lại hai mắt xoay tròn lập tức xoay người làm như không nhìn thấy ơ ờ, phó quản lý lưu Tô Lạc Hoành ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, cười nói: "Mới tan việc à?" "Vâng, Nhã Tuệ nghe Tô Lạc Hoành gọi cô, chỉ đành phải ngẩng đầu lên, cười có chút xấu hổ nhìn anh." Lâm Sở Nhai cũng nhìn về phía cô, thu hồi vẻ không đứng đắn cười nói, "Lúc này tan việc, còn có xe buýt sao?" "À." chấm ngoặc kép, Nhã Tuệ suy nghĩ một chút, liền có chút bình tĩnh cười nói, "Dường như còn." chấm ngoặc kép. "Vậy đợi cũng vất vả, phả. tôi phái người lái xe đưa cô về." lâm sở nhai trực tiếp lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại không cần không cần thật không cần nhã tuệ lập tức nhìn về phía anh cười nói tôi nếu như đợi không được xe buýt tôi sẽ đón taxi về mọi người yên tâm đi a à, tôi không quấy dày mọi người tôi đi trước chấm ngoặc kép cô nói xong lập tức xách túi sách bước nhanh đi ra ngoài ai lâm sở nhai muốn gọi cô nhưng người cô đã đi xa liền ngạc nhiên cười cười nói người này gặp tôi giống như gặp quỷ cái gì gặp quỷ ánh mắt trang hạo nhiên vẫn có chút mông lung đi tới tinh thần không phấn chấn hỏi ơ ờ, lâm sở nhai và tô lạc hoành nhìn về phía anh đột nhiên cười cười nói lão đại lúc này ra khỏi tổ thật thần kỳ không phải là chấm ngoặc kép cút vẻ mặt trang hạo nhiên lộ ra không nhịn được mắt cũng không ngắm hai cô gái bên cạnh bọn họ hỏi mới vừa rồi tán gẫu với ai Phó quản lý Lưu, tôi nói phái xe đưa cô ấy về, cô ấy không cần, vội vã đi khỏi. Lâm Sở Nhai cười nói. Trang Hạo Nhiên gật gật đầu nói, đúng vậy, cách các người xa xa. Có ý gì? Lâm Sở Nhai lập tức bất mãn nhìn về phía anh. Có ý gì? Cậu tin tưởng bản thân mình không? Trang Hạo Nhiên nhìn anh một cái, lại ngáp một cái, không có tinh thần đi ra ngoài. Đi đâu vậy? Tô Lạc Hoành nhìn về phía anh, gọi. Hóng gió chấm ngoặc kép tiếng của trang hạo nhiên từ đầu kia chuyển đến anh thuận tiện đưa chìa khóa cho nhân viên tiếp tân bên cạnh nhân viên tiếp tân lập tức đi lái xe của anh thời tiết lạnh như vậy đi hóng gió tô lạc hoành nhìn về phía anh cười gọi không cho à trang hạo nhiên nhìn thấy chiếc audi pipec của mình lái tới liền trực tiếp ngồi vào cầm tay lái mở mùi bồng đạp mạnh chân ga cho xe chạy thẳng đêm tối gió lạnh lẫm liệt sóng biển tuôn trào tối nay vẫn không yên tĩnh. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh cầm tay lái, đạp nhẹ chân ga, chạy với tốc độ 100 km h cho xe vững vừng chạy nhanh ra phía trước, gió lạnh xẹt qua mặt, quét qua hai mắt anh lóe sáng. Lúc này điện thoại di động vang lên. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên hơi xoay tròn, nhìn màn hình điện thoại di động gọi tới là đường Khả Hinh, anh cầm tay lái, tiếp tục lái xe chạy tới phía trước, chạy qua từng đường phố thẳng tắp hoặc uốn lượn. Tiếng chuông điện thoại du dương tiếp tục vang lên. Trang Hạo Nhiên vẫn cầm tay lái, rất chăm chú lái xe. Đường Khả Hinh đứng ở trước cửa biệt thự, cầm điện thoại di động, tiếp tục nghe tiếng chuông Du Dương vang lên, suy nghĩ tại sao Trang Hạo Nhiên không nghe điện thoại, cô thở nhẹ, lắng nghe tiếng chuông điện thoại reo, không bắt máy, cô vẫn nhẫn nại cúi thấp đầu, nhấn mã số một lần nữa, đón gió lạnh lắng nghe tiếng chuông dễ nghe truyền đến, chờ đợi. Tiếng điện thoại dừng lại, lại vang lên, dừng lại, lại vang lên. chấm Trang Hạo Nhiên vẫn lái xe, chạy nhanh qua xa lộ, dọc theo phía sau tòa thị chính chạy tới. Thật xin lỗi, số điện thoại quý khác đang gọi tạm thời không liên lạc được. Sau khi tiếng chuông dừng lại, truyền tới giọng nữ chuyên nghiệp. Đường Khả Hinh cầm điện thoại di động, khẽ cắn môi dưới, suy nghĩ tại sao anh không nghe điện thoại. Thế nào, tưởng thiên lỗi thay tây trang màu xám cho, áo sơ mi màu đen, đi ra, kéo nhẹ hông của cô, dịu dàng hỏi, gọi cho người nào. Gọi cho tổng giám đốc, anh ấy luôn ngủ đúng 10 giờ, nếu như ngủ muộn, ngày thứ hai sẽ không có tinh thần, ngày mai anh ấy còn phải đến Anh Quốc, hôm nay nếu ngủ quá muộn. Thì làm thế nào? Khả Hinh nhẹ nhàng nói xong, đột nhiên sững sờ, lại cảm thấy mình là đứa bé làm sai chuyện, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng im lặng nhìn cô. "Thật, thật xin lỗi." Chấm ngoặc kép, Đường Khả Hinh lập tức xin lỗi nhìn anh, giải thích nói, "Tổng giám đốc đối với em rất tốt." em luôn biết ơn anh ấy. Anh không cần nghĩ quá nhiều. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhàn nhạt suy nghĩ một chút, liền ôm lấy cô đi về phía trước. Đường khả hình lập tức nắm cánh tay của anh, nhẹ nhàng bóp anh, cười nói, ôi chao. Không nên như vậy, chấm than ngoặc kép. Anh không có hào phóng giống như em, tưởng thiên lỗi ôm cô đi ra biệt thự, đi về phía con đường nhỏ trong vườn hoa. Đó là đương nhiên, Mua bánh bao hai đồng cũng muốn người ta thối 98 đồng." Đường Khả Hinh nhịn cười nói. Tưởng Thiên Lỗi lập tức nở nụ cười, nhìn cô, véo nhẹ cằm của cô nói, "Em còn nợ anh 200 đồng, không trả." "Em bỏ ra cả đời để trả." Đường Khả Hinh lập tức ngọt ngào níu chặt cánh tay của anh, cười nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, không nhịn được mỉm cười, tự mình mở cửa xe cho cô, mới nhìn cô, cười nói, "Trả cả đời còn chưa đủ." Chấm ngoặc kép Đường Khả Hinh cố ý liếc anh, nở nụ cười, mới ngồi vào xe. Tưởng Thiên Lỗi đóng cửa xe, sau đó mình cũng ngồi lên xe hơi, nổ máy xe, từ từ xoay tay lái, cho xe lui về phía sau. Lúc này Đường Khả Hinh mới nhớ tới, khẽ kêu một tiếng, "Ôi chao." Tưởng Thiên Lỗi vừa re xe, vừa tò mò quay đầu, nhìn cô hỏi, "Chuyện gì?" "Em đã quên, hôm nay phải đi đến trường dạy lái xe học lái xe." Đường Khả Hinh có chút buồn rầu nói. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, liền khẽ mỉm cười, nói có thời gian anh dạy cho em lái, khẳng định học tốt hơn so với học ở trường. Chấm ngoặc kép. Anh, anh có thời gian rãnh không? Chúng tôi dám làm phiền tổng giám đốc tưởng sao? Đường khả Hinh nhìn anh, mỉm cười hỏi. Không có thời gian, cũng không dám lạnh nhạt với em, nếu không, đến lúc đó mất hứng một chút, lại chơi trò duyên phận với anh. Tưởng thiên lỗi cười xoay tay lái, cho xe chạy thẳng ra ngoài. Đường khả hình cũng không nhịn được nở nụ cười. Đêm, gió lạnh quét tới, ánh trăng đang sáng, vào lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đường sáng rất quỷ dị. Âm, um, phòng ngủ truyền đến tiếng vang to lớn, tiếng thủy tinh vỡ vụn, quá chói tai. Cả người tiểu ninh ngã về phía trước bàn trang điểm, khóe miệng phun ra một búng máu. Tiểu ninh, chấm than ngoặc kép, như mà thay váy dài màu da, nhào đến trước mặt người giúp việc, đỡ thân thể của cô, tay nâng khóe môi cô đầy máu tươi nhất thời cảm thấy tức giận, lập tức đau lòng run rẩy rơi lệ quay đầu, nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, không thể nhịn được nữa khóc nói: "Anh có chuyện gì nhắm vào em, tại sao phải tổn thương cô ấy?" Tần Vĩ Nghiệp tay cầm cây gậy gôn, ngửa mặt nhìn về phía Tiểu Ninh bị thương hộc máu, lạnh lùng vô tình tức giận nói: "Hôm nay cô ta dám phá hư chuyện tốt của tôi, chính là không muốn sống." Anh nói xong liền vung gậy gôn, nhanh chóng đi tới Tiểu Ninh. "Đừng, chấm than ngoặc kép như mặt lập tức nhào vào trên người của Tiểu Ninh, muốn thay cô nhận một gậy này. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Tần Vĩ Nghiệp dừng gậy gôn trong tay, lạnh lùng quay đầu, nhìn về phía cánh cửa, trầm giọng hỏi chuyện gì. Tổng Giám Đốc Trang tới, ở dưới lầu, đang muốn đón phu nhân trở về bệnh viện. Chấm ngoặc kép, quản gia đứng ở ngoài cửa, nói khẽ, chương 397, thắng gấp. Tần Vĩ Nghiệp nghe quản gia nói, liếc mắt nhìn về phía như mặt và Tiểu Ninh ôm nhau đi, trên mặt u ám, lộ ra sát khí, tay cầm gậy gôn, gân xanh nổi lên, mấy lần giận dữ khó dằn nghĩ muốn vung gậy đánh xuống, nhưng vẫn cố kỵ mấy phần, để gậy gôn xuống, ném sang một bên. Lúc này như mặt mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, ôm tiểu ninh vào trong ngực, đáng thương rơi lệ. Cô luôn rất may mắn, chỉ là chuyện ngày hôm nay, nếu cô dám nói ra ngoài một chút, tôi bảo đảm hai người các người, tương lai cùng nhau bị người xé quần áo. Tần Vĩ Nghiệp nói xong, mới hử lạnh một tiếng xoay người vô tình ra khỏi phòng tại khách sảnh có một bóng dáng dịu dàng chờ tại nơi đó yên lặng chờ đợi tần vĩ nghiệp tần vĩ nghiệp dừng ở bên cạnh cô mắt nhìn phía trước sửa sang lại tây trang dường như muốn phủi xuống mùi máu tươi dính trên người và âm hồn trong bóng tối không lâu sani ngẩng đầu lên nhìn về phía tần vĩ nghiệp có chút quá độ băn khoăn liền không hiểu nói thị trường tại sao sợ anh ta tần vĩ nghiệp kéo cà vạt xong Mới lạnh lùng nói, cô biết cái gì? Móng vuốt của anh ta bén nhọn lắm, chỉ là cô không nhìn thấy. Sani liền không lên tiếng. Tần Vĩ Nghiệp không lên tiếng nữa, mà mạnh mẽ thu hồi thái độ lạnh lùng của mình, khơi khôi phục vẻ mặt nho nhã như bình thường, từng bước từng bước dọc theo hành lang thật dài đi về phía trước, đi qua cầu thang xoắn ốc, đi xuống qua lầu 2, đi tới lầu 1 thì cũng đã nghe tiếng cười của Trang Hạo Nhiên đang nói chuyện với mẹ. Hai mắt anh chợt lóe, trên mặt lại hiện lên vẻ đáng sợ mới chậm rãi thu lại, lộ ra nụ cười, bước ra phòng khách, nói, Hạo Nhiên luôn là người chưa tới, tiếng tới trước. Trang Hạo Nhiên đang nói cười với bà Tần, nghe tiếng của Tần Vĩ Nghiệp, lập tức quay mặt sang, rốt cuộc nhìn thấy quan chức thị trưởng lịch sự nho nhã đi ra ngoài, anh lập tức đứng lên, cười nói, quan thị trưởng, người không tới, khi thế tới trước. Nào dám bị kịp được anh và thiên lỗi hôm nay oai phong một cõi. Tần Vĩ Nghiệp mỉm cười giơ tay, để cho anh ngồi, mình cũng ngồi ở ghế salon, xin lỗi nói, người chồng tôi đây thật không có trách nhiệm, bình thường quá bận bịu công sự, luôn lơ là chăm sóc tốt cho vợ, luôn làm phiền những người bạn thân thanh mai trúc mã quan tâm cô ấy một chút, cũng không biết có phải hôm nay cô ấy giận tôi hay không, hơn nửa đêm, muốn giày vò anh tới đây đưa cô ấy trở về bệnh viện. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên nghe vậy, lập tức ôm lấy bà Tần, bật cười, nói, nói ít lời này. Tôi không chỉ là thanh mai trúc mã với cô ấy, tôi và anh cũng là thanh mai trúc mã. Tần Vĩ Nghiệp không nhịn được bật cười. Cậu đấy, chấm ngoặc kép, bà Tần cố ý nhìn Trang Hạo Nhiên, đánh mạnh bờ vai của anh một cái, cười nói, luôn nói chuyện không đứng đắn, cậu nhìn thiên lỗi người ta một chút đi. Cử chỉ nói năng, đều là nam tử hán đại trượng phu. Ôi chao, Trang Hạo Nhiên lập tức ôm chặt bà Tần, mềm mỏng cười nói, nghe nói khi còn bé, mẹ cháu và bác tán gẫu qua vấn đề này, nếu như cháu là một cô gái, nhất định làm cô dâu nhỏ của nhà các người." Phi, bà Tần làm bộ đẩy anh ra nói, "Bây giờ cậu là quý nhân bận chuyện, cái gì cũng quên hết, khi còn bé, cậu luôn muốn làm cô dâu nhỏ của Thiên Lỗi." "Không phải vĩ nghiệp." "Ha ha ha, có thật không?" Trang Hạo Nhiên không nhịn được kinh ngạc cười to nói, "Không trách được, cháu chỉ vừa nhìn thấy anh ấy, trong lòng liền ngứa ngáy, có một loại kích động muốn nhào qua." Chính là muốn hôn anh ấy, nhưng anh ấy thật rất ghét cháu cho nên chúng cháu không phải oan ra không gặp mặt ôi chao ôi chao nói tới chỗ này cháu lại nhớ anh ấy cả phòng khách vừa nghe anh nói lời này tất cả đều nở nụ cười một tiếng bước chân dịu dàng chuyển đến giống như áng mây ai trang hạo nhiên lập tức ngồi thẳng người quay đầu cười nói nữ thần của tôi đến rồi tần vĩ nghiệp nghe vậy cũng mỉm cười quay đầu nhìn về phía hành lang hai mắt dưới kính xẹt qua một chút thâm trầm quả nhiên như mặt mặc váy dài màu da, bên ngoài khoác lông thú trắng như tuyết, tay cầm túi sa nen nhỏ, hơi thoa son tô phấn, giống như áng mây, nhẹ cất bước đi ra, tiểu ninh cũng thay quần áo xong, đỡ chặt phu nhân đi ra. Tối nay, hay là không cần trở về, cậu chủ tô đã đồng ý sẽ không nói gì đâu, tần vĩ nghiệp có chút không nở nhìn về phía như Mạt, cười nói. Như Mạt khẽ mỉm cười, không lên tiếng. Tiểu ninh nghe xong lời này, mặt tức thì trắng bệch. Trang Hạo Nhiên lập tức nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, cười nói: "Anh Khoan hãy nói, lúc tôi mới quen biết cậu chủ Tô, tôi cảm thấy anh ấy rất nho nhã, là một người tính tình khá tốt, nhưng quen biết lâu mới phát hiện, thì ra anh ấy cũng là người không dễ nói chuyện, hơn nữa cứng rắn, cũng không phải cứng rắn bình thường, cá tính thật rất giống thủ tướng." "Đúng không, Vĩ Nghiệp?" Tần Vĩ Nghiệp nghe vậy, liền gật đầu một cái, nắm lấy bàn tay nhỏ bé như mạt dịu dàng đưa tới, giữ tại trong lòng bàn tay kéo vợ đến ngồi xuống bên cạnh, mới nói, nghĩ thủ tướng là nhân vật nào? Bình thường ở nhà, mặc kệ là Tô Đồng vẫn Tô phu nhân, Tô tiểu thư, cũng không dám nói quá lời đối với người chủ cao nhất của gia đình, nhưng từ nhỏ cậu chủ Tô đã có khí chất cao ngạo, lúc nói chuyện có đạo lý và cái nhìn của mình, thỉnh thoảng ngay cả mặt mũi cũng không cho ông nội. Người cả nhà không có biện pháp với anh ấy. Loại người như thế, mới là người làm đại sự." Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười nói, Tần Vĩ Nghiệp bất đắc dĩ cười nói, nhưng trong mắt của tôi, anh ấy vẫn là đứa con quá được nuông chiều và coi trời bằng vung, hơn nữa anh ấy không quá thích tham chính, thủ tướng. Cũng không chấp nhận cháu trai tham chính, hai năm này, giống như thủ tướng có chút mệt mỏi. Mặc kệ như thế nào, có thể được anh ấy giúp đỡ chăm sóc cho như mặt, tôi cũng yên tâm. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên cười nói. Đúng vậy, Tần Vĩ Nghiệp cười nói. Như mặt nhìn lê ướp lạnh trong đĩa thủy tinh, gọt tách ra thành từng miếng, trắng tinh gần như trong suốt, cô liền quay đầu căn dặn người giúp việc, chị Lý, đổi cho hạo nhiên trái cây khác, anh ấy thích ăn táo. Chấm ngoặc kép. Vâng, chị Lý vội vàng muốn đi vào phòng bếp chuẩn bị. Không cần, Trang hạo nhiên bật cười nói, thời gian cũng không còn sớm, để cho cô trở về bệnh viện nghỉ ngơi sớm một chút, tránh để cho cậu chủ tô mất hứng. Được rồi, vậy làm phiền anh, hôm nay tôi còn có chuyện, phải đi bến đỏ một chuyến chấm ngoặc kép tần vĩ nghiệp đỡ vợ đứng lên lại thấy sắc mặt của tiểu ninh tái nhợt hai mắt run rẩy rời rạc liền ngạc nhiên nói tiểu ninh thân thể không thoải mái sao vậy cũng không cần đi bệnh viện nữa để cho tiểu linh cùng đi với em nhé tránh cho có chuyện gì không chăm sóc tốt cho em tiểu ninh lập tức ngẩng đầu lên khẩn cấp nhìn về phía như mạt như mạt mới vừa muốn nói chuyện thân thể không tốt thì thuận tiện đi bệnh viện xem một chút đi con bé này Giống như thời gian hầu hạ như mạt không ngắn chứ? Lập tức tách ra, có thể còn không nở." Trang Hạo Nhiên cười nói. "Vâng." chấm ngoặc kép, Tiểu Ninh vội vàng trả lời. Tần Vĩ Nghiệp suy nghĩ một chút, ngay lập tức có chút lo lắng nhìn về phía cô nói, "Chăm sóc tốt cho phu nhân, nếu như thân thể không thoải mái, phải đi bệnh viện xem một chút, nếu có chuyện gì, cũng không cần cô để cho tôi lại phái người đi qua một chuyến." "Vâng," Tiểu Ninh lập tức nói bà tần lại đau lòng đi tới trước mặt của như mạt nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé của cô nói như mạt con trở về bệnh viện trước ngày mai mẹ đi qua thăm con phải chăm sóc mình thật tốt hả không cần vĩ nghiệp người chồng này có lúc lơ là với con mẹ không đồng tình với nó như mạt mỉm cười nói mẹ đừng trách vĩ nghiệp bình thường anh ấy bận rộn công vụ đã rất cố gắng theo con rồi mẹ yên tâm có hạo nhiên đưa con trở về con sẽ không sợ buồn bực nói như anh rất không thú vị tần vĩ nghiệp cười nói trang hạo nhiên cười lớn đỡ như mạt nói cũng bởi vì một người thú vị như tôi đây cho đến bây giờ không tìm được vợ mọi người cùng nhau nở nụ cười lúc này trang hạo nhiên đỡ như mạt đi về phía trước đi qua bức thi họa thấm viên xuân của nhà họ tần lại phát hiện đổi thành bức họa lưu vân mây bay điêu khắc bằng đá cẩm thạch đãi đáo thu lai cửu nguyệt bát ngã hoa khai hậu bách hoa sát sung thiên hương trận thấu trường an mãn thành tận đới hoàng kim giáp tạm dịch đợi thu đến sát ngày trùng cửu hoa ta nở trăm hoa chết thay trường an trời thấu hương bay cả thành như thể vừa thay giáp vàng hai mắt anh khẽ xoay tròn chấm tần vĩ nghiệp đứng ở phía sau nhìn thái độ của anh lộ ra hơi thở âm trầm trang hạo nhiên lập tức quay đầu nhìn về phía tần vĩ nghiệp cười nói bức họa điêu khắc này quả nhiên khí thế hào hùng chỉ tiếc tôi trông coi công việc ở châu Âu, phong cách trang trí không thể quá Trung Quốc, tôi hết sức yêu thích phong cách trang trí cổ điển truyền đạt ý nghĩa của đất nước chúng ta. Chấm ngoặc kép, Tần Vĩ Nghiệp bật cười nói, đây chỉ là bức họa lúc chuyên gia điêu khắc tới, hỏi chúng tôi điêu khắc loại thơ gì, đối với phương diện này chúng tôi cũng không có nghiên cứu, chỉ nói với anh ta, sửa sang lại một bài thơ mẫu phối hợp với thi từ bức họa Lưu Vân là được rồi. Trang Hạo Nhiên cười cười, lại nhìn về phía mấy cái chữ to, cả thành như thể vừa thay giáp vàng, mới đỡ như mặt đi khỏi. Đêm lạnh như băng, chiếc Audi Pipe vọt nhanh trên đường. Trang hạo nhiên cầm tay lái, cho xe nhanh chóng lao về phía trước. Sắc mặt của như mà tái nhợt ngồi ở vị trí kế bên tài, nhìn thẳng phía trước, hai mắt rời rạc. Cô và Vĩ nghiệp cãi nhau, Trang hạo nhiên cầm tay lái, đạp nhẹ chân ga chạy tốc độ 100 km h hỏi. Như mạt không lên tiếng, chỉ giống như đã chết, nhìn đèn đường từng chiếc từng chiếc ngược hướng, gió nhẹ phất sợi tóc mềm mại bay lên trước mặt cô. Giữa vợ chồng, có chuyện gì thì từ từ nói mà. Trang hạo nhiên cầm tay lái, lại dịu dàng cười nói. Như mặt vẫn im lặng, nhớ tới mới vừa rồi, ba người đàn ông nhào tới trên người mình, vô tình tàn nhẫn xé rách, hai mắt lập tức đỏ thắm, cả người bắt đầu khẽ run rẩy biết cho dù đi tới đâu cũng là một con đường không có lối về, vẻ mặt cô đột nhiên chấn động, một loại quyết liệt, tay chợt mở chốt cửa xe chỗ ngồi kế bên, lập tức nhào xuống bên ngoài. Chi, một tiếng vang thật lớn, thắng gấp ở bên đường, chuyển đến đáng sợ kéo dài. mươi 398, chơi xích đu. Như mạt, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên một tay kéo chặt thân thể như mà thiếu chút nữa nhào xuống, dừng xe sát, tức giận nhìn cô, gọi cô muốn làm gì. Như mà tựa vào trên xe, vẻ mặt run rẩy thê lương bật khóc, nước mắt từng viên chảy xuống, tuyệt vọng nói, anh để cho tôi chết đi, tôi chỉ muốn chết, tất cả mọi chuyện cũng có thể giải quyết. Đều là lỗi của tôi, anh nói đúng, là lỗi tôi yếu ớt, để cho tôi chết đi, thế giới này, chẳng qua cũng chỉ thiếu đi một áng mây mà thôi. Chấm ngoặc kép, cô, hôm nay tại sao cô có thể nghĩ như vậy, có chuyện gì nghiêm trọng với vĩ nghiệp chuyện sao, trang hạo nhiên bất đắc dĩ ôm lấy cô, vì mới vừa rồi cô thiếu chút nữa nhảy xe, hoảng sợ đến tim run rẩy thở nặng nề nhảy xuống xe với tốc độ 100 km h không chết cũng tàn phế. Như mà tựa vào trong ngực trang hạo nhiên, nhớ tới tiểu ninh nói với mình, thông qua gọi điện thoại của đường khả Hinh mới tìm được tưởng thiên lỗi, cảm thấy tan lòng nát dạ, đau đến không thở nổi, lại nhớ tới trải qua cảnh tượng thê thảm ở nhà lúc này, cô đột nhiên rơi lệ, sâu kín nói tại sao cuộc sống khổ sở như vậy. Nếu như khi đó, tôi không tiếp nhận lễ vật, tôi có thể sống tốt hơn không? Nếu như tôi không tiếp nhận lễ vật, Tôi sẽ không chết nhanh hơn hay không?" Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ ôm lấy cô, hai mắt như mạt xẹt qua ánh sáng tuyệt vọng, nhìn ngọn đèn nhỏ ngoài cửa xe, ở trong màn xương lấp lóe ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, giống như thiên sứ, trái tim lại cảm thấy đau, sâu kín nói, tôi muốn đưa tay, moi trái tim của mình ra, xé ra từng mảnh, đưa cho tất cả người yêu tôi, sau đó tôi sẽ chết đi, có phải như vậy sẽ vẹn cả đôi đường hay không?" "Cô nói bậy bạ cái gì? Chúng tôi yêu cô là bởi vì cô đáng được yêu." Mới có thể quý trọng cô như vậy, tại sao cô phải trả lại? Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nói. Như mặt cười khổ, tựa vào trong ngực trang hạo nhiên, hai mắt rời rạc nhìn về phía phía trước, nói anh có. Thiếu nợ người nào hay không? Trang hạo nhiên không lên tiếng. Anh không biết loại thiếu nợ này rất thê lương, là cả đời anh cũng không trả được. Muốn lấy tình cảm để trả, nhưng đối với tình yêu của mình, tôi đã không còn dư lại bao nhiêu, tôi lấy cái gì mà trả như mà tựa vào trong ngực của anh, nhắm hai mắt, nước mắt nhẹ tràn chàn ra. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ ôm lấy cô, hai mắt lộ ra một chút đau lòng, nhưng cũng chỉ than thở một cái. Tối nay trăng sáng, ánh sáng vàng vặt. Chiếc Audi pipic chạy với tốc độ chậm rãi, chạy tới trước cửa bệnh viện, trang hạo nhiên nhanh chóng đi xuống xe, đỡ tiểu ninh ngồi xe tần phủ xuống xe trước, muốn đi về phía phòng bệnh. Như mặt lại nhẹ nhàng mở tay của tiểu ninh, tránh để cô dùng sức, mà ngẩng đầu lên, Sắc mặt tái nhợt nhìn Trang Hạo Nhiên, hai mắt ứa lệ, nhẹ nhàng van xin nói: "Ôm tôi đi." Chấm ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, nhìn cô một cái, liền im lặng cúi người xuống, bế cả người cô lên, đi về phía đại sảnh bệnh viện. Tiểu Ninh ở phía sau, ứa lệ nhìn phu nhân tựa vào trong ngực Trang Hạo Nhiên, rất an toàn, cô vội vã cúi đầu, lau khô nước mắt, đi về phía trước. Phòng làm việc bác sĩ. Tô Thủy Kỳ lấy mắt kính xuống, buông báo cáo phân tích xuống. Nhắc cổ tay, nhìn thời gian đã gần 12 giờ, anh nhẹ nhăn mày, trực tiếp gọi điện thoại đến Tần phủ, căn dặn quản gia đưa Như Mạt trả lại, nhưng nhà họ Tần vội vàng cung kính nói thiếu phu nhân đã trở về bệnh viện, lên đường 1 giờ trước. Trở lại, Tô Thủy Kỳ nắm điện thoại, suy nghĩ một chút, liền buông điện thoại, trực tiếp đứng lên, đi ra phòng làm việc, vừa lúc nhìn thấy Trang Hạo Nhiên ôm Như Mạt đi tới, anh lập tức đi tới, hỏi, xảy ra chuyện gì? Như Mạt đã ngủ rồi. Trang Hạo Nhiên nhìn anh, lập tức cười nói, không có việc gì, chỉ là lúc tôi đến, nhìn vẻ mặt cô ấy tiểu tụy, liền ôm cô ấy đi vào, không nghĩ tới, cô ấy mau ngủ thiếp đi. Tô Thủy Kỳ nhìn nửa khuôn mặt của Như Mạt, hai mắt nhắm lại, liền im lặng tránh người ra. Trang Hạo Nhiên khẽ gật đầu cảm ơn, ôm Như Mạt đi về phía trước, cho đến khi đi tới trước phòng bệnh của cô, Tiểu Ninh vội vàng đẩy cửa ra, anh đi vào, cẩn thận đặt Như Mạt ngủ mê ở trên giường bệnh, Tô Thủy Kỳ cũng trực tiếp đi tới kéo chân cho cô, đắp lên trên người của cô, sau đó rút bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, đè mạch môn của cô, trực tiếp nghe chẩn đoán bệnh cho cô. Trang Hạo Nhiên im lặng ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh. Tô Thủy Kỳ không lên tiếng, yên lặng nghe một lúc lâu, đổi lại một cái tay khác, cũng đặt nhẹ ở mạch môn, ngón giữa nhẹ nhàng nhấc lên, hạ xuống, lại lẳng lặng nghe một lúc, liền im lặng thả tay cô vào trong chăn, giọng nói nhàn nhạt hỏi, hôm nay bị kích thích sao? À Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn anh, không biết nói sao. Cũng lộ ra mạch yếu không đều rồi, cho nên trái tim cô ấy làm sao không có việc gì. Bệnh nhân vốn không giống người bình thường, về nhà làm cái gì. Tô Thủy Kỳ nói có chút trách cứ. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. Sau đó Tô Thủy Kỳ bảo y tá đi vào giò xét nhiệt độ cho cô, lại rút máu kiểm tra, anh mới im lặng xoay người muốn đi ra ngoài, lúc đi qua bên cạnh Tiểu Ninh, anh hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía cô. Tiểu Ninh vội vàng tránh ánh mắt anh. Tô Thủy Kỳ để bảng bệnh lịch xuống, nhìn hai mắt Tiểu Ninh đỏ bừng, nhất định là mới đã khóc rồi, nhưng nhìn hai mắt cô sưng vù, trực tiếp khẳng định hỏi cô bị thương chỗ nào. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Ninh. À, Tiểu Ninh hoảng sợ đến vẻ mặt run rẩy, vội vàng cúi đầu, nói, không có. Không có. Tô Thủy Kỳ rất kiên nhẫn giải thích với cô, người khóc do thân thể bị thương và người khóc bị đau lòng, Tuyến mắt và độ sưng của mí mắt không giống nhau, rõ ràng thân thể cô bị thương ở chỗ nào, cho nên mới khóc như vậy, về nhà đã xảy ra chuyện gì? Lời này có chút nghiêm túc. Lúc này Trang Hạo Nhiên cũng nhìn về phía Tiểu Ninh, cảm thấy hôm nay như mặt bất thường. Tiểu Ninh lập tức thở hổn hển, không dám lên tiếng. Tô Thủy Kỳ nhìn thái độ của cô, càng khẳng định suy nghĩ của mình, lập tức nói, "Đừng trách tôi dính đến chuyện của cô, nhưng chuyện của cô có liên quan với thị trưởng phu nhân." Vậy thì không giống bình thường nữa." Nói, Tiểu Ninh, Trang Hạo Nhiên cũng nghiêm túc hỏi, về nhà xảy ra chuyện gì? Nước mắt Tiểu Ninh lăn xuống, cả người hoảng sợ đến run rẩy. Nói, đã xảy ra chuyện gì? Tô Thủy Kỳ cứ có cảm giác con bé này có chuyện không tầm thường. Tôi khi về nhà, bởi vì phu nhân vẫn thương tôi, bị thật rất nhiều người giúp việc chèn ép tôi, hôm nay, quản gia còn dùng gậy đánh tôi, vì tôi làm ngã bình phong khổng tước chấm ngoặc kép, tiểu ninh nghẹn ngào nói xong, nước mắt hủy khuất lập tức chảy ào ào. Thật, Tô Thủy Kỳ vẫn có chút nghi ngờ hỏi. Vâng, chấm ngoặc kép, tiểu ninh gật đầu một cái, lại nước nở nói tôi không dám nói với phu nhân, sợ cô ấy đau lòng. Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên nghe lời này, liền chậm rãi quay đầu, im lặng nhìn về phía như mạt. Lúc này thái độ của Tô Thủy Kỳ mới giản ra, nhìn về phía cô nói, thân thể không thoải mái, thì nói cho bác sĩ, nếu không bệnh ít sẽ thành vấn đề lớn, đi tìm y tá xem cho cô một chút đi. Vâng, chấm ngoặc kép, tiểu ninh lau khô nước mắt đi ra ngoài. Tô Thủy Kỳ cũng im lặng đi ra ngoài, xoay người, nhìn về phía như mặt nằm ở trên giường, nước mắt không khô, vẫn lặng lẽ chảy ra. Trang hạo nhiên chậm rãi ngồi ở bên cạnh như mặt, nhìn khuôn mặt thanh thoát của cô, ngủ thật say lộ ra một chút cảm giác bồng bềnh. anh liền nắm bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng bóp lấy, mới dịu dàng nói, được rồi, Bác sĩ đã đi, người giúp việc cũng đi, an toàn rồi, cô có thể mở mắt. Lúc này, Như Mạt mới mở mắt ra, có chút mềm mại và điềm đạm đáng yêu nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, nói cô sợ cậu chủ Tô à. Anh ấy rất hung dữ, vốn ra hạn cho tôi 8 giờ tối phải trở về, hiện tại cũng 12 giờ, tôi biết rõ, tôi nhất định sẽ bị mắng, tôi đã bị mắng không ít. chấm ngoặc kép, Như Mạt cuốn rúc vào trên giường bàn tay nhỏ bé xoa trên mặt, dịu dàng nói. Điều này cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nói thẳng, cô phải nghe lời, ai bảo anh ấy là cháu trai của thủ tướng, không ai có thể mua chuộc anh ấy, khác với bác sĩ trước kia, đối với cô khúm núm, là muốn người đừng nuông chiều cô. Như mặt lại ủy khuất nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, dịu dàng mỉm cười, mới nói, muốn uống nước không? Hay là muốn ăn cái gì? như mặt mệt mỏi suy yếu lắc đầu một cái. Trang hạo nhiên nhìn cô như vậy, liền thở dài một cái, nói, như mặt, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, hiện tại quan trọng nhất, chính là cô tự chăm sóc mình thật tốt. Mặc kệ cô thiệt thòi, hay tiếp nhận lễ vật, có thể sống tới đây, đã không dễ dàng, đúng không? Như mà chỉ cảm thấy linh hồn rời rạc, hư mềm không còn hơi sức nằm ở trên giường, sâu kín nói, hiện tại, tôi chỉ muốn làm một chuyện. Cái gì? Trang hạo nhiên nhìn cô hỏi. Như mặt khẽ chớp đôi mắt mơ mộng, nhìn trần nhà màu trắng, lại giống như thấy xuân về hoa nở, lưu luyến, nhớ nhung nói nhỏ chơi. Xích, đu, chấm ngoặc kép. Lúc dạng sáng, trăng sáng càng thêm lộ ra vẻ huyền bí, làn xương lướt nhẹ qua, giống như ở trong vầng sáng lấp lánh rơi xuống một chút nước đen nhàn nhạt, nhạt, thế giới này tạo thành trắng và đen. Một chiếc màu đen xe hơi, chậm rãi tới trước bệnh viện. Tưởng thiên lỗi im lặng đi xuống xe, tay đè hộp điều khiển khóa xe đặt nhẹ còi báo động mới chậm rãi đi về phía trước cảm giác bệnh viện lúc này chìm vào yên tĩnh thỉnh thoảng phòng bệnh truyền đến tiếng kêu khổ sở của bệnh nhân cũng có vẻ quá mức thê lương anh im lặng tiếp tục dọc theo hành lang thật dài cất bước lên trước rốt cuộc đã đi đến trước phòng bệnh của như mạt lại thấy trên giường trống trơn y tá nhẹ dọn dẹp chăn nệm trắng tinh trải trên gối đầu anh lập tức giật mình nhanh chóng gọi như mạt chấm than ngoặc kép y tá có chút mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn về phía anh nói cô ấy đi ra ngoài chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi nghe lời này nhất thời thở phào nhẹ nhõm mới giật mình mới vừa rồi mình quá căng thẳng không vui hỏi cô ấy đi đâu tại sao buổi khuya để cho cô ấy đi ra cửa chẳng may bị cảm lạnh thì phải làm sao y tá có chút áy náy nói, nói là tổng giám đốc trang đã thương lượng với bác sĩ tô sau đó được cho phép đi ra ngoài tâm trạng thị trường phu nhân có chút không tốt lắm, cho nên, chấm ngoặc kép. Cô ấy đi đâu, tưởng thiên lỗi hỏi nhanh. Vườn hoa phía sau bệnh viện. Vườn hoa bách hợp ở trong màn đêm, nở rất tao nhã, khiêm tốn, thong rong, chỉ là ở dưới ánh trăng nhàn nhạt bay lên một bóng trắng. Cây tương tư, yên lặng nhìn một góc vườn hoa, một chú chim nhỏ, không thể trốn ở phương nam, nhanh chóng bay đi. Âm thanh kim loại nhẹ nhàng đong đưa, ở trong bóng đêm yên tĩnh chuyển đến bóng dáng màu trắng kia, giống như giống như áng mây, ở trong bóng tối, nhẹ nhàng bay lên. Trang hạo nhiên đứng ở trước xích đu, đôi tay nắm dây xích du, lại nhẹ nhàng đẩy. Như mặt lập tức vui vẻ nắm xích sắt, ngồi ở trên xích đu, cảm giác thân thể bay lên không chung, bay về phía trước, vẻ mặt lộ ra nụ cười dịu dàng, thân thể càng bay lên cao. Trang hạo nhiên đau lòng nắm xích đu, lại dịu dàng đẩy tiếp. Thân thể như mặt lại bay lên trước, đuôi váy thật dài tung bay lên. Lúc đó ký ức quay lại. Anh trai lớn không cho em chơi với anh. Chấm ngoặc kép, cô ngoan ngoãn ôm con thỏ nhỏ bị thương, đứng ở trước mặt một em trai rất đẹp trai, yếu ớt nói: "Vậy chúng ta lén chơi. Nhưng anh ấy biết rồi, sẽ không vui." "Sẽ không, anh và em chơi xích đu, được chứ?" Anh đẩy em. Chấm ngoặc kép. "Không cần." Chấm ngoặc kép, cô gái nhỏ mặc váy màu trắng, ôm con thỏ nhỏ khẽ vuốt đầu nhỏ của nó, có chút lo sợ nói. Đừng sợ, đứa bé trai lập tức nắm tay của cô bé, kéo cô bé đến trước chiếc xích đu tràn đầy hoa bách hợp, để cho cô ngồi lên, thật vui vẻ đầy. A, à, chấm than ngoặc kép, cô gái nhỏ ôm con thỏ nhỏ bị thương, lập tức ngã trên mặt đất. Bé trai hoảng sợ nhìn về phía cô. Một người thiếu niên, nhất thời nhanh chóng xông lại, lập tức ôm lấy cô gái nhỏ, tức giận nhìn bé trai, nói, đừng động đến cô ấy chấm than ngoặc kép. Một trận gió, thổi phất qua, lạnh như băng, chuyện của tuổi thơ, mặc kệ rất không vui vẻ cũng lộ ra một chút ấm áp. Đẩy cao một chút, như mặt nắm xích sắt, kêu nhỏ. Trang hạo nhiên nghe lời của cô, dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy tiếp. Thân thể như mặt lại lướt nhẹ lên, cô khoái trá cười khẽ một tiếng, nói thiên lỗi. Luôn không để cho tôi và anh chơi xích đu, nhưng anh ấy vẫn cũng không có thời gian chơi với tôi. Cho nên xích đu này tôi không có chơi đùa. Chấm ngoặc kép. Hai mắt trang hạo nhiên nhẹ xoay tròn, nhìn về phía cô. Thân thể như mà đang bay bay, nhớ tới chuyện cũ, lại sâu kín cười nói, bây giờ nghĩ lại, ước hẹn thời niên thiếu, rất ngây thơ lại quý giá. Xem ra cũng là một niềm hạnh phúc. Chấm ngoặc kép. Trong bóng tối, có một bóng dáng dần dần xuất hiện. Tại sao khi đó, không để cho anh ấy chơi với cô? Chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt hỏi. Hai mắt Như Mạt khẽ xoay tròn, theo thân thể bay bay, nhẹ nhàng nói, anh ấy nói, tôi là một ngọn lửa trong lòng anh ấy, chỉ có tôi mới có thể làm cho anh thắp sáng, anh ấy nói, tôi là một dòng nước trong lòng anh ấy, chỉ có tôi mới có thể làm cho anh ấy dịu dàng. Tôi đã chiếm hết thế giới của anh ấy, tôi còn có thể yêu cầu cái gì nữa? Trang Hạo Nhiên đau lòng nhìn về phía cô. Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt quả đấm, nhìn về phía trên xích đu, bóng dáng dịu dàng đó. Như Mạt khẽ chớp mắt, cũng không còn sức để cười, lại muốn cầu xin nói, đẩy cao chút nữa, tôi muốn nhìn xa một chút. Trang hạo nhiên nghe lời này, liền gật đầu, lại muốn đẩy, ai ngờ trong bóng tối, tay không thể đẩy tới xích sắt, ngược lại đụng phải bả vai như mạt, trong lúc nhất thời, như mạt không phòng kịp, kêu khẽ một tiếng, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Như mạt, chấm than ngoặc kép, tiếng hô, đồng thời vang lên. Trang hạo nhiên mới vừa muốn cúi người xuống, không ngờ thân thể bị người mãnh liệt đẩy ra, anh sững sờ, thấy Tưởng Thiên Lỗi đã tức giận cúi người xuống, ôm Như Mạt ngã xuống, ôm vào trong lòng, gầm nhẹ cả đời không bỏ tật xấu. Luôn làm cô ấy bị thương, không phải tôi đã cảnh cáo cậu, không cho cô ấy chơi cái này. Trang Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn về phía anh. Như Mạt ở anh trong ngực, cũng rơi lệ nhìn anh. Sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi lại cứng rắn, ôm lấy Như Mạt, bước nhanh về phía phòng bệnh. Chương 399, lý do thật sự hành lang thật dài bệnh viện truyền tới một tràng tiếng bước chân có tiết tấu, từng tiếng từng tiếng, trầm ổn. Bóng dáng trầm tĩnh to lớn cao ngạo mà thản nhiên đi về phía trước. Như mà tựa vào trong ngực của anh, dịu dàng dương dương nhìn anh. Chỉ cần ở trong thế giới của anh, cô luôn nghe lời và im lặng như thế, cam tâm tình nguyện ở trong thế giới của anh, trầm luân. Tưởng thiên lỗi ôm chặt thân thể yếu ớt của cô, từng bước từng bước đi về phía trước, giống như cảm nhận ánh mắt thâm tình mà dịu dàng của cô, hai mắt anh xẹt qua một chút thương tiếc và đau lòng. Cô giống như hiểu tình cảm trong tròng mắt anh, liền chậm rãi quay đầu, khuôn mặt nhìn về phía trước, nhẹ nhàng tựa vào trên bả vai của anh, khẽ nhắm hai mắt. Hành lang màu trắng đầu kia, hiện ra một bóng dáng màu trắng. Trang hạo nhiên yên lặng đứng ở đầu này, nhìn về phía hai người bọn họ, gắn bó dựa chung một chỗ, linh hồn dán sát chặt chẽ chung một chỗ, giống như ngàn vạn năm nay, hai người ở trong trời đất thong rong, Trải qua mưa gió như thế nào cũng kiếp trước tìm tới kiếp này. Anh khẽ tựa vào bên tường, đôi tay cắm nhẹ túi quần, nhớ hình ảnh lúc còn học đại học, Tưởng Thiên lỗi ở trong biển hoa cầu hôn thành công, hai người yêu nhau ở chung một chỗ, mỗi ngày ở trong thế giới màu hồng, cùng ôm nhau, ghen chết bao nhiêu người. Những chuyện cũ này, không có một chuyện nào không đào sâu trong lòng người ta. Trang Hạo Nhiên hai mắt xoay tròn, thoáng qua một chút sầu lo. Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Tưởng Thiên lỗi thật cẩn thận ôm Như Mạt đi vào gian phòng, dịu dàng đặt cô ở trên giường, cúi người xuống, ở khoảng cách gần im lặng nhìn cô. Như Mạt nằm ở trên giường bệnh mềm mại trắng tinh, khuôn mặt tái nhợt mở hai mắt thâm tình nhìn anh. Tưởng Thiên lỗi dịu dàng nhìn cô một lúc lâu, mặt lộ nụ cười chiều mến, nhẹ ngồi ở trên giường, kéo tấm chăn trắng tinh đắp lên trên người cô, mới chậm rãi nói: "Tại sao không nghe lời?" Như Mạt yên lặng nhìn anh. "Bảo em đừng chơi xích đu." chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi kéo chăn, đắp lên trên vai của cô, tay nhẹ nhàng ấn chăn mềm, lại nói, rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, như mặt vẫn nhìn hai mắt anh xẹt qua ôn nhu và thương yêu, khẽ mỉm cười, nói, nhưng... Anh luôn không chơi với em, thật ra em thật sự rất thích, chấm ngoặc kép, thật ra lúc anh làm không để cho em chơi, lý do không phải quá nguy hiểm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn như mặt, thẳng thắn nói. Như mặt nhìn anh là bởi vì chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi suy nghĩ một chút mới nhìn hướng cô mỉm cười nói anh không muốn một người đàn ông khác đẩy em bởi vì lúc em chơi xích đu rất đẹp như mạt bất đắc dĩ nhìn anh mỉm cười tưởng thiên lỗi cũng cười cúi xuống tay lại nhẹ nhàng kéo chăn nhưng không biết nên nói cái gì yên lặng ngồi ở chỗ đó như mạt cũng không lên tiếng thật im lặng hôm nay xảy ra chuyện gì tưởng thiên lỗi nhìn cô hỏi như mà nằm ở trên giường, hai mắt khẽ chấp, nhớ tới tất cả mọi chuyện trải qua ở tần phủ, trong lòng lại đau, dâng lên trong thân thể, nhưng trong chớp mắt muốn nhảy xe, bình tĩnh lại, hiểu có một số chuyện, cuối cùng phải cáo biệt. Cô khát vọng anh hạnh phúc, đây là mục đích sống cuối cùng của cô. Tưởng thiên lỗi nhìn như mà thật sâu, hai mắt ảm đạm thiếu sức sống, hơi nhíu mày, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết, tại sao dáng vẻ như vậy, nước mắt cũng cạn rồi hai mắt như mạt khẽ chuyển động thâm tình nhìn tưởng thiên lỗi đột nhiên cười khẽ tưởng thiên lỗi lại càng không hiểu nhìn cô cũng có chút căng thẳng gọi như mạt chấm ngoặc kép chấm như mạt hiểu tiếng gọi này nhẹ nhàng vươn tay đặt trên tay của anh mới mỉm cười dịu dàng nói anh biết em thích ngồi xích đu nhưng anh biết tại sao em thích ngồi xích đu không tưởng thiên lỗi yên lặng nhìn cô hai mắt xẹt qua một chút nghi ngờ như mạt nhìn ánh mắt dịu dàng mà nghi ngờ mỉm cười nói từ nhỏ em ở cô nhi viện lớn lên cho đến khi được cha mẹ tần thu dưỡng thật ra thế giới của em vừa sanh ra đã bị số mạng khoác lên gông xiềng đứa bé của cô nhi viện tự hiểu chuyện giống như có một chút tư tưởng đâm vào trong sinh mệnh còn nhỏ tuổi nhất định bởi vì làm việc gì sai cho nên mới bị vứt bỏ mà mỗi đứa bé bị vứt bỏ có rất nhiều nguyên nhân nhưng chúng nó đều tin tưởng đến cùng viện trưởng nói ba mẹ chết rồi đều là gạt người chúng nó nhất định là bị vứt bỏ chấm ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn cô. Như mạt lại khẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phương xa, sâu thẳm mà chăm chú, giống như thấy được hình ảnh thâm trầm, lại lộ ra một chút tốt đẹp nói. Nhưng, có lúc em suy nghĩ, nếu như ba mẹ còn sống, em tình nguyện tiếp nhận sự thật tàn này. Chấm ngoặc kép. Trang hạo nhiên tựa vào ngoài cửa phòng bệnh, không lên tiếng. Hai mắt như mạt khẽ hiện lên giọt lệ, nhìn về phía trước lại cười nói, cuộc sống đối với những đứa bé như bọn chúng, có thể ảo tưởng tốt đẹp nhất, trong trước mắt có người tới dẫn đi. Tiếp nhận, mỗi buổi tối không ngừng đi vào trong giấc mộng, suy nghĩ xem mình làm sai chuyện gì, tại sao ba mẹ muốn vứt bỏ mình, bởi vì bọn chúng ở trong cô nhi viện, cũng sẽ lạnh, cũng sẽ đói, cũng sẽ đau lòng, cũng sẽ khổ sở, chỉ cần ba mẹ chấp nhận dắt tay bọn chúng, bọn chúng có thể chịu đựng đói, chịu đựng khổ sở. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn như mặt trong lòng đau đau. Như mặt nhìn tưởng thiên lỗi, lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp, nói cho nên em mới thích chơi xích đu, giống như trong khoảnh khắc đó, em là một con chim nhỏ vui vẻ, dương cánh bay lượn. Loại tự do này, có thể buông thả cảm giác sợ hãi trong đáy lòng chúng ta, còn có cảm giác yếu ớt sợ bị vứt bỏ, em cũng đã từng tình nguyện không sợ té ngã, mà thử dương cánh. Chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đau lòng nhìn cô. Chuyện không liên quan anh, tất cả đều là lỗi của em. Chấm ngoặc kép, như mặt cười nhạt nói. Không, là lỗi của anh, tưởng thiên lỗi khẳng định, khổ sở nắm bàn tay nhỏ bé của cô, cúi đầu hôn nhẹ, đau lòng nói. Cuộc sống có rất nhiều lựa chọn, thật ra khi đó, ở bên cạnh anh, mặc kệ đi tới nơi nào đều vui vẻ. Lựa chọn không quan trọng nữa. Chấm ngoặc kép, như mặt nhẹ an ủi anh cười nói. Tưởng thiên lỗi dịu dàng nhìn cô. Như mặt nhìn thật sâu người đàn ông mình thật yêu, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, hai tròng mắt sinh động, hết sức hấp dẫn người, chỉ cần nhìn cũng đã làm cho người ta yêu đến vạn kiếp bất phục, trái tim lại bị xé đau, cô đột nhiên miễn cưỡng mỉm cười, nắm nhẹ của anh tay nói tại sao chúng ta mỗi lần gặp mặt cũng khổ sở như vậy. Không thể vui vẻ một chút sao, lúc em và Hạo Nhiên đi chung với nhau, vui vẻ hơn nhiều so với anh. Tưởng thiên lỗi lập tức nhìn cô, như mạt không khỏi làm nũng mỉm cười, nhìn anh thật sâu, dừng lại một lát mới nói cảm ơn anh chấm ngoặc kép cảm ơn anh cái gì tưởng thiên lỗi nhìn cô hỏi cảm ơn anh tối hôm nay đến thăm em như mạt mỉm cười nhìn anh tim đè nén đau thương tưởng thiên lỗi lập tức nghi ngờ nhìn cô gọi nhỏ như mạt chấm ngoặc kép ở bên em cũng làm ết anh khổ sở em xin lỗi đã làm cho anh mệt mỏi em rất xin lỗi chấm ngoặc kép như mạt nhìn anh thật sâu cười nói Rốt cuộc thế nào, tối nay làm sao vậy?" Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên lo lắng hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? "Em chỉ." chấm ngoặc kép, Như Mạt dịu dàng nhìn anh, nhớ tới lời mới nói, đột nhiên hai mắt rưng rưng nói, "Em chỉ." Nhớ tới chuyện ở cô nhi viện, cảm thấy, nếu như anh hạnh phúc, em có thể chịu đựng bị vứt bỏ. chấm ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi giật mình nhìn cô. Như Mạt có hơi thất vọng nhìn anh, thâm tình nói, "Làm sao anh biết?" Có một ngày nếu như anh tìm được một người yêu khác trong cuộc đời em sẽ không buông tay ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi vẫn im lặng nhìn cô hai mắt cực nhanh ướt át sắc mặt như mà tái nhợt lại cười nước mắt lăn xuống đôi môi run rẩy nhưng cố gắng dịu dàng nở nụ cười chậm rãi vươn tay khẽ vuốt mặt của anh hai mắt tưởng thiên lỗi xoay tròn thoáng qua giọt lệ nhìn cô tại sao không có lòng tin đối với em như vậy trong đời em dũng khí lớn nhất chính là khát vọng anh hạnh phúc. Em sai rồi, chính là sai rồi. Chấm ngoặc kép, như mặt nước mắt lăn xuống, nhìn anh, đột nhiên có chút nước nở cười nói, sai là ở quyết định bắt đầu cuộc hôn nhân, mặc kệ đau khổ đi nữa, cũng không nên quay đầu lại, cho nên tất cả mọi chuyện hôm nay đều do em tự tạo thành. Hạo nhiên nói rất đúng, cuộc sống yếu ớt rất đáng sợ. Như mặt, không nên như vậy, tưởng thiên lỗi đau lòng gọi nhỏ cô. Như mặt lại khẽ mỉm cười, khẽ vuốt mặt của anh, ngón tay dịu dàng khẽ chạm đôi môi mỏng hấp dẫn của anh, mới thâm tình nghẹn ngào nói thiên lỗi. Hứa với em một chuyện, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô. Nếu như có một ngày, em đột nhiên đi khỏi anh, đừng khổ sở, cũng đừng bi thương, bởi vì em. Được cưng chiều sống lâu như vậy đã đủ rồi, có thể thượng đế đối với em rất khai ân. Như mặt run rẩy rơi nước mắt, mới thật lòng cười nói, chúng ta cùng nhau dũng cảm đối mặt với tất cả đi, đối mặt chúng ta chia tay, đối mặt em đi khỏi, em cũng sẽ đối mặt với trong cuộc đời anh sẽ xuất hiện một người yêu khác, em sẽ chúc phúc cho anh, chúng ta cùng nhau dũng cảm, được không? Tưởng thiên lỗi khổ sở nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, đặt ở trên môi hôn, hai mắt kích động ứa lệ. Là khả hình sao, như mà dịu dàng hỏi khẽ. Đừng nói, tưởng thiên lỗi đột nhiên cắn răng nói. Cô ấy rất tốt, em rất thích cô ấy. Hoạt bát đáng yêu, cô gái thông minh, em tin tưởng cô ấy sẽ để cho anh nhẹ nhõm vui vẻ. Chấm ngoặc kép, Như Mạt mỉm cười nói, nước mắt lăn xuống. Không nên nói nữa, ngủ đi, Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên chớp mắt hai mắt, thả bàn tay nhỏ bé của cô vào trong chăn. Thiên Lỗi, Như Mạt cầm ngược tay của anh, nhìn anh, vội vàng rơi lệ nói, "Emily không sao, tin tưởng em, em không sao." Cuộc sống xanh ly tử biệt, thật ra so với ai khác em cũng đã trải qua nhiều rồi. Em không sao anh hạnh phúc là tốt rồi. Em rất muốn nhìn anh hạnh phúc. Cầu xin anh, chấm ngoặc kép. Anh bảo em đừng nói nữa. Em không nghe thấy sao. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhìn cô, đột nhiên tức giận. Như mà đột nhiên im lặng, nằm ở trên giường, không lên tiếng, nước mắt thầm ướt một góc gối đầu. Dịu dàng, nghe lời như thế. Con bà nó, con này đang diễn kịch thật hay. Tưởng thiên lỗi đột nhiên đau lòng liếc nhìn cô một cái, mới bất đắc dĩ cúi đầu, hôn lên trán của cô, nói, bây giờ quan trọng nhất, chính là em chữa lành trái tim của em. Hiểu, như mặt nằm ở trên giường, không lên tiếng. Tối nay anh ở lại với em, ngủ trước đi, anh sẽ không đi khỏi. Tưởng thiên lỗi chậm rãi đứng lên, nhìn hai mắt cô bình tĩnh, bởi vì quá mức hiểu, liền im lặng đi ra phòng bệnh, kéo cửa ra, đi ra ngoài. Trang hạo nhiên im lặng nhìn anh. Tưởng thiên lỗi lạnh lùng đi về phía trước. Trang hạo nhiên hiểu rõ, cũng nhàn nhạt, nhạt đi theo phía sau anh, đi về phía trước, cho đến khi đi ra phía sau vườn hoa. Tưởng thiên lỗi đứng ở trên bong thuyền, nhìn con đường bên bìa rừng trúc, đầu tiên là dừng lại một lát, hai mắt lại chợt chợt lóe, nắm chặt quả đấm, xoay người, tức giận vung mạnh tới cảm trang hạo nhiên. Một âm thanh trầm đục vang lên. Cả người trang hạo nhiên bị đánh mạnh ngã trên bờ, khóe miệng tràn ra máu tươi. chương 400, khoảnh khắc mở cửa. Tưởng thiên lỗi tức giận đi lên trước, nắm cổ áo trang hạo nhiên, xoay cả người anh lại muốn đánh mạnh một quyền vào cầm của anh. Một cái tay mạnh mẽ cầm cổ tay của anh. Tưởng thiên lỗi tay nâng trên không trung, giận nhìn anh. Trang hạo nhiên tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nhìn anh, giống anh làm cái gì. Ai bảo cậu nói với cô ấy câu nói như thế? Ai bảo cậu nói với cô ấy câu nói như thế? Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhớ tới vừa rồi như mạt khổ sở, tim của anh đau nhói, lại muốn tay xuống, muốn đánh anh tôi nói cái gì chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nhìn anh tức giận hất tay của anh ra hỏi cô yếu ớt hay không có liên quan gì đến cậu cậu lắm mồm cho nên hôm nay cô ấy khổ sở như vậy tưởng thiên lỗi khổ sở nhìn anh tức giận nói trang hạo nhiên im lặng nhìn vẻ mặt khổ sở và kích động của tưởng thiên lỗi chợt quẹt máu ở khóe miệng đột nhiên diếu cợt nở nụ cười nói tưởng thiên lỗi có phải anh điên rồi hay không tưởng thiên lỗi lập tức giận giữ nhìn về anh giống cậu có tư cách gì nói tôi như vậy. Không phải chỉ thắng hai tôi lần, trong năm tháng qua, cậu thua tôi còn ít sao. Trang hạo nhiên lại trừng chặt anh, nét mặt căng thẳng, nói, bây giờ anh tức giận tôi có thể hiểu, bây giờ anh khổ sở tôi cũng có thể hiểu. Vì tôi hiểu anh, cho nên tôi mới, chấm ngoặc kép. Anh lời đến khóe miệng, đột nhiên dừng lại, tưởng thiên lỗi trợn mắt giận giữ nhìn anh. Trang hạo nhiên cảm giác khóe miệng còn có máu chảy, liền cúi xuống, lại dùng tay lau mạnh. Chuyện giữa chúng tôi, cho dù là ai cũng không có tư cách nói chuyện. Nhất là cậu, người thất bại, cậu đừng cho rằng tôi buông tha như mạt, cậu có thể ra tay. Cậu còn không có bản lãnh này, động một chút là dùng trí tuệ của mình đi thuyết phục người khác. Cậu là thứ gì, tưởng thiên lỗi lại tức giận nhìn anh nói. Trang hạo nhiên thở dài một cái, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lung của tưởng thiên lỗi, còn có vẻ mặt khổ sở kích động, anh đột nhiên mỉm cười, nổi giận lại cực lực áp chế, nhìn tưởng thiên lỗi nói anh có mệt hay không? Rốt cuộc anh có mệt hay không? Nửa đêm gọi điện thoại cho tôi, vẫn cùng cô ấy ân ân ái ái, sau nửa đêm lại tức giận khổ sở đánh tôi, anh có mệt hay không? Tưởng thiên lỗi lạnh lùng nhìn anh. Tôi không muốn nói chuyện với người như anh, Trang Hạo Nhiên xoay người đi khỏi. Cậu đừng gặp mặt như mạt, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lập tức kéo cánh tay anh, tức giận nói. Tưởng thiên lỗi, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên chợt giống như mãnh thú khí thế như hồng kéo tay của anh xuống nhanh như tia chớp nắm chặt cổ áo của anh sức lực ngàn cân níu lên anh một góc hai mắt sắc bén tức giận chừng anh nói anh muốn tôi không động vào ai cũng không có quan hệ chỉ cần anh làm cho hai người các cô vui vẻ anh có thể không tưởng thiên lỗi tức giận nhìn anh rất nhiều năm tôi không có tức giận như vậy rồi không muốn đánh một người nào tại sao tôi lại muốn đánh anh anh đừng cho rằng tôi sợ anh trang hạo nhiên tức giận nhìn tưởng thiên lỗi tức giận nói anh có bản lãnh thì đều cưới hai người bọn họ về nhà tôi tặng cho anh hai phần quà mẹ kiếp làm cho người ta cho gấp thành như vậy anh là thứ gì cái dám chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nói xong liền níu lấy cổ áo của anh đẩy một cái tưởng thiên lỗi ngã đứng ở một bên tôi nhìn thấy hai người các người tôi liền phiền nếu yêu như vậy ôm nhau nhảy xuống vực đi xem kiếp sau anh có thể là một khoảng trời, cô ấy là một chú chim nhỏ hay không? Đừng liên lụy người thứ ba cho tôi, mấy ngày trước lão tử bị mù mắt rồi. Trang hạo nhiên nói xong, liền tức giận xoay người, nhổ một ngụm máu lên đất, mới xảy bước đi khỏi, cũng không quay đầu lại. Tưởng thiên lỗi đứng ở một bên, nhìn bóng lưng của anh, mệt mỏi, thở nặng một hơi, không lên tiếng. Trang hạo nhiên xảy bước đi tới hành lang dài bệnh viện, Tô Thủy Kỳ mới vừa muốn đi ra phòng làm việc, muốn chào hỏi với anh, lại nhìn khóe miệng anh tràn đầy máu, hơn nữa máu vẫn không ngừng chảy, đang muốn gọi anh lại, lại nhìn anh lau máu bên khóe miệng, vừa nhanh chóng đi về phía trước, vẻ mặt lửa giận phừng phừng, sừng sốt. Mẹ kiếp, ra tay rất nặng, tối nay Trang Hạo Nhiên tức giận, lại lau máu ở khóe miệng, nhanh chóng đi ra đại sảnh bệnh viện, ngồi lên ngồi xe của mình, mới vừa muốn dùng hết sức quay tay lấy, điện thoại di động lại vang lên, anh lạnh lùng lấy điện thoại di động, nhìn số của khả hình gọi tới, hai mắt nóng lên, một cơn lửa giận bay lên, đưa điện thoại di động bốc một tiếng, hung hăng nện ở bậc thềm đá bệnh viện, quay vô lăng, đạp chân ga, chuyển động tay lái đi khỏi. Đêm đầy sao, đêm này rốt cuộc đã qua. Sáng sớm hôm sau, vẫn còn rất sớm, bầu trời tối tăm, sương mù lượn lờ, đầu thu đã qua, tiến vào tiết trung thu, ở khách sạn Á Châu, đêm qua đã treo lồng đèn màu đỏ khắp nơi cùng đồng tâm kết Trung Quốc, cùng lồng đèn màu xanh kiểu ánh trăng, ngày hội trung thu sắp đến sáng sớm hôm nay đường khả Hinh đến khách sạn mặc váy ngắn bằng lên màu đen liên thể đội nón len màu đen lưng đeo túi ra màu đỏ thấm nhã tuệ mua cho mình đôi tay ôm một hộp dứa tươi vẻ mặt nở nụ cười hạnh phúc thật vui vẻ đi vào đại sảnh chào hỏi cùng các đồng nghiệp liền trực tiếp đi vào thang máy nhấn tầng lầu phòng tổng thống của trang hạo nhiên cửa thang máy nhẹ nhàng đóng lại tâm trạng đường khả Hinh hết sức hết sức tốt sơ hộp dứa tươi trong tay xuyên qua hộp nho nhỏ trong suốt nhìn vật nhỏ hoạt động trong hộp, đột nhiên vui vẻ mỉm cười. Thang máy nhanh chóng chạy lên trên lầu chót, đinh một tiếng, mở ra. Đường khả hình rất khoái trá đi ra thang máy, trải qua hành lang dài yên tĩnh xa hoa, đi tới trước hai cánh cửa, phòng tổng thống, tay nắm chặt tay cầm cái cửa, thói quen đẩy, cửa bị khóa lại. Cô sừng sốt. Từ trước đến giờ Trang Hạo Nhiên có thói quen kỳ lạ, chỗ ở của anh cũng không quen khóa cửa, không người nào dám tự tiện đi vào, nhưng người tiến vào luôn có thể đi vào. Tại sao? Khóa lại rồi. Chấm hỏi ngoặc kép, đường khả hình suy nghĩ một chút, liền nắm tay cầm cửa, đẩy mạnh nhưng vẫn khóa lại. Hả? Chẳng lẽ không có ở nhà? Đi ra ngoài chạy bộ rồi hả? Đường khả hình ngạc nhiên suy nghĩ một chút, nhưng coi như anh đi ra ngoài chạy bộ, cũng sẽ không khóa cửa đâu. Cô sướng sờ, lại muốn dùng sức đẩy, nhưng cửa thật sự khóa lại, liền ôm một chút may mắn trong lòng ấn xuống chuông cửa một cái leng keng leng keng leng keng đường khả hình đứng ở trước cửa có thể nghe được chuông cửa ở bên trong cửa vang tiếng dễ nghe nhưng cũng không có một chút động tính không nhận điện thoại lại không biết anh đi đâu cô suy nghĩ một chút lại đưa tay nhẹ nhàng nhấn chuông cửa một cái leng keng leng keng leng keng chuông cửa tiếp tục vang lên chờ một lát nữa bên trong vẫn không có một chút tiếng động. Đường khả hình có hơi thất vọng, khẽ thở dài, nghĩ có thể anh thật không có ở phòng, liền sâu kín cầm hộp giữ tươi, xoay người, từng bước từng bước đi tới thang máy, suy nghĩ rốt cuộc anh đi đâu, hiện tại mới 7 giờ. Cửa đinh một tiếng, có thể chuyển động rồi. Trong chớp mắt đường khả hình cười vui vẻ, lập tức xoay người nhào về phía cửa phòng dần dần mở ra, cười gọi tổng giám đốc. Anh tỉnh rồi, tôi cho rằng anh không có ở phòng, tôi còn bảo hôm nay anh phải đi anh quốc tôi đặc biệt tới làm điểm tâm cho anh chấm ngoặc kép cô xứng sờ tại chỗ ôm hộp dữ tươi khiếp sợ nhìn về phía người trước mặt cố di mặc áo ngủ dây màu trắng hấp dẫn bên ngoài khoác áo ngủ màu trắng của trang hạo nhiên mái tóc xoăn hấp dẫn rũ xuống phía bên trái che lấp bầu ngực tròn trịa như ẩn như hiện đôi mắt lim dim mê người mày nhăn nhẹ nhìn đường khả hinh hai mắt đường khả hinh trừng to mặt lập tức đỏ bừng lúng túng không kịp ứng phó nhìn về phía cô trong lúc nhất thời không biết nói gì đường chấm ngoặc kép cố di hơi lấy lại tinh thần nhìn về phía khuôn mặt hơi quen của đường khả hình hai mắt lim dim âm thanh khàn khàn gọi nhỏ đường khả hình a à, vâng trái tim đường khả hình đập thình thịch đứng ở ngoài cửa đột nhiên không biết nên làm sao bởi vì tình huống này thật sự quá mập mờ tới đây sớm như vậy cố di thật không có trách cứ thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi không biết chị. Tôi không biết chị ở trong này. Rất xin lỗi, bởi vì, bởi vì tôi, tôi, chấm ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên cả năm, không biết nên làm sao. Được rồi, được rồi, cố di nhẹ giơ tay, mỉm cười nói, lúc này, hảo nhiên đã tỉnh, chỉ là tôi không muốn gọi anh ấy tỉnh sớm, bởi vì lúc anh ấy ngủ, cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ có sức hấp dẫn. Cố di mơ màng cười, mặt của đường khả hình lại đỏ lên cô nhóc chấm ngoặc kép cố di nhìn bộ dáng cô xấu hổ liền cười hơi tránh người ra nói vào đi không cần đường khả hình cũng không thể không thức thời lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía bộ dáng xinh đẹp hấp dẫn của cố di miễn cưỡng cười nói tôi tôi chỉ chỉ là bởi vì tổng giám đốc sắp đi anh đến làm điểm tâm cho anh ấy chị đừng hiểu lầm tôi tôi không phải cố ý quấy rầy các người thật xin lỗi tôi lập tức đi các người các người các người tiếp tục nghỉ ngơi. Đường khả hình nói xong, lập tức muốn xoay người đi khỏi. Này, cố gì cũng lập tức gọi cô, hơi tỉnh thần cười nói, cô nhấn chuông cửa nhiều như vậy, hơn nữa đợi cũng một lúc rồi, nhìn ra cô rất muốn gặp anh ấy. Chỉ là tôi mới vừa ngủ nướng, cho nên không nghĩ tới, cho rằng lao công quét dọn, vào đi, tôi cũng muốn ăn sáng. Chỉ là tôi ghét ăn điểm tâm của khách sạn, ăn thật tốt, tôi cũng cảm thấy thật khó ăn hôm nay 7 giờ phải cùng anh ấy trở về Anh Quốc, cho nên cũng đã dậy. Vào đi, nhanh lên một chút. Không cần, thật không tốt, chấm ngoặc kép, đường khả hình vẫn suy nghĩ muốn tiếp tục từ chối. Vào đi, đừng xin lỗi, tôi hiểu cá tính anh ấy, ở nước Anh là tiêu đồng, ở trong nước là cô. Chấm ngoặc kép, cố gì không nói gì nữa, chỉ ngáp một cái, liền xoay người đi vào trong. Đường khả hình đứng ở một bên, cảm thấy vào cũng không được, không vào cũng không xong, cuối cùng ngay lập tức nhắm mắt nhẹ nhàng đi vào sau đó liếc mắt liền thấy áo khoác tây trang của trang hạo nhiên và váy dài mỏng manh hấp dẫn của cố di ở trên ghế salon rất mập mờ trộn chung một chỗ cô khẽ a à hát một tiếng nghĩ tới không trách được tối hôm qua không có nghe điện thoại thì ra là thật sự rất bận cô ngồi đi tôi đi gọi anh ấy chấm ngoặc kép cố di đi lên cầu thang xoắn ốc nhìn về phía đường khả hinh cười nói a à, đừng đánh thức anh ấy tôi làm xong điểm tâm liền đi khỏi chấm ngoặc kép, đường khả hình nhẹ cởi túi đeo lưng xuống. Cố Di không để ý cô, mà trực tiếp đi lên thang lầu, đi về phía giường trang hạo nhiên, một hơi thở mập mờ nằm trên giường, sau đó nghe được giọng nói rất mập mờ của cố Di, ngọt ngào gọi thân ái, mau dậy đi, gần 7 giờ rưỡi rồi. Chấm ngoặc kép, ừ, chấm ngoặc kép, trên lầu truyền tới tiếng trang hạo nhiên vẫn còn ngáy ngủ. Đường khả hình đứng ở trên ghế salon, đột nhiên cũng không nhúc nhích audio điện tử võ tấn bền hết chương 400